Kết thúc phần 1, cứ nghĩ rằng cô và anh sẽ bắt đầu có được một tình yêu đẹp. Nhưng nào ai ngờ, sau khi biết mình không thể mang thai, cô đã bị cha anh ép buộc phải rời khỏi anh. Cô kiên quyết từ chối, nhưng một người không có thân thế như cô sao có thể chống lại yêu cầu của đại chủ tịch giàu có. Em gái bị uy hiếp rồi lại tận mắt chứng kiến anh lên giường với người phụ nữ khác. Rốt cuộc thì cô cũng đã đồng ý ký vào đơn ly hôn, cầm tiền và đi thật xa. 3 năm sau, cô trở lại nhưng với một thân phận khác, một tâm thế khác, là để trả thù cho em gái. Và lần này cô lại gặp lại anh. Nhưng câu chuyện của 3 năm trước liệu có thực sự như vậy hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Lúc Theo Phỉ Ngạo đi tới cửa biệt thự thì vừa vặn chạm mặt với Giai Kỳ. Bên trái của cô ta là một cái vali màu xanh nhạt, sau lưng còn đeo một cái ba lô thật to, toàn là những thứ mà lần trước cô ta mang tới. Khuôn mặt ưu sầu, giống như tùy thời có thể rơi nước mắt. Thấy bọn họ, Giai Kỳ mím mím môi, hốc mắt đỏ lên. Bây giờ em sẽ đi. Là nói chuyện với Phỉ Ngạo, cho nên Hứa Nhan vô cùng tốt bụng, chuyên tâm là một người vô hình, im lặng nhìn mũi giày của mình. Thân thể của Giai Kỳ run lên vì kìm nén nước mắt. Ngạo à, anh thực sự không còn một chút tình cảm nào với em nữa sao? Người đàn ông đem cánh tay sờ mái tóc đen dài của người phụ nữ đứng bên cạnh mình, làm cho cô ngẩng đầu lên, sau đó mới lạnh nhạt đáp. Những gì cần nói, anh đã nói rõ với em. Được, vậy em chúc anh hạnh phúc. Giai Kỳ cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chảy nước mắt, giọng nói dễ nghe kèm với chút âm mũi nghẹn nghẹn, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khổ. Thực sự là một tổ hợp khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải đau lòng. Cô ta cắn môi, kéo vali đi ra ngoài. Phía sau liền có 2 người đàn ông cao to đi theo, dường như là bảo vệ của biệt thự. Anh không còn chút lưu luyến nào nữa sao? Hứa Nhan nhìn theo bóng lưng của Giai Kỳ, đột nhiên có cảm giác cô ta cũng rất đáng thương. Không phải là không có, chẳng qua là cảm xúc của anh lúc này không quá mãnh liệt mà thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là người mà anh đã từng thật lòng yêu mến. Phỉ Ngạo im lặng, chứng tỏ trong lòng của anh vẫn còn để ý một chút. Bất quá, Hứa Nhan lại thở phào. Nếu như thực sự không có một chút cảm xúc nào, như vậy người đàn ông này quá lạnh lùng đi. Cô nghĩ anh ta có thể dứt khoát từ bỏ Giai Kỳ, thì một ngày nào đó cũng có thể đá cô ra khỏi biệt thự. Nhưng may mắn, anh ta vẫn còn có chút tình người. Buổi tối ngày hôm đó, Hứa Nhan tìm được giấy chứng minh thư của mình ở trong hộc tủ. Tuy cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao cô lại để nó ở đây, nhưng rồi đoán là người giúp việc nhặt được, sau đó cất giúp cô liền yên tâm mà trèo lên giường. Phỉ Ngạo ôm eo của cô, Hứa Nhan cũng không phản đối, xoay người đối mặt với anh, môi đỏ mọng hơi hé mở. Phỉ Ngạo à, có một chuyện em phải làm rõ với anh. Anh nhìn cô, nhưng không nói gì, đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Em muốn biết, anh đối xử tốt với em như vậy, là vì có cảm giác với em, có đúng hay không? Hứa Nhan nói một hơi, trái tim nhỏ đập thình thịch, cô không dám hít thở mạnh, chỉ sợ anh phát hiện ra mình đang khẩn trương. Nhìn ánh mắt linh động của cô, Phỉ Ngạo nghe xong lại im lặng một lúc lâu. Hứa Nhan cũng không nói gì nữa, chờ đợi câu trả lời của anh. Qua mấy phút, giọng âm trầm của anh mới vang lên bên tai cô. Ừ. Hứa Nhan hít sâu một hơi, có chút thả lỏng, sau đó nghiêm túc nói. Được, vậy chuyện quá khứ của anh xem như xong. Nhưng là sau này em không hy vọng sẽ nhìn thấy anh lên giường cùng với những người phụ nữ khác. Như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục chung sống hòa hợp. Anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngày hôm sau khi tan làm, Phỉ Ngạo đứng ở trong thang máy nói với cô. Ngày mai không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi. Buổi tối anh sẽ dẫn em tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Buổi tiệc rất lớn hay sao? Không lớn cho lắm. Hứa Nhan đưa tay vén những sợi tóc rơi trên trán qua bên vai. Vừa nhắc tới tiệc, cô liền nhớ tới sự kiện của Triệu Thanh Liên. Cũng đã lâu rồi không thấy tin tức của cô ấy trên truyền hình, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô đưa tay lên sờ gò má nhắn mịt của mình. Vết cào đã mất từ lâu, nhưng cảm giác đau đớn đó vẫn còn nguyên vẹn. Phỉ Ngạo phát ra hành động nhỏ này của Hứa Nhan, dịu dàng nắm lấy những ngón tay dài thon nhỏ của cô. Lần này sẽ không để cho ai bắt nạt em hết. Hứa Nhan ừ một tiếng, lòng bàn tay của anh chuyển tới, cảm giác vô cùng ấm áp, làm cho cô rất yên tâm. Trong một phòng khám tại bệnh viện thành phố, nữ y tá trẻ tuổi cầm kết quả trên tay đưa cho bệnh nhân, khẽ thở dài. Cô Hứa à, bởi vì trước kia cô đã từng sử dụng thuốc tới dị ứng, sau đó lại không chú ý tới chuyện điều tiết chuyện phòng the, sợ rằng sau này cô sẽ không mang thai được nữa.
Cô gái đối diện sửng sốt, cầm tờ kết quả trên tay, sau đó như người mất hồn đi ra khỏi bệnh viện. Y tá có chút đau lòng nhìn theo. Cô gái này vẫn còn quá trẻ, sao lại để cho bản thân sao đoạn như vậy? Bác sĩ Tô dặn cô đem kết quả đưa cho bệnh nhân xong, liền lập tức trở về. Vì vậy cô cảm thấy, mặc dù cảm thương cho người kia, nhưng cũng rất nhanh ném việc này ra sau đầu. Hôm nay Hứa Nhan được phép ở nhà nghỉ ngơi, vốn đã định ngủ cả ngày, nhưng cô lại bị đau bụng đột xuất, phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc đầu cơn đau cũng không nghiêm trọng cho lắm, vì vậy cô chỉ mua thuốc về uống. Nhưng càng ngày lại càng cảm thấy khó chịu, mồ hôi bắt đầu thấm ra, cả người lạnh toát. Cô cầm túi xách lên, loạng choạng đi ra ngoài một mình, rồi lái xe tới bệnh viện kiểm tra thử. Bác sĩ trước cho cô truyền chút nước biển, sau đó lại đưa thuốc uống cho cô, khiến cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thời điểm cô tỉnh dậy lần nữa, nghe y tá nói một câu như sấm sét giữa trời quang. Không mang thai được nữa sao? Hứa Nhan không thể tin nổi, nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe của mình, cả người giống như bị búa tạ nện trúng, đau nhức tới nỗi không chịu nổi. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, hô hấp cũng không thuận cho lắm, chắc chắn là nhầm lẫn. Hứa Nhan như người mất hồn rời khỏi bệnh viện, cô ngồi bên trong xe thật lâu mà ngây người, trong đầu không ngừng vang lên bốn chữ, không thể mang thai được nữa. Run rẩy lật xem mấy tờ giấy khám bệnh, thế nhưng đúng là tên của cô. Không, nhầm lẫn, đây chính là nhầm lẫn. Cô mở cửa xe, một lần nữa trở lại bệnh viện, sau đó trực tiếp đi tìm vị bác sĩ kia để hỏi chuyện. Bác sĩ Tô không nói gì, sau khi kiểm tra cho cô lần nữa, mới dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô. Cô Hứa à, mặc dù chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng quả thật là không có sự nhầm lẫn nào ở đây hết. Nhưng mà bác sĩ à, tôi thực sự chưa từng sử dụng chất kích thích, làm sao có thể như vị y tá kia nói. Hứa Nhan nhăn mày nhìn ông, lại nhận được một câu. Tôi đã kiểm tra lại rồi, đúng là không phải do chất kích thích, là do rối loạn nội tiết tố dẫn tới vô sinh. Nếu như không tin tưởng, cô có thể gọi người khác tới kiểm tra, hoặc là cô tới bệnh viện này xem một lần nữa xem sao. Bác sĩ Tô ghi địa chỉ lên một tờ giấy cho cô, dáng vẻ thương tiếc, sau đó mới giải thích. Thật ra thì cũng có thể là dùng thuốc, chậm rãi điều trị, nhưng sợ là sẽ không dễ dàng. Hứa Nhan cảm thấy đầu đau quá đi, không cách nào tiếp nhận được sự đáng sợ này. Trước kia cô từng mơ ước sinh ra một nam một nữ, thậm chí là ngay cả tên của hai đứa nhỏ, cô cũng đã từng nhiều lần nghĩ tới. Tin tức này làm cho cô nhất thời không biết phải làm sao. Người ta là bác sĩ trong nghề bao nhiêu năm, kiểm tra hai lần, đều chọn ra một kết quả vô sinh. Cô rũ mí mắt, cảm thấy không cam lòng, vì vậy tôi lái xe theo địa chỉ mà bác sĩ Tô kia đưa cho. Đây là bệnh viện tư nhân, nhưng người ra vào rất đông, hẳn là cũng không tồi. Hứa Nhan đứng trước cửa rất lâu, đầu ngón tay co duỗi nhiều lần không dám đi vào, cứng đờ chẳng khác gì tượng sáp. Có người tốt bụng như vậy, cô nên tới bắt chuyện. Cô gái à, có chuyện gì sao? Hứa Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt. Cháu không sao ạ. Tôi thấy cô đứng đây nãy giờ, cô không vào khám sao? Dạ, cảm ơn dì đã quan tâm, cháu vào đây ạ. Hứa Nhan sực tỉnh nhìn đồng hồ, vậy mà đã qua nửa tiếng. Cô siết chặt tay, nắm vào bên trong. Sau khi lấy số, liền ngồi chờ đợi ở bên ngoài. Cô rất sợ, thực sự rất sợ, chỉ hy vọng có thể xảy ra kỳ tích. Hy vọng bác sĩ sẽ nói cô hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng là kỳ tích không có tới. Kết quả cũng tương tự như trước, rối loạn nội tiết tố. Hứa Nhan tựa đầu bên vô lăng, cả người không còn chút sức sống, nước mắt cũng không kiềm chế được mà nhảy xuống. Tinh thần của cô không ổn định, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Về tới biệt thự rồi, vẫn còn bị vây trong trạng thái xuất thần. Chu quản gia gọi cô mấy tiếng, nhưng người trong phòng không hề trả lời. Chính bản thân Hứa Nhan vẫn còn không chấp nhận nổi. Nếu như Phỉ Ngạo biết, anh ta sẽ phản ứng như thế nào? Lập tức ly hôn sao? Cô biết, anh cũng thích cô, nhưng dù cho vậy, thì một người phụ nữ cũng không quan trọng bằng việc con nối dõi. Huống chi, ở phía trên còn có một Phỉ Hoài, luôn luôn được mong ngóng ôm cháu. Nằm trong phòng cả nửa ngày, cô mới lê thân mình dậy đi tắm. Tối nay sẽ đi dự tiệc sinh nhật cùng với Phỉ Ngạo. Trước tiên, vẫn là phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Hiện tại, cô không muốn để cho anh biết chút nào. Có lẽ kiếp này, cô không có duyên với con cái. Phỉ Ngạo trở về sớm, vừa lúc đi vào phòng, liền nhìn thấy Hứa Nhan đang ngồi sấy tóc bên bàn. Anh nhìn đôi mắt có chút đỏ lên của cô, để tới bên cạnh cô, rồi đưa tay xoa lên gò má trắng mềm. Em vừa khóc sao? Hứa Nhan giật nảy, nghĩ mình đã giấu kỹ lắm rồi, tại sao vẫn bị nhận ra cơ chứ? Em vừa xem một đoạn phim ngắn về gia đình, cho nên hơi xúc động thôi. Hôm nay anh đi làm có mệt hay không? Cô tắt máy sấy, cầm lấy đôi bàn tay thon dài của anh lên nghịch ngợm. Phỉ Ngạo tùy ý để cho cô vuốt ve ngón tay của mình, cúi đầu nhìn cô. Không mệt lắm,
Em không muốn đi dự tiệc thì có thể nói với anh, không cần phải miễn cưỡng. Trông em rất miễn cưỡng sao? Hứa Nhan ngẩng đầu nhìn Phỉ Ngạo, từ vị trí này vừa vặn chạm mắt vào hậu kết quyến rũ của anh cùng với chiếc cằm góc cạnh. Tâm trạng của em không tốt. Phỉ Ngạo thấp giọng nói với cô, anh nhìn ra được ánh mắt của cô không vui, ảm đạm cũng chẳng có chút ánh sáng. Hứa Nhan cười gượng. Làm gì có chứ, anh mau đi tắm đi, em còn phải trang điểm. Phỉ Ngạo thấy cô không muốn nói nữa cũng không ép, liền đi vào trong nhà tắm. Hứa Nhan nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, nước mắt lại suýt trào ra, phải ngửa mặt lên trời, dùng tay quạt tới quạt lui mới có thể lấy lại bình tĩnh. Tiệc sinh nhật này theo lời Phỉ Ngạo nói thì không lớn cho lắm, nhưng vẫn như cũ làm cho Hứa Nhan chấn động. Cô tới đây với thân phận là vợ của anh, cho nên được đối đãi rất nhiệt tình. Dù đa số mọi người trong lòng đều mang nghi vấn, nhưng cũng không hề ngu ngốc mà mở miệng hỏi những câu khó nghe. Nếu như là người Phỉ Ngạo đã tự mình lựa chọn, thì đám phu nhân ở đây phải cho cô mặt mũi. Rất nhiều người trong giới thượng lưu tiến tới chào hỏi và bắt chuyện với Hứa Nhan, mà cô cũng vui vẻ đáp lại từng người một. Đại sảnh rộng lớn chứa hơn 100 người vẫn còn rất rộng rãi. Bên trong ai nấy đều ăn mặc hết sức lộng lẫy sang trọng. Không phải là con cháu đại gia thì cũng là tiểu thư công chúa nhà giàu khác. Phỉ Ngạo muốn đi nói chuyện làm ăn với mọi người. Trước khi đi đã dặn dò cô chờ anh, cho nên Hứa Nhan không có di chuyển lung tung. Hứa tiểu thư à, làn da của cô thật đẹp quá đi, cứ như là da em bé vậy đó. Làm như thế nào mới được như vậy? Mau giới thiệu phương pháp cho mấy lão bà đấy với. Trần phu nhân cười nói, làn da của một người phụ nữ đã gần 40 tuổi như bà ấy lại trắng hồng đầy sức sống, không hề có lấy một vết nhăn. Già cái gì chứ, đây là vợ của Trần Tổng, Hứa Nhan cũng đã từng gặp qua một lần ở bữa tiệc rất lâu trước kia. Cô cười duyên, chậm rãi nói, Trần phu nhân quá lời rồi, da mặt của cháu làm sao đẹp bằng da mặt của phu nhân được chứ. Cháu đang muốn hỏi phương pháp dưỡng da của phu nhân đây. Có những người ở bên cạnh liên tục phụ họa rồi thêm mắm thêm muối, khiến cô dần dần phát ngán, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Hơn nữa, việc ở bệnh viện lúc sáng cứ hiện lên trong đầu của cô, thì làm sao cô có thể vui nổi. Việc này thực sự rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với đám người trong giới thượng lưu danh vọng kia. Nếu như muốn cưới vợ, đầu tiên nhà trai sẽ xét tới gia thế khủng của nhà gái, cô lại không có người phía sau nâng đỡ. Kế tới, khả năng sinh sản của cô có vấn đề, lại càng không đạt được mục tiêu chọn con dâu của bọn họ. Hứa Nhan rầu rĩ uống một hớp rượu, khóe mắt lơ đãng xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp có chút tiểu tỵ của Triệu Thanh Liên. Nhìn thấy cô, ánh mắt của cô gái kia liền toát lên sự căm hận và khinh thường, không một chút che giấu. Đôi chân thon dài tuyệt đẹp lộ ra dưới chiếc đầm ngắn bó sát. Triệu Thanh Liên so với Lily lại càng thêm quyến rũ mị hoặc. Cô ta đi về phía Hứa Nhan, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Hóa ra là Hứa tiểu thư, không ngờ hôm nay cô cũng tới đây. Xin lỗi vì vừa rồi không tới chào hỏi. Triệu tiểu thư không cần khách sáo làm gì, tôi chỉ là một người bình thường, không cần phải để ý tới. Hứa Nhan rũ mí mắt, nhìn vào chất lỏng đỏ sậm trong thủy tinh, bình tĩnh mà nói. À, cô nói gì vậy chứ? Ngay cả người như Phỉ Ngạo cũng phủ phục dưới chân của cô. Cô rất là có bản lĩnh chế ngự đàn ông kia mà. Lời này ai nghe ra cũng đang là châm biếm. Hình tượng Triệu Thanh Liên gần đây trong mắt của công chúng đã xấu tới mức khó gỡ lại được. Vì vậy cô ta cũng không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Cảm ơn cô đã quá khen. Hứa Nhan không chút để ý tới cô ta, chẳng qua là ghen tị vì Phỉ Ngạo đối tốt với cô mà thôi. Phụ nữ như vậy gần đây cô đã gặp rất nhiều, ai ai cũng mở miệng liền chửi xéo, mà trình độ tất nhiên cao thâm hơn cả Triệu Thanh Liên nhiều. Cô đã sớm chai sản với mấy lời nói vô nghĩa đó rồi. Triệu Thanh Liên không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hứa Nhan, liền có cảm giác thất bại, khuôn mặt quyến rũ, nháy mắt vặn vẹo. Cô ta nghiến răng nói, người khác gọi cô một tiếng Hứa tiểu thư, cô liền nghĩ mình là tiểu thư danh giá thật hay sao? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa mà thôi, vậy bà cũng dám đứng ở đây không biết xấu hổ. Chờ Phỉ Ngạo chơi chán sẽ đá cô ra khỏi cửa. Hứa Nhan nhăn mày, mà Trần phu nhân ở bên cạnh cũng tỏ ra chán ghét vì lời nói này. Ai không biết người đàn ông kia kén chọn tới cỡ nào, nếu như có thể lọt vào mắt xanh của anh ta thì xem như là phúc khí tới mấy đời rồi. Cho dù Hứa Nhan không có một gia thế khổng lồ đứng ở phía sau lưng chống đỡ, nhưng cô ấy vẫn có đại thiếu gia nhà họ Phỉ cưng chiều. Như vậy so với bất kỳ thế lực nào cũng đáng sợ hơn. Người này trước kia dịu dàng đạm thắm, là nữ minh tinh vô cùng được ngưỡng mộ, tại sao bây giờ cứ như một người đàn bà chanh chua ở trong chợ vậy chứ? Trần phu nhân không nhịn được liền nói, cho dù Hứa tiểu thư không sinh ra trong giới thượng lưu, nhưng với thân phận là Phỉ thiếu phu nhân thì cô ấy so với bất kỳ người nào ở đây đều có bối cảnh cao hơn một bậc. Cô tự nhận mình là tiểu thư danh giá, vậy mà sao ngậm miệng mở miệng
toàn là mấy lời vạ ngọc như vậy chứ? Hai câu khiến cho Triệu Thanh Liên nghe xong đã cứng cả miệng, càng thêm tức giận, nhưng lại không có chỗ nào để phát tác. Nếu không phải Phỉ Ngạo chèn ép khiến cho sự nghiệp của cô ta xuống dốc trầm trọng, cô ta làm sao sẽ trở nên đanh đá như vậy? Hơn nữa, chỉ đánh người phụ nữ của anh ta có một cái, anh ta lại nhẫn tâm cướp đi rất nhiều mối làm ăn của Triệu gia, làm cho cha mẹ và anh chị trong nhà luôn luôn yêu thương cô ta, cũng bắt đầu lợi ra tiếng vào chỉ trích. Người kiêu ngạo và quen sống trong nhung lụa như Triệu Thanh Liên làm sao chịu nổi đả kích này chứ? Hứa Nhàn bóp bóp cái trán có chút đau nhức, khóe môi cong lên. Trần phu nhân đừng nóng giận, chúng ta tới đây là để dự tiệc sinh nhật, nên vui vẻ mới đúng, tránh tổn hại tới nhan sắc. Thầy chó bên đường sủa bậy, cũng không thể dừng lại giảng đạo lý cho chó được. Cô nói ai là chó chứ? Triệu Thanh Liên vừa mới nghe xong, lập tức đã hét lên, hấp dẫn không ít sự chú ý, mà Hứa Nhan lại làm ra vẻ giật mình. Triệu tiểu thư à, tôi đang nói chuyện với Trần phu nhân, không hề nhắc tới cô. Cô nổi nóng cái gì? Hứa Nhan, tôi nói cho cô biết, hạng người vì tiền mà bán đỉnh như cô, không xứng đáng với Phỉ Ngạo. Nói không chừng, ai cho cô tiền, cô liền đi theo kẻ đó mà ngủ. Triệu Thanh Liên giống như phát điên, chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhan mà mắng. Bộ dạng này vô cùng hung dữ, khiến cho Trần phu nhân và mấy vị tiểu thư đứng gần cũng không nhịn được mà sợ hãi, sợ rằng một khắc sau cô ta sẽ nhào vào cắn người. Mi tâm của Hứa Nhan nhíu lại, mắng cô như vậy là có chút quá đáng. Hiện tại không chỉ là mặt mũi của cô bị người này chà đạp, mà ngay cả Phỉ Ngạo cũng sẽ bị chê cười. Cô nhìn thẳng vào Triệu Thanh Liên, gằn giọng nói. Cô Triệu, tôi có xứng với Phỉ Ngạo hay không, tự anh ấy biết cân nhắc. Cô lấy quyền gì mà chửi mắng tôi? Cô xem bộ dạng của cô có chút nào hợp lễ không vậy? Tôi có thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm. Cô là một đại minh tinh, chẳng khác gì mấy phụ nữ chợ búa không hiểu chuyện, trong miệng toàn những thứ bẩn thỉu. Tôi cũng thấy mất mặt thay Triệu gia các người. Lời này động vào chỗ đau nhất của Triệu Thanh Liên. Cô ta từng là người nổi tiếng, hiền dịu trong giới giải trí, bây giờ lại biến thành bộ dạng ác phụ như vậy. Tất cả đều là tại Hứa Nhan, tại người phụ nữ này. Chỉ thấy Triệu Thanh Liên giận run lên, thực sự tiến lên phía trước muốn đánh người. Hứa Nhan đã có sự chuẩn bị, vì vậy thời điểm người đối diện vừa động đậy, cô liền né sang một bên. Mà Triệu Thanh Liên không nghĩ tới Hứa Nhan lại phản ứng linh hoạt như vậy. Cô ta mất đà, không thể dừng lại được nữa, trực tiếp bổ nhào tới bàn tiệc sau lưng của Hứa Nhan. Loảng xoảng, Triệu Thanh Liên đẩy ngã bàn tiệc, xô đổ toàn bộ thức ăn xuống sàn. Sau đó chật vật bò dậy, nước trái cây trộn lẫn vụn bánh theo mái tóc nhỏ xuống chiếc đầm bó sát, bộ dạng vô cùng thảm hại. Hứa Nhan cũng không đành lòng, nhưng ai bảo cô ta tới đây gây chuyện với cô chứ? Cô cởi áo choàng trên vai xuống, trước ánh mắt oán hận của Triệu Thanh Liên ném lên người cô ta. Đừng để mình trở thành trò cười cho thiên hạ nữa. Cô tốt bụng nhắc nhở một chút, Triệu Thanh Liên vốn đang muốn quăng áo trên người đi, liền phát hiện do tư thế ngã, cho nên một mảng lớn da thịt trên đùi bị lộ ra, xấu hổ tới mức mở to mắt, sau đó bật khóc nức nở. Trong bữa tiệc này cũng có người của Triệu gia, là con cả Triệu Hữu. Bên này tiếng động quá lớn, rất nhiều người đều ngừng nói chuyện để nhìn qua. Tất nhiên, Triệu Hữu cũng phát hiện em gái đã bị ngã. Hắn đi nhanh tới, cởi áo vest trên người, trùm lên người em gái của mình. Thế này mới che được hết cảnh xuân. Dù sao thì áo khoác của Hứa Nhan đưa cho Triệu Thanh Liên cũng khá ngắn, loại này mặc vào chỉ có tác dụng làm đẹp mà thôi. Triệu Hữu thấy em gái vùi đầu khóc thương tâm như vậy, liền quay đầu dùng ánh mắt chất vấn nhìn Hứa Nhan. Hứa tiểu thư, cô tội gì phải làm như vậy với Thanh Liên? Con bé bị cô hại chưa đủ thảm hay sao? Người đàn ông này tướng mạo đàng hoàng, cũng rất tuấn tú, nhưng so ra còn kém cạnh Phỉ Ngạo tới 4-5 phần. Hứa Nhan vừa đánh giá trong lòng, vừa làm mặt lạnh. Tôi làm gì Triệu tiểu thư cơ? Anh thử hỏi mọi người xung quanh xem, em gái của anh té ngã có liên quan gì tới tôi? Còn nữa, tôi hại cô ấy thảm, tôi cũng rất tò mò muốn biết, một người quê mùa không có gia thế chống lưng cho tôi sẽ hại được ai trong bữa tiệc này chứ? Cô... Triệu Hữu vẫn còn muốn nói gì đó, Trần phu nhân nãy giờ ở bên cạnh Hứa Nhan đều là tận mắt nhìn thấy, vội vàng giải thích. Triệu tiểu thư là tự mình chạy tới chỗ người ta, chẳng nhẽ muốn Hứa tiểu thư đứng lại chờ đánh hay sao? Bên này cũng có người quen biết với Triệu Hữu, quan sát sự việc, vội vội nháy mắt với hắn. Hắn là người thông minh, cũng hiểu tính tình của Thanh Liên gần đây có chút bất ổn. Nhưng thân làm anh trai, sao có thể bỏ qua dễ dàng cho cái người gián tiếp gây hại tới em gái của mình như vậy? Thanh Liên là ngôi sao sáng trong giới giải trí, tuy hiện tại đang xuống dốc nhưng vẫn rất nổi tiếng. Trong tiệc rượu có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ cô nàng ngã chồng vó như vậy, thể diện cũng chẳng còn lại chút nào nữa. Hắn đỡ em gái đứng lên, đối diện với Hứa Nhan. Hứa tiểu thư, dù sao chuyện này cũng có liên quan tới cô, cũng với cả Phỉ tổng. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi Thanh Liên một tiếng. Người ta cũng có nỗi khổ riêng,
Hứa Nhan hiểu, và lại cô không phải là cố tình muốn gây chuyện, lại nói cũng do Phỉ Ngạo phá nát sự nghiệp của Triệu Thanh Liên. Nghĩ vậy, đang định mở miệng cho bọn họ bậc thang đi xuống thì bên hông lại căng thẳng, cả người liền rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi hương cà phê thơm ngát dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của cô cũng hơi lơi lỏng. Chuyện gì liên quan tới tôi chứ, Triệu Hữu? Cậu nói thử xem, tại sao vợ tôi lại phải xin lỗi Triệu Thanh Liên? Ánh mắt của Phỉ Ngạo lạnh lùng nhìn cô gái đang nép vào trong ngực của Triệu Hữu, khiến cho cô ta run lên bần bật. Dĩ nhiên, sự việc xảy ra ở đây anh đều biết, mới ngăn cản Hứa Nhan nói lời xin lỗi. Anh không thốt ra câu nào khó nghe, cũng không tỏ thái độ giận dữ, chỉ nhìn một cái đã làm cho Triệu Thanh Liên hối hận gần chết. Cô ta nhớ lại trước kia, mình hào quang vô hạn, lúc này ủy khuất vô cùng, càng khóc to hơn. Triệu Hữu bất đắc dĩ nói, xin lỗi Phỉ tổng, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi đưa Thanh Liên về trước. Hắn nhanh chóng quyết định rồi ôm em gái đi thẳng ra ngoài, không quên nói một tiếng với người tổ chức buổi tiệc. Nhân vật chính đã lui, con người lập tức tới dọn dẹp bàn tiệc bị phá hư kia. Mọi người cũng thức thời tản ra, trở lại không gian cho hai kẻ đang đứng đó. Phỉ Ngạo không chú ý tới ánh mắt phóng điện của mấy cô gái bên cạnh, đưa tay sờ sờ gò má hơi ửng hồng vì uống rượu của Hứa Nhan. Em bị bắt nạt sao? Không có, anh tới vừa đúng lúc, em đang bắt nạt người ta đó chứ. Hứa Nhan thành thật trả lời, nghĩ người vừa rồi chịu ủy khuất cũng là Triệu Thanh Liên chứ không phải là cô. Phỉ Ngạo lúc ở cạnh cô thì rất dễ chịu, rất thoải mái, nhưng khi ở chốn đông người, khí thế trên thân thể của anh lại kéo lên mức cao nhất, làm cho người xung quanh cảm thấy có chút xa cách và khó gần. Cô ôn nhu ôm lấy cánh tay của anh, cười cười mà hỏi, chuyện làm ăn của anh sao rồi? Phỉ Ngạo cho cô một cái nhìn yên tâm. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Lần sau không chém uống rượu, chú ý sức khỏe một chút. Anh ôm eo của Hứa Nhan, kéo cô rời đi sau khi bữa tiệc chỉ mới diễn ra được một nửa. Cô vốn định hỏi, xong cảm thấy chủ nhân của bữa tiệc cũng không nói gì, cứ như vậy mà về. Ở đây thêm một lát, lại sợ phát sinh việc ngoài ý muốn. Cô quay sang vẫy vẫy tay với Trần phu nhân, bất đắc dĩ dùng khẩu hình miệng nói lời tạm biệt. Trở về biệt thự, Hứa Nhan tắm sơ qua rồi mới lên giường nằm, chui giúp trong cái ôm của Phỉ Ngạo. Trong lòng của cô có tâm sự, cho nên không cách nào ngủ được, mắt vẫn mở trầm trừng. Tuy cô không nhúc nhích, nhưng anh vẫn phát hiện ra cô còn thức, liền trầm giọng hỏi. Em vẫn còn để ý chuyện của Triệu Thanh Liên sao? Là cô ta tự tìm rắc rối, không hề liên quan tới em. Không phải. Phỉ Ngạo à, anh có thích trẻ con không? Hứa Nhan nhỏ giọng thì thầm. Phỉ Ngạo không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, liền ừ một tiếng. Rất thích. Vậy sao? Tâm của cô hơi trùng xuống, đau thương trong nháy mắt, không cách nào che giấu. Cũng may là đã tắt đèn, cho nên không có bị anh nhìn thấy, chỉ nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng. Em muốn có con sao? Trái tim của cô khẽ run lên khi nghe anh hỏi thẳng về vấn đề này. Cô có một chút lo sợ, sợ rằng bí mật nho nhỏ của cô sẽ bị anh vạch trần. Vì vậy làm như bình tĩnh, lắc đầu nhìn anh nói. Hiện tại thì chưa, chỉ là muốn bàn một chút chuyện tương lai cùng với anh mà thôi. Phỉ Ngạo đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô, lười biếng mà nói. Bố của anh gần đây cũng bắt đầu tạo áp lực, muốn có cháu, chỉ bằng đêm nay chúng ta cố gắng một chút chứ hả? Phỉ Ngạo dứt lời liền nghiêng người qua, chuẩn xác tìm được môi của cô trong bóng tối mà hôn xuống. Nụ hôn rất dịu dàng, bàn tay cũng không yên phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô. Hứa Nhan không nghĩ tới sẽ bị tấn công bất ngờ như vậy, hơi thở có chút rối loạn, vừa lý nhí mắng anh vừa phối hợp động tác với anh. Anh thích trẻ con, cô cũng vậy, nhưng mà cô lại không sinh được con. Thấy anh bắt đầu mong mỏi, tâm trạng của cô thoáng chốc trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Rốt cuộc cô phải làm sao mới tốt đây? Một ngày kế tiếp, Hứa Nhan đều là suy nghĩ về vấn đề con cái kia. Vẫn còn chưa hoàn thành chuẩn bị tốt thì đã bị Phỉ Hoài đột nhiên gọi điện thoại riêng cho cô, nói là có chuyện cần bàn với cô. Không hiểu sao lúc này cô lại có một loại dự cảm xấu. Chẳng nhẽ ông ta đã biết, ông ta cho người theo dõi cô sao? Cũng không phải là không có khả năng. Đối với một người con dâu đột nhiên xuất hiện như vậy, Phỉ Hoài lo lắng là chuyện bình thường. Mặc dù ngoài mặt ông ấy không hề thể hiện ra, nhưng rõ ràng rất không hài lòng với cô. Hứa Nhan tìm cớ với Phỉ Ngạo rồi ra ngoài, từ công ty Dino bắt xe tới nhà hàng, đi vào trong phòng VIP đã được đặt sẵn. Bên trong, Phỉ Hoài đang ngồi chờ cô, người đã tới, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra, chậm rãi mà nói. Cô Hứa. Hứa Nhan siết chặt nắm tay, ngồi xuống phía đối diện ông, lại không biết phải mở miệng chào hỏi như thế nào. Gọi một tiếng bố chồng hay là chủ tịch Phỉ, cô phân vân trong chốc lát,
Người ta đã gọi mình là cô Hứa, vậy thì đang tỏ rõ thái độ không chấp nhận cô là con dâu. Cô miễn cưỡng liền cười nói: Dạ, chào chủ tịch Phỉ, không biết là hôm nay ngài gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Không vội, trước là gọi vài món đi đã. Phỉ Hoài phất tay đem menu đưa cho cô, nhưng Hứa Nhan không hề động đậy, chỉ nắm chặt túi sách nhìn thẳng vào ông. Không có bao nhiêu người dám trực diện đối mặt với ông như vậy, người phụ nữ này cũng rất khá, thế nhưng đáng tiếc. Nếu không muốn thì thôi vậy, tôi nghĩ cô hẳn là phải biết tôi rất chú trọng tới vấn đề con cháu. Thịt một cái, Hứa Nhan cứng đờ người, trái tim điên cuồng đập loạn, không hiểu sao lại đau tới mức khó thở. Ông ta đã biết, vậy tiếp theo ông ta sẽ làm gì? Cô thực sự rất sợ ông ta sẽ giết người giấu xác. Chuyện như vậy trong giới thượng lưu cũng đã từng có. Phỉ Hoài thấy cô như vậy cũng không ngạc nhiên, tiếp tục nói: Đơn giản thôi, rời khỏi con trai tôi, để cho nó được tự do. Hứa Nhan biết những người như Phỉ Hoài rất thích dùng tiền để vũ nhục người khác. Câu thoại kinh điển nhất của bọn họ chính là như thế này. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải đối mặt với loại tình huống máu chó ấy. Cô thở dài một hơi, trong mắt là sự dãy dụa không cam lòng. Cô yêu người đàn ông kia, từ lúc bắt đầu đã vô tình bị anh thu hút. Thời gian qua được anh yêu thương săn sóc, khiến cho cô tập thành thói quen. Bây giờ đột nhiên bảo cô rời khỏi anh, cô theo bản năng liền muốn từ chối. Hứa Nhan, cô nên hiểu rõ, một người phụ nữ không thể sinh con thì không có tư cách ở bên cạnh người xuất sắc như Phỉ Ngạo. Với tính cách của nó, trừ phi cô chủ động rời đi, nếu không, nó sẽ không chịu chia tay. Hứa Nhan cắn môi, bị những lời này của ông lung lay, nhưng vẫn thẳng thừng từ chối. Tôi biết, bản thân của tôi thiếu sót, nhưng tôi sẽ không rời bỏ Phỉ Ngạo đâu, trừ khi anh ấy bỏ tôi. Cô nói xong liền đứng lên, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, mà là lảo đảo rời khỏi. Phỉ Hoài không ngăn cản, đưa tay vào trong túi đem ra một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ cay cay tê tê, khiến cho ông sảng khoái hả một hơi. Thật là một cô gái không hiểu chuyện. Hứa Nhan ngồi xe buýt nhìn chằm chằm vào bụng của mình hồi lâu. Mặc dù lúc đó cô mạnh mẽ nói như vậy, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói của Phỉ Hoài. Đúng vậy, người như cô vốn dĩ không thể ở bên cạnh Phỉ Ngạo, bởi vì anh quá xuất sắc, cho nên khoảng cách giữa bọn họ khó lòng lấp đầy. Trước kia cô cũng đã nhận ra, chẳng qua là phớt lờ không muốn nhắc tới mà thôi. Cô từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Nhưng từ khi bố cô gọi cô trở lại thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Thế giới của cô ngập tràn những rắc rối. Hứa Nhan có thể chịu được hết tất cả những khổ cực và gièm pha, bởi vì cô đã động tâm với người đàn ông kia, cũng hiểu được anh rất thích cô. Nhưng cái loại tình trạng không cân bằng này, sớm hay muộn cũng sẽ khiến mối quan hệ của họ xảy ra biến hóa. Huống chi bây giờ cô lại không thể sinh con. Hứa Nhan mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Lúc đứng lên, điện thoại lại reo vang, là Lâm Dương gọi tới. Cô không nghe máy, nhưng tiếng chuông kia vẫn không ngừng vang lên, giống như là có chuyện quan trọng nhất định phải gọi cho cô. Hứa Nhan đành nhấc máy. Hứa Nhan à, cô mau tới bệnh viện, Hứa Vân cắt cổ tay tự sát rồi. Cái gì chứ? Hứa Nhan run rẩy, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại của mình. Rất nhiều chuyện đột nhiên kéo tới, làm cho cô luống cuống tay chân không kịp phản ứng. Cô thất thá thất thểu đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Dì Hứa đang ngồi ở một chỗ khóc không ngừng. Lâm Dương cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, bởi vì vừa rồi anh trực tiếp ôm Hứa Vân từ trong bồn tắm, cho nên quần áo vẫn còn đang dính máu. Nghe dì Hứa nói, tối hôm qua đã thấy Hứa Vân có chút bất thường, cơm ăn không được bao nhiêu, cả người cứ như mất hồn. Bà nghĩ muốn đưa con bé đi bệnh viện, cho nên tìm Lâm Dương tới. Kết quả lúc gõ cửa không có ai trả lời, sau đó phá cửa đi vào, lại phát hiện ra Hứa Vân sắc mặt trắng bệch nằm trong bồn tắm. Hứa Nhan cố gắng điều chỉnh tâm tình, không muốn suy sụp, không muốn khóc, bởi vì như vậy sẽ khiến cho dì lo lắng. Dì Hứa xem Hứa Vân như con gái ruột của mình, từ lúc con bé còn nhỏ đã theo bà, cho nên tất nhiên vô cùng thương tâm. Lâm Dương nhìn vẻ mặt khủng hoảng của Hứa Nhan, thấy cô cắn môi chặt tới bật máu, đau lòng mà an ủi. Cậu đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà tớ... Hứa Nhan đang định nói gì đó, chợt thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, cô lập tức chạy tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi? Hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải truyền máu cho cô ấy. Nhưng là nhóm máu RH trừ. Nhóm máu này quá hiếm, bệnh viện không có sẵn, phải chờ chuyện từ nơi khác tới. Hứa Nhan hoảng hốt, chợt nói. Lấy máu của tôi là được mà, tôi là chị ruột của con bé, là nhóm máu RH trừ. Bác sĩ nhìn cô,
gật gật đầu rồi bảo y tá dẫn cô đi kiểm tra xem có lấy máu được hay không. Mà dì Hứa nghe bảo cháu gái đang ở trong tình trạng nguy kịch, suýt chút nữa thì đã ngất xỉu. Vất vả cả buổi trưa, tình trạng của Hứa Vân rốt cuộc cũng ổn định lại. Chẳng qua là đang ngủ say, mà Hứa Nhan như chút được gánh nặng, nằm ở trên giường bệnh gọi cho Phỉ Ngạo. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh tút tút kéo dài, nhưng không có người trả lời. Từ khi bọn họ thẳng mặt nói chuyện yêu đương với nhau bây giờ, đây là lần đầu tiên anh không nhận điện thoại của cô. Hôm nay không có cuộc họp nào cả, anh bận cái gì chứ? Cô cũng không suy nghĩ được nhiều, cảm giác choáng váng đã kéo tới, đành tắt máy, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, dáng vẻ của Hứa Nhan trở nên tiểu tụy không thể chịu nổi. Lâm Dương đứng ở trước cửa phòng nhìn cô, lại đi qua xem Hứa Vân một lần, sau đó mới bắt đầu cho người điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Hứa Vân rất ngoan, là học sinh giỏi nhiều năm liền, ở trên đường được bạn bè yêu mến, ở nhà vô cùng hiếu thuận. Nếu không phải là gặp chuyện gì đó quá mức kinh khủng, làm sao con bé lại tự tử cơ chứ? Hứa Nhan tỉnh dậy lần nữa đã là 7 giờ tối. Việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nhỡ nào. Cô nâng thân mình đau nhức, liền bắt gặp Lâm Dương đang mệt mỏi gục bên giường bệnh, dáng vẻ mệt mỏi không kém cô là bao. Dì Hứa mở cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh thì đem một phần thức ăn nóng, sau đó nhỏ giọng nói: "Còn đặt trước một chút đi, đây là canh gan heo bộ máu và một ít trái cây. Lâm Dương trông hai chị em con suốt từ trưa tới giờ, con đừng gọi cậu ấy dậy." Cô họng của Hứa Nhan có chút khô khốc, khàn giọng mà hỏi: "Hứa Vân, con bé ăn xong đã liền ngủ rồi, bây giờ rất tốt, con không phải lo." Hứa Nhan thở ra một hơi, nghĩ một lúc cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo cho Phỉ Ngạo rằng tối nay cô sẽ không trở về. Cả ngày trời không hề liên lạc, anh lại chẳng hỏi thăm cô một lời. Sự việc này thực sự làm cho cô có chút không vui. Hứa Nhan nghiêng người qua, cẩn thận ăn cơm, sợ động tác của mình sẽ làm cho Lâm Dương thức giấc. Cậu ấy là một người con trai tốt, còn trẻ như vậy đã có công việc ổn định, là một lòng giúp đỡ gia đình cô, làm cho cô cảm động. Chỉ tiếc là bọn họ có duyên mà không nợ. Nếu như trước kia cô không gặp Phỉ Ngạo thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Ăn xong bữa tối, Hứa Nhan đem khăn ướt lau sơ qua mặt mũi rồi nhích xuống giường. Lâm Dương đang ngủ chợt ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay thon dài, liền vươn tay ra bắt được cổ tay của cô. "Cậu đi đâu chứ? Bác sĩ nói thân thể của cậu vẫn còn đang yếu, đừng có hoạt động mạnh." Cô xấu hổ rụt tay lại, tuy không bài xích Lâm Dương nhưng vẫn hơi ngại đụng chạm. "Không sao, tớ chỉ là muốn xem qua em gái một chút thôi. Cậu cứ trở về nghỉ ngơi đi. Thực sự rất cảm ơn cậu vì đã cứu em ấy." "Chúng ta là bạn tốt mà, đây là chuyện tớ nên làm, để tớ đi cùng với cậu." Lâm Dương vuốt mái cái tóc lên, chỉnh cho nó đỡ xấu một chút, rồi cùng với Hứa Nhan qua phòng bệnh của Hứa Vân. Hắn đã điều tra được lý do khiến con bé muốn tự tử, nhưng chưa biết nên nói như thế nào với cô. Trên đường đi nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi. Dì Hứa cũng ở trong phòng bệnh, Hứa Vân thì nằm trên giường ngủ say, khuôn mặt xinh xắn giờ phút này chẳng còn nét tươi tỉnh như ngày thường nữa, môi trắng bệch, dáng vẻ khiến cho Hứa Nhan xót tới cực điểm. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào em gái một lúc rồi mới liếc mắt nhìn về phía Lâm Dương đang đứng bên kia giường, khẽ nhăn mày nói: "Cậu có biết vì sao em ấy lại làm như vậy hay không?" Lâm Dương nghe cô hỏi tới thì thở dài một tiếng, ra hiệu cho cô không nên nói những chuyện này trong này. Hai người ra ngoài rồi ngồi xuống một băng ghế đá. Đèn hành lang mờ ảo cùng với tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên, mang tới cảm giác có chút lạnh lẽo, khiến cho Hứa Nhan hơi run lên. Chỉ thấy người bạn thân nhất của cô khó khăn mở miệng: "Lúc cậu đang ngủ, tôi đã cho người đi tìm hiểu một chút. Ngày hôm qua Hứa Vân tới trường, ở trong đó đã bị người khác bắt nạt." Hai chữ bắt nạt này Lâm Nương nói ra nghe có vẻ nặng nề, chứng tỏ không chỉ đơn giản là bị người khác chửi mắng hay cắt sách vở như trong phim học đường. Hứa Nhan siết chặt hai tay vào nhau, ánh mắt dại ra nhìn hắn: "Có người cưỡng hiếp con bé sao?" Lâm Dương nói tới đây cảm thấy khó lòng mà nói tiếp. Mạ mắt của Hứa Nhan đã đỏ lên, không kiềm chế được tâm tình nữa rồi. Thân thể của Hứa Nhan run rẩy, cảm giác giận dữ xâm chiếm toàn bộ tế bào trên cơ thể. Cuộc sống của em gái cô vốn đang tốt đẹp, tại sao ông trời lại đối xử với con bé tàn nhẫn như vậy? Cô không kiềm chế được mà hét to: "Là ai? Cậu nói đi, tôi sẽ giết kẻ đó." Lâm Dương thấy Hứa Nhan tức giận tới độ thở gấp mà nước mắt cũng trào ra, cắn răng nói: "Có ba người." "Cái gì chứ? Ba người? Bọn khốn nạn này." Hứa Nhan đứng bật dậy, túm lấy cổ áo của Lâm Dương, mắt của hắn cả tơ máu đỏ au mà gạo lên: "Là kẻ nào? Cậu nói mau, ngay lập tức nói cho tôi." "Hứa Nhan à,
Tại sao chứ? Tại sao bọn nó lại có thể đối xử với con bé như vậy? Hứa Nhan siết chặt nắm tay, thở hổn hển, cuối cùng trước mắt hoa lên, thiếu chút nữa tức giận tới độ ngất xỉu. Thấy cô sắp ngã loạng choạng, Lâm Dương đành đưa tay đỡ cô. Cậu bình tĩnh một chút đi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Cậu mau nói đi chứ. Hứa Nhan khản giọng kêu lên, bởi vì cô hiến máu xong, thân thể vốn đã yếu ớt, bây giờ lại bị kích thích mạnh như vậy, rốt cục là chịu không nổi, mềm nhũn tuột xuống, ngồi ở trên sàn nhà. Lâm Dương sợ cô xảy ra chuyện, vội ôm cô lên, trước đưa cô trở về phòng rồi đi tìm bác sĩ. Hắn hối hận vì sao mình lại nói cho cô biết tin tức động trời đó, để cho cô chịu đả kích lớn tới mức này. Bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra cho Hứa Nhan, sau đó liền có y tá tới chuyển nước biển cho cô. Tinh thần của cô ấy có chút không ổn định, cậu xem chừng, đừng để cho cô ấy chạy lung tung nữa. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Lâm Dương gật đầu, nhìn người nằm trên giường đang cắn chặt răng rơi nước mắt, không nhịn được mà đau lòng. Tinh thần của Hứa Vân bị kích động mạnh, so với Hứa Nhan càng đáng sợ hơn. Lúc tỉnh dậy, không nói không rằng, ánh mắt cứ như vậy mà vô hồn. Hắn rất sợ Hứa Nhan cũng sẽ như vậy, không còn khả năng nhận thức về hành vi của mình nữa, làm ra chuyện gì dại dột. Hứa Nhan cảm thấy hiện tại đầu rất đau, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên, cơ thể mệt mỏi nhưng chẳng biết lý do vì sao cô lại vô cùng tỉnh táo. Cô nhắm mắt lại, ý nghĩ muốn giết người cứ xông lên não, không cách nào ngăn cản được. Cô muốn đâm chết cái lũ đồi bại kia, rút xương lột da bọn chúng. Lâm Dương nói mấy câu không hề thấy cô phản ứng, đành phải ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Mà Hứa Nhan lúc này sao có thể ngủ được cơ chứ? Cô mở mắt ra nhìn trần nhà, càng nghĩ lại càng uất ức thay cho Hứa Vân. Sau đó lại nghĩ xa hơn, làm sao mà ở trong trường học, học sinh lại có thể lớn gan như vậy? Nếu như không có người ở đằng sau che chở và kín đáo sai bảo, chuyện này sao có thể xảy ra? Nửa đêm, điện thoại của cô rốt cuộc có người gọi tới, cũng là người họ Phỉ, nhưng không phải là chồng của cô. Hứa Nhan đem điện thoại áp lên tai, nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đen đặc đáng sợ như một cơn ác mộng kinh hoàng bám lấy cô. Cô Hứa. Phỉ Hoài vừa dứt lời, nước mắt của Hứa Nhan lại trào ra. Cô cười giữ tợn một tiếng, sau đó khẳng định. Là ông. Đúng, là tôi làm. Cô có thể kiện nếu như muốn. Giọng điệu thừa nhận khi nói chuyện cũng thoải mái, giống như không hề cô sợ kiện ông ta. Hứa Nhan im lặng. Bây giờ cô tới đây, tôi có thứ muốn cho cô xem, đảm bảo là sẽ rất thú vị. Nói xong ông ta liền tắt máy, mà Hứa Nhan cũng bỏ dậy, giật ống chuyển nước biển ra khỏi tay, máu tươi bắn một chút lên giường. Cô không để ý chút nào, cầm túi sách lên, vội vã đi ra ngoài. Phỉ Hoài, Phỉ Gia, ông ta quá đê tiện, là một người đàn ông vừa hèn hạ lại vừa bỉ ổi. Sao cô lại có thể ngu ngốc như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình, lơ là cảnh giác, khiến cho cuộc đời của em gái cô cứ như vậy mà bị hủy hoại. Suýt chút nữa, cô đã mất đi người thân duy nhất của mình. Tuy lỗi không phải do Phỉ Ngạo, nhưng lúc này, cô thực sự có chút hận anh, cũng hận bản thân mình rất nhiều. Cái tình yêu chó má này, cuộc hôn nhân chết tiệt này, tất cả đều không quan trọng bằng em gái cô. Ông ta nói ông ta có thứ cần cho cô xem, vậy thì cô sẽ tới. Phỉ Hoài cầm điếu thuốc trên tay, khói xám nhẹ nhàng bay lên, mang theo một mùi thơm cay nồng. Ánh mắt hờ hững nhìn cô gái yếu đuối đối diện. Mở cửa phòng cho Hứa tiểu thư nhìn một chút. Bọn họ đang đứng ở trước một căn phòng lớn, cửa gỗ đóng chặt. Mà lúc này Phỉ Hoài vừa ra lệnh, liền có người tiến tới nhẹ nhàng kéo cửa ra. Hứa Nhan đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ mà cô yêu đang ở trên giường ôm người phụ nữ khác, trái tim của cô bất chợt co rút mạnh. Anh đã hứa với cô sẽ không làm ra những chuyện khiến cho cô đau lòng. Nhưng anh lại nuốt lời. Khuôn mặt đó giờ khắc này chính thức khắc sâu vào trong thâm tâm của cô. Cô có cảm giác như mình đã tới sát bờ vực của sự suy sụp, nhưng lại không thể ngã xuống. Cô không thể ngã xuống. Nhìn thấy không hả? Đàn ông chính là như vậy. Phỉ Hoài rít một hơi thuốc, khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng lại để cho cô thấy rõ nét khinh thường nồng đậm. Ông ta ngoắc tay, lập tức có người đem đơn ly hôn tới trước mặt cô. Cô đã không thể sinh con thì để cho người khác sinh con cho Phỉ Gia. Tôi sẽ cho cô tiền, ngày mai đi khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Tôi muốn 1 triệu đô, ông có thể cho tôi sao? Hứa Nhan đột nhiên mỉm cười. Có thể chứ. Phỉ Hoài đưa mắt nhìn trợ lý của mình, hắn ta lập tức cầm lên một tờ ngân phiếu, sau đó đặt vào trong tay của Hứa Nhan. Hứa Nhan cắm sâu móng tay vào trong da thịt, nỗi đau thể xác không thể nào so được với tâm hồn đang vỡ nát và trái tim đang dị máu của cô.
Cô đưa tay cầm lấy bút, nhanh như chớp ký tên mình lên tờ giấy trắng trước mặt. Một giọt máu tươi ấm nóng rơi xuống bên cạnh chữ ký của cô, giống như một đóa hoa nở rộ đỏ lòa chói mắt. Cô biết nếu như mình không ký, kế tiếp ông ta sẽ lại giở trò với người nhà của cô, mà cô hiện tại không cần ai ép cũng sẽ ly hôn. Cả ngày không thể liên lạc được, thì ra là anh ở trong này cùng với người khác mây mưa vui vẻ. Anh ta có đáng để cho cô níu kéo như vậy hay sao? Không đúng, cô xứng với anh ta sao? Không xứng. Nhà họ Phỉ các người, một ngày sẽ phải trả giá đắt. Hứa Nhan lần thứ hai nhìn trực diện vào đôi mắt của Phỉ Hoài, trong lòng lạnh lẽo nở ra nụ cười rạng rỡ. Thù hận chạy tràn trong đáy mắt, dứt khoát quay lưng rời đi. 1 triệu đô không phải là số tiền nhỏ, nhưng để đuổi cô đi, ông ta lại dám ném ra. Thực sự là một lão giả phung tiện như rác. Hứa Nhan không phải là đứa ngốc và sĩ diện, người ta đưa tiền lại mạnh miệng nói không cần. Hiện tại, thứ mà cô cần nhất chính là tiền. Hứa Nhan bắt xe trở về biệt thự, nhanh chóng gom lại một chút quần áo cùng với giấy tờ quan trọng nhét vào trong vali. Mặc dù hiện tại cô đã mệt tới mức sắp ngã quỵ, nhưng lý trí lại không cho phép cô chậm trễ dù chỉ 1 giây. Chu quản gia cả ngày nay không liên lạc được cho Phỉ Ngạo, đã sớm nóng nảy, nhưng hỏi mấy lần đều nghe vị sĩ bảo rằng không phải lo lắng, cậu chủ đang ở biệt thự của ông chủ bàn chuyện làm ăn. Ông không tin cậu chủ và ông chủ có cái gì để cần bàn bạc. Cả hai người tuy không thù ghét nhau, nhưng cũng chẳng phải thân thiết. Ông quyết định chờ ở đây, chờ tới nửa đêm thì phát hiện cậu chủ không có thấy đâu, chỉ có Hứa Nhan trở về, trên tay của cô đang chảy khá nhiều máu. Ông vẫn còn chưa kịp nói rõ câu nào, cô đã chạy thẳng lên phòng. Một lát sau, liền xách vali đi xuống, đi thẳng ra ngoài. Chu quản gia chạy tới chặn cửa, lo lắng nhìn cô. Cháu đi đâu giờ này chứ, còn đem theo nhiều đồ như vậy? Hứa Nhan biết Chu quản gia không có lỗi, nhưng cũng không cho ông được sắc mặt tốt. Cô đã sắp phát điên, hiện tại nếu như ở đây còn thêm 1 phút giây nào nữa, cô sẽ điên thêm 1 phần. Chu quản gia, chuyện này không liên quan tới chú, hiện tại cháu có việc gấp, chú né ra đi. Nhưng mà... Chu quản gia muốn nói, lại bị Hứa Nhan cắt ngang. Phiền chú nhắn với Phỉ Ngạo một câu, đời này, việc mà cháu hối hận nhất, chính là quen biết với anh ta. Ánh mắt của Hứa Nhan quá dữ tợn, khiến cho Chu quản gia ngẩn ra trong chốc lát, bình tĩnh nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp kia đâu nữa. Hứa Nhan không nói cho bất kỳ ai việc mình sẽ ra nước ngoài. Sau khi nhắn tin nhờ Lâm Dương chăm sóc tốt cho Hứa Vân, lại gửi vào tài khoản của hắn một số tiền lớn, liền mua vé máy bay đi Mỹ ngay trong đêm. 4 năm sau, tại bang Ohio, Hoa Kỳ. Thiên Vũ à, mau lại đây, cho chú ôm một cái. Người đàn ông tóc vàng vừa mới lên tiếng, đứa trẻ tên Thiên Vũ liền vui mừng ra mặt, vội vàng chạy tới, hai cánh tay đầy thịt ôm chặt lấy cổ hắn, cười toe toét. Chú chị! Bạch Hạo Chi, anh có thể ngừng dụ dỗ con nít được hay không hả? Hứa Nhan à, em quá nghiêm khắc đi, Thiên Vũ mới có 3 tuổi, sao lại bắt nó học cả tiếng Anh và tiếng Trung được chứ? Hôm nay đừng đưa thằng bé tới trường nữa, để anh trông là được. Người phụ nữ này đúng là Hứa Nhan, so với trước kia, cô càng trở nên phong tình quyến rũ, nhưng lại không có chút nào phong tục. Hứa Nhan 3 năm nay đã quen với thái độ nhợn nhơ của người này, lại biết Thiên Vũ thích quấn anh ta, cho nên không thèm so đo, xoay người vào bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn. Làm xong hết thảy, cô kéo ghế tự cho mình ngồi xuống, sau đó mới vọng ra. Hứa Thiên Vũ, bây giờ ngoan ngoãn vào ăn sáng, hoặc là dọn đồ đi theo chú chỉ của con, đừng có trở về nữa. Thiên Vũ nghe tiếng mẹ gọi, liền nhìn Bạch Hạo Trì với ánh mắt long lanh. Mặc dù nhóc rất thích chú Trì và chú thường cho nhóc bánh và đồ chơi, lại đối xử với mẹ nhóc rất tốt, nhưng so ra thì mami vẫn quan trọng hơn rất nhiều. Chú ạ, à, mau thả con xuống đi. Bạch Hạo Trì bất đắc dĩ đành buông thằng bé ra, sau đó tự mình cởi giày đặt lên trên kệ. Vừa mới làm xong, liền nghe thấy tiếng của Hứa Nhan vọng ra. Bạch tiên sinh, mời trở về hành tinh mẹ của mình, ngôi nhà nhỏ này không chứa nổi đại gia nhanh đâu. Động tác trên tay của anh hơi dừng lại, sau đó nhún vai rồi thản nhiên đi vào trong bếp. Thấy hai mẹ con đang ngồi ăn sáng, cũng tự tiện kéo ghế ngồi xuống. Hứa Nhan thực sự không chịu nổi tính tình của anh ta, liền nhăn mày và nói. Anh cảm thấy tôi không dám gọi cảnh sát tới đây để bắt anh tội xâm phạm chỗ ở hay sao? Ây, đừng đối xử với anh như vậy mà. Anh tới đây là để chơi với Thiên Vũ, chẳng nhẽ em nỡ đuổi anh đi hay sao? Mẹ ạ. Được rồi, thế anh muốn ngồi thì ngồi đi, nhưng mà bữa sáng không có phần của anh đâu. Biết trước là đã như vậy, nên anh đã mua phần cho mình rồi. Còn mua cho Thiên Vũ 1 chiếc xe điều khiển từ xa nữa. Thiên Vũ đang ăn, nghe tới đồ chơi liền vui vẻ. Nhạo qua ôm Bạch Hạo Trì rồi hôn chụt một cái lên gò má của anh, dầu mỡ bám đẩy lên khuôn mặt đẹp trai. Cảm ơn chú chị, con yêu chú.
Hứa Nhan đen mặt, nhìn một lớn một nhỏ, chân mày hơi nhíu. Trẻ con nếu như được nuông chiều quá nhiều sẽ sinh hư. Cô không thích dạy con như vậy, nhưng cũng không thể đem đồ người ta tặng cho thằng bé vứt đi. Đành quay sang đổ lỗi cho người lớn, cảm thấy cái tên họ Bạch này trướng mắt vô cùng. Chẳng qua là ngày mốt cô sẽ về nước, sau này sẽ không sợ bị anh ta quấy dậy nữa. Nghĩ vậy cô mới yên lòng một chút. Hứa Nhan à, em không phải là không biết. Anh theo đuổi em đã mấy năm, không mong em đáp trả. Chỉ hy vọng là em đừng có ghét bỏ anh thôi. Bạch Hạo Trì đột nhiên nghiêm túc nhìn Hứa Nhan, trong mắt đều là sự chân tình, nhưng trái tim của cô giống như sắt đá, chẳng mảy may cảm động. Hạo Trì, anh cũng biết tôi không muốn tái giá, có đúng hay không? Hơn nữa tôi cực kỳ ghét những kẻ đàn ông trăng hoa. Nếu như anh có thể đập mặt đi sửa lại, hoặc là để cho mình xấu đi một chút, bớt nổi tiếng đi một chút, nghèo đi một chút, như vậy có khi tôi sẽ suy nghĩ lại mà gả cho anh. Thiên Vũ ôm ba lô hình gấu mà nhìn chú Trì, sau đó lại nhìn vẻ mặt không vui của mẹ, môi họng hơi chu lên. Nhưng mà còn một có bố. Một câu này giống như dao đâm nhọn vào người của Hứa Nhan, đau tới mức cô thở hổn hển nhìn con trai. Thấy Thiên Vũ ánh mắt nổi lên sương mù, bộ dạng như sắp khóc thì tâm mềm nhũn, cúi người ôm con trai vào trong lòng. Bảo bối à, mẹ xin lỗi. Hứa Nhan vỗ nhẹ lên lưng của con trai, tuy rằng thằng bé rất ít khi thể hiện ra, nhưng hẳn là nó rất tủi thân vì trong lớp chỉ có một mình nó là không có bố. Em thấy đó, anh thương Tiểu Vũ như vậy, thằng bé cũng thích anh, em chấp nhận anh không được sao? Nếu không thì em cũng cho anh một cơ hội đi. Bạch Hạo Trì không hiểu, điều kiện của anh tốt như vậy, tại sao cô vẫn không cho anh cơ hội? Không những không thích mà còn ghét bỏ vì anh đẹp trai và có tiền, thực sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Hứa Nhan nhìn anh, đột nhiên thở dài một hơi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Mặc dù cô nói sẽ suy nghĩ lại, vẫn chưa đồng ý, nhưng như vậy cũng khiến cho anh rất vui. Chẳng qua, cái loại vui vẻ này kéo dài chưa tới 2 ngày, liền đã bị cắt đứt. Hứa Nhan dám lừa anh, cô ấy mang theo tiểu bảo bối trở về nước mất rồi, anh không cam lòng. Không được, anh phải đuổi theo cô ấy. Bạch Hạo Trì dứt khoát, ngừng các hoạt động sắp tới của mình, lặng lặng giải nghệ. Dù sao thì anh chỉ đi đóng phim, vì trước kia có chút thích thú với cái nghề này mà thôi. Căn bản thì anh đã có công ty riêng trong và cả nước ngoài, cần gì phải tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Đối với anh, Hứa Nhan và Tiểu Vũ quan trọng hơn rất nhiều. Bảo bối, không sao chứ? Hứa Nhan vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Thiên Vũ, dùng khăn ướt lau vết bẩn trên mặt của cậu. Cục cưng bé bỏng nằm dài trên ghế, ôm đùi của mẹ, lý nhí trả lời. Mẹ có mệt không? Tiểu Vũ không mệt. Ừ, Tiểu Vũ của mẹ là giỏi nhất. Con ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là tới rồi. Hứa Nhan nói xong, chưa đầy 5 phút sau, đã thấy tiểu quỷ này nhắm mắt phát ra tiếng hít thở đều đều, còn chảy nước miếng lên quần của cô. Bất quá khuôn mặt khi ngủ đáng yêu muốn chết. Cô ngẩng mặt lên, nhìn cảnh vật quen thuộc trôi ngoài cửa xe, không hiểu sao khóe mắt lại cay cay. Trước kia cô chạy trốn khỏi đất nước này, cùng với một số tiền lớn trong tay, định bụng sẽ gây dựng sự nghiệp rồi trở về trả thù Phỉ gia. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Lúc ấy vừa mới xuống sân bay, cô đã liền ngất xỉu khiến cho mọi người sợ hãi. Sau khi được đưa tới bệnh viện gần nhất thì hay tin mình đã mang thai gần 2 tháng. Cô cảm thấy ông trời rõ ràng là đang trêu đùa cô. Không phải là bác sĩ của 2 bệnh viện kia đều nói cô vô sinh hay sao? Hứa Nhan không biết mình nên vui hay nên buồn. Thiên thần bé nhỏ đó tới không đúng lúc chút nào, khiến cho một người mang đầy thù hận như cô phải hoãn lại tất cả dự định. Đợi tới lúc Thiên Vũ ra đời thì ý muốn trả thù cũng đã không còn mãnh liệt như trước nữa. Cô chỉ mong có một cuộc sống bình thường, nuôi nấng thằng bé nên người. Chuyện này so với việc trả thù Phỉ gia vẫn đáng giá hơn rất nhiều. Một mình cô đấu không lại Phỉ gia, dù sự thật này phũ phàng nhưng cô vẫn phải nhìn nhận nó. Về phần những kẻ đã từng làm tổn thương em gái cô nhất định sẽ khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Nếu như không phải vì Thiên Vũ thì 2 năm trước, khi công ty bất động sản của cô phất lên ở đất Mỹ, cô đã về nước để xử lý lũ cặn bã kia. Hứa Nhan thu lại ánh mắt mờ mịt, cầm điện thoại áp vào bên tai. Alo, xin hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp mềm mại của phụ nữ, giống như đã trưởng thành không ít. Từ khoảng 2 năm trước, cô đã bắt đầu liên lạc lại với Lâm Dương. Lúc đó, hắn rất giận dữ, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Hắn tự nói, khoảng thời gian cô đi, Hứa Vân vẫn sống rất ổn. Nghe giọng em gái bình tĩnh như lúc này, cô mới biết hắn không có lừa cô. Hứa Nhan không biết phải mở miệng như thế nào, cô cảm thấy có lỗi với em gái rất nhiều. Alo, nhầm số sao? Lúc này Hứa Nhan có chút nghẹn ngào, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh nhỏ xíu. Là chị. Người bên kia giống như bị sốc, thật lâu sau mới phát ra tiếng khóc giống.
Chị là cái đồ đáng chết. Sao đi lâu như vậy mà không liên lạc cho em? Tại sao chị lại bỏ đi? Chị có biết khoảng thời gian đó đối với em đáng sợ như thế nào không? Chị còn về làm gì chứ? Chị, em hận chị, nhưng em cũng nhớ chị lắm. Hứa Nhan im lặng nghe lời trách móc của em gái, càng nghe lại càng cảm động, suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Con bé khóc thật lâu mới có thể bình tĩnh lại được, nhưng vẫn luôn mắng cô là đồ đáng ghét, đồ xấu tính. Cô an ủi con bé mấy câu rồi bảo mình đang trên đường trở về. Địa chỉ thì nhà Lâm Dương đã sớm gửi cho cô. Thời điểm xe dừng lại trước một căn biệt thự tầng 2 kiểu dáng Tây Âu xinh xắn, Hứa Nhan có phần hồi hộp, vội vàng ôm bảo bối đang ngủ say lên. Trước cổng đã có người chờ sẵn. Đứa em gái nhỏ mà cô yêu thương hiện tại đã trổ mã vô cùng tốt, so với dáng vẻ mấy năm trước của cô lại càng khiến cho người ta yêu thích hơn. Chị! Hứa Vân không xác định nhìn người phụ nữ trước mặt mình, sau đó lại nhìn tới đứa trẻ được cô ôm trong tay. Đứa trẻ nào đây? Cô hoảng hốt nhìn mái tóc ngắn màu xanh rêu, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, dáng vẻ sang trọng như một nữ doanh nhân thành đạt. Đặc biệt là ánh mắt sắc bén, không còn nét ngây thơ của những năm trước, không hề giống như chị gái của cô chút nào. Vào nhà trước đi, thằng bé hơi mệt. Nghe Hứa Nhan đáp lại lời mình, Hứa Vân khẽ chớp mắt rồi như sực tỉnh, vội vàng dẫn bọn họ vào bên trong. Sau khi đặt bảo bối xuống giường cho thằng bé ngủ, Hứa Nhan mới ra phòng khách ngồi nói chuyện với em gái. Nói từ trưa tới tận giờ cơm chiều vẫn chưa xong, thế nhưng Hứa Vân vẫn rất hưng phấn, vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Thế Thiên Vũ là con của anh ta sao? Chị nói rồi, chuyện đó không quan trọng. Chị à, có chuyện này em phải nói với chị. Khoảng một năm sau khi chị đi thì em và anh Lâm Dương... Chị biết. Bọn họ đã nảy sinh tình cảm, chuyện đó rất bình thường. Lúc Lâm Dương nói cho cô biết, cô thậm chí còn vui mừng cho em gái, vì một người đàn ông tốt như cậu ấy yêu thương con bé. Cho dù cô nghĩ vậy, nhưng Hứa Vân vẫn cảm thấy áy náy, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chị không trách em chứ? Hứa Nhan thấy vậy bật cười. Trách cái gì chứ? Chị và Lâm Dương chỉ là bạn thôi. Hơn nữa, chị cũng đã có Tiểu Vũ. Nghĩ tới đứa trẻ đáng yêu đang ở trong phòng ngủ, Hứa Vân cũng nở nụ cười. Chị đẻ khéo thật đấy, thằng bé có tới 8 phần là giống chị. May mắn là nó giống chị. Hứa Nhan gật đầu, sau đó vị trợ lý vẫn luôn ở bên ngoài chợt nhắn tin cho cô. Cô Hứa, Bạch Hạo chỉ gọi tới, nói là ngày mai anh ta sẽ đáp máy bay về nước, mong cô ra đón. Ngày mai cũng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của mẹ anh ta, thư mời cũng đã gửi tới cho cô. Mấy năm nay, Bạch Hạo chỉ rất kiên nhẫn đối với mẹ con cô, miễn là có thời gian rảnh rỗi thì lại lén lút chạy tới chơi cùng với Thiên Vũ, dành việc đưa đón thằng bé tới trường, mua đồ chơi, dạy thằng bé học. Tuy không phải lúc nào anh ta cũng ở bên cạnh Thiên Vũ, nhưng bảo bối nhà cô lại bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh ta. Chỉ sợ là trong thâm tâm của thằng bé đã xem anh ta là ba của mình. Việc này thực sự làm cho cô đau đầu không thôi. Ngày hôm sau, đang lúc cô cùng với con trai đấu mắt, xe dừng lại trước cửa một khách sạn nổi tiếng. Lúc này bên ngoài cũng đậu vô số siêu xe đắt tiền. Không ít người ăn mặc sang trọng bước xuống, nối đuôi nhau đi vào bên trong. Cô xuất hiện cũng không làm cho mọi người để ý chút nào. Nhưng lúc dắt tay tiểu bảo bối đi vào thì có khá nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ. Một bữa tiệc lớn như thế này, đa phần người tới đều là có bối cảnh và quen biết nhau từ sớm. Song hai mẹ con trước mặt trông có vẻ rất lạ lẫm. Thời điểm ở Mỹ, Hứa Nhan một đường làm ăn khấm khá. Sau đó trong giới kinh doanh bắt đầu có chút danh tiếng, từng được mời dự tiệc rất nhiều. Hiện tại bước chân vào bữa tiệc không còn luống cuống sợ hãi như ngày xưa nữa. Hứa Nhan, em tới rồi sao? Anh chào hỏi xong, liền ngồi xuống ôm lấy Thiên Vũ, không thèm để ý tới ánh mắt thờ ơ của Hứa Nhan, hôn một cái lên khuôn mặt đầy da thịt của bảo bối rồi nói. Chúng ta mặc vest trắng, thật giống một gia đình. Hứa Nhan không biết nói gì về cái tên mặt dày này. Cô dám cá là 8 phần anh ta biết Thiên Vũ thích màu trắng, cho nên mới mặc như vậy. Lúc trước luôn mồm tự nhận mình là người đàn ông của cô, có một lần bị cô mắng té tát thì lại rất thản nhiên đáp. Xấu hổ là gì chứ, anh đâu có biết xấu hổ. Nếu như ngượng ngùng thì làm sao theo đuổi em được. Bạch gia chỉ có một đứa con trai độc nhất là anh. Vậy mà đã 30 tuổi đầu vẫn chưa chịu kết hôn, cứ kiên trì bám dính lấy hai mẹ con cô làm gì không biết. Thiên Vũ thấy Bạch Hạo Trì mặc vest trắng giống mình thì rất vui vẻ, vươn hai cánh tay nhỏ ra ôm chặt lấy cổ anh rồi đột nhiên gọi Papa. Một tiếng kêu này khiến cho lông tóc của Hứa Nhan dựng cả lên, vội vàng cúi đầu trừng mắt với con trai. Mà Bạch Hạo Trì cũng sững sờ trong chốc lát, sau đó lại đem thằng bé bế lên tay, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh cảm thấy sự cố gắng của mình trong suốt 3 năm qua
giống như đã được đền đáp. Chỉ cần một tiếng này của Tiểu Vũ thôi cũng đủ để cho anh hạnh phúc tới hết nửa phần đời còn lại. Không biết là con rơi con rớt của ai lại dám trèo cao. Người phụ nữ vừa nói chuyện, mặc bộ váy tím bó sát người, trên tay cầm ly rượu vang hơi lắc nhẹ. Cô ta đưa tay hất lọn tóc xoăn ra sau lưng, từ từ đi tới trước người bọn họ. Lúc di chuyển, cặp mông căng tròn vẽ lên một độ cong xinh đẹp, quyến rũ tới mức khiến cho người không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Một trắng một tím rút cục đối mặt. Hứa Nhàm vẫn chưa quên cô ta, trong lòng vẫn hơi giật mình, chợt cười cười nói: mấy năm không gặp, mồm miệng của Triệu tiểu thư vẫn còn bẩn như vậy, cách xa ba thước cũng đã ngửi thấy mùi. Hứa Nhàn không hề cho cô ta một chút mặt mũi, trực tiếp mở miệng châm biếm, khiến cho Triệu Thanh Liên tức giận tới nỗi nhăn chặt lông mày. Chỗ bọn họ đứng tuy không phải là giữa đại sảnh, nhưng lúc này cũng đã có vài người tụ tập tới xem kịch vui. Triệu Thanh Liên mấy năm nay sống không được tốt cho lắm, bị vùi dập trên mạng xã hội, thảm tới nỗi không nói nổi. Mà tất cả cũng do người phụ nữ này trước mắt gây nên. Vừa gặp lại, thấy cô ta so với trước kia càng trở nên xinh đẹp tỏa sáng thì căm giận mà nói: cô, người đàn bà đê tiện này, không biết liêm sỉ mà trở về hay sao? Vì tiền bán thân, sau đó lại vì tiền bỏ rơi chồng mình, giờ thì trắng trợn đi ve vãn với đàn ông khác. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ cắn lưỡi mà chết sớm một chút. À mà, đứa nhỏ này là con của cô và người đàn ông nào đấy sao? Chắc là ngủ với quá nhiều người rồi cho nên không nhớ rõ chứ gì. Cô... Bạch Hạo Trì cũng từng nghe nói qua tên của Triệu Thanh Liên, vốn dĩ không có thiện cảm với cô ta, bây giờ lại nghe cô nói những lời thô tục như vậy, nhịn không được mà quát: câm miệng. Bình thường Bạch Hạo Trì rất hòa nhã, thậm chí người ta chưa bao giờ nhìn thấy anh nổi giận, nhưng lúc này khuôn mặt vẫn luôn tươi cười chợt nghiêm lại, ánh mắt lạnh lùng không có chút tình cảm nào nhìn thẳng vào Triệu Thanh Liên, thậm chí còn mang theo ý cảnh cáo nồng đậm, giống như nếu như cô ta còn nói thêm lời nào nữa, anh sẽ không để tình mà đem cô ta bóp chết. Triệu Thanh Liên bị anh nhìn hốt hoảng lui về phía sau mấy bước, khẽ rùng mình: lôi cô ta ra ngoài. Anh vừa ra lệnh, lập tức có bảo vệ tiến lên cưỡng chế đem cô lôi ra khỏi đại sảnh, mặc cho tiếng hét như heo chọc tiết của cô ta vang lên không ngừng. Mọi người đều tập trung nhìn qua, chỉ thấy cha mẹ của Bạch Hạo Trì đứng sóng vai với nhau vô cùng đẹp đôi. Mẹ anh là người Mỹ, các đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa, hơn nữa mũi cũng rất cao. Không biết là vô tình hay cố ý, mẹ của Bạch Hạo Trì liếc mắt nhìn qua Hứa Nhan, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh nho nhỏ trước ngực cô. Bình thường đối với những người này, hơn phần nửa sẽ thể hiện thái độ ghét bỏ đối với những cô gái đã có chồng con lại còn sát gần lại con trai của mình. Nhưng Bạch Gia Thị khác, bọn họ không giống như vậy. Bà hình như có một chút thích thú đối với Tiểu Vũ, làm cho cô hoài nghi đây không phải là con trai ruột của mình mà là cháu nội của bọn họ. Đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ? Hứa Nhan khó hiểu ôm chặt lấy bảo bối, vô thức rời sang một bên trái. Chỉ là Bạch Hạo Trì không hổ danh mặt dày, thấy mẹ anh vừa mới liếc mắt nhìn thì cười cười áp sát vào bên cạnh Hứa Nhan, một lần nữa biểu thị thái độ của mình. Hai người trên sân khấu nói mấy lời khách sáo, sau đó liền nhập tiệc. Không biết có bao nhiêu người đem quà tặng tới, lũ lượt đi tới chúc mừng Bạch gia. Hứa Nhan ôm Tiểu Bảo Bảo một lúc lâu có chút mỏi, liền đem con trai thả xuống rồi quay sang nhìn Bạch Hạo Trì: anh trông Tiểu Vũ giúp tôi một chút, tôi đưa quà xong lập tức sẽ trở lại. Đang lúc này, Bạch Hạo Trì chợt nghe thấy tiếng gọi của bố mình. Ông đứng ở trên tầng 2 ra hiệu cho anh đi lên, nhưng lại bên cạnh có một Tiểu Bảo Bảo cần chăm sóc. Anh đã đồng ý với Hứa Nhan trông chừng Tiểu Vũ thì không thể bỏ mặc thằng bé. Anh cúi người nhìn khuôn mặt có chút lấm lem của Thiên Vũ, cười dụ dỗ: Tiểu Vũ à, chú chỉ có việc gấp, con ngồi yên ở đây ăn, 5 phút sau chú quay lại được không? Đầu nhỏ gật gật tỏ vẻ đồng ý, bởi vì bình thường Tiểu Vũ rất nghe lời, cho nên Bạch Hạo Trì do dự một lúc liền gật đầu rời đi. Thiên Vũ đang ăn ngon trợn mắt nghẹn, quay đầu tìm kiếm một lúc mới thấy ở trong góc có mấy ly nước trái cây, vội tuột khỏi ghế rồi chạy tới đó. Chiều cao của thằng bé nhịn hơn cái bàn một chút, có điều ly nước ở sâu bên trong với mãi mà không tới. Thân hình nhỏ bé khó khăn trèo lên ghế, sau đó vươn tay ôm lấy ly nước. Thằng bé uống một hớp rồi lại một hớp, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã đỏ bừng, miệng mũi cay xè, đầu óc cũng choáng váng. Bởi vì đang đứng ở trên ghế cho nên Thiên Vũ không cẩn thận mà bị trượt chân, cả người thẳng tắp cắm xuống đất. Hứa Nhan trở lại vị trí cũ, không thấy con trai đâu, vội vàng đi lòng vòng tìm thử. Tuy cô lo lắng nhưng vừa rồi Bạch Hạo Trì ở bên cạnh bảo bối, hơn nữa bảo bối của cô rất ngoan, sẽ không quấy phá, nghĩ vậy cũng hơi yên tâm một chút. Ai biết vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một màn kia làm cho người ta run rẩy. Thời điểm Thiên Vũ trượt chân,
Cô sợ tới mức hét lên, trái tim cô co rút dữ dội, hoảng hốt mà phóng tới. Nhưng là khoảng cách của bọn họ cũng hơn 5 mét, trừ khi cô có năng lực di chuyển tức thời, nếu không làm sao kịp đỡ. Nhiều người cũng bị tiếng hét của cô làm cho giật mình. Trong lúc cận kề hiểm nguy, một cánh tay hữu lực đột nhiên vươn tới, vững vàng ôm lấy thân thể bé xíu của Thiên Vũ. Hứa Nhan chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào con trai, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững. Rốt cuộc thấy thằng bé không sao, vội vàng chạy nhanh tới, tay vừa chạm lên da thịt mềm mại liền phát hiện có chút nóng, khuôn mặt nhỏ cũng ửng hồng, chẳng nhẽ là thằng bé uống rượu. Cô quĩnh lên, hết sợ đông rồi lại sợ tây, sợ khắp thân thể của bánh bao nhỏ, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh. Bánh bao nhỏ chợt ợ lên một tiếng, đôi mắt đen láy linh động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đang bế mình. Miệng nhỏ của Bảo Muối khẽ mở, một lúc sau mơ mơ màng màng mà gọi ba ba. Hứa Nhan thật hết nói nổi đứa bé này, hiện tại gặp ai cũng có thể gọi ba ba được. Ba ba. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai của cô, rất dễ nghe, nhưng Hứa Nhan cũng không suy nghĩ nhiều cho lắm, vừa ôm Thiên Vũ vào trong lòng, vừa kiểm tra thân thể của con trai mình. Sau khi xác định Bảo Bối ổn, cô mới ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đừng để ý, thằng bé uống nhầm rượu. Cô nói tới đó chợt ngừng lại, bởi vì vừa rồi cứ lo cục cưng xảy ra chuyện, cho nên không có ngẩng đầu lên. Mà chiều cao của hai người cũng chênh lệch nhau rất nhiều, lúc này mới nhìn được khuôn mặt của người đàn ông trước mắt. Anh ta không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Hứa Nhan cảm thấy ngực trái bắt đầu nhói lên, khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho người đối diện hít thở không thông, vẫn luôn luôn ám ảnh cô suốt mấy năm qua. Cơ thể của cô giống như rơi vào trong vũng bùn, động tác chậm gì đứng thẳng lên, máu trong người cô lúc này cũng sắp bị đông cứng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Ông trời chính là thích trêu ngươi như vậy. Hứa Nhan mím môi, cố gắng áp chế sự rung động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Chỉ qua một cái chớp mắt, cô lập tức cười thật tự nhiên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người đối diện mà nói. Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh vì hành động cứu giúp vừa rồi. Người nọ mặc một thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt so với trước kia càng thêm âm trầm đáng sợ hơn rất nhiều lần, cũng kiệm lợi hơn trước. Không sai, anh là Phì Ngạo, người đã từng phá vỡ lời hứa với cô. Anh ta nói sẽ không làm cô tổn thương, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Ngay tại trong đêm em gái cô xảy ra chuyện, cô cũng nằm viện, anh ta lại vô tâm vô tình ôm một người phụ nữ khác ở trong lòng mà vui vẻ. Hứa Nhan nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó. Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt không có bất cứ biến hóa gì. Thật lâu sau, môi mỏng mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tiện tay. Hứa Nhan gật đầu với anh, xem như chào hỏi, sau đó cứng rắn xoay người lại. Vừa quay lại đã thấy Bạch Hạo Chỉ đang lo lắng nhìn Thiên Vũ, rồi mang theo dáng vẻ hối lỗi nhìn với cô. Bảo Bối không sao chứ? Ừ, không sao, chỉ là đang ngủ thôi. Hứa Nhan dù không muốn cũng không thể trách Bạch Hạo Trì, bởi vì vừa rồi là do cô lơ là, cục cưng mới xảy ra chuyện. Sau này vẫn là nên trông coi đứa nhỏ của mình cẩn thận thì hơn. Lúc này cô đang nói chuyện với Bạch Hạo Trì, không có quay đầu lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng của mình vô cùng lạnh lẽo, giống như muốn đem cô đông cứng. Bất quá 4 năm nay, cô đã nếm đủ mọi đau khổ, đâu còn sợ hãi trước khí thế của người khác nữa. Cô cười cười không thèm để ý tới chút nào. Cảm ơn vị thiếu đã giúp tiểu vũ nhà tôi. Bạch Hạo Chỉ nâng mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng của Hứa Nhan, theo bản năng sinh ra địch ý với anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn mở miệng ôn hòa nói một câu. Phì Ngạo nghe tới 4 chữ cuối cùng liền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thủy chung vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Anh đạm bạc nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của đứa trẻ trên tay Hứa Nhan, lại nhìn bọn họ đứng cùng một chỗ, cảm giác vô cùng chướng mắt, môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Tôi chưa từng nghe nói qua Bạch Thiếu đã có vợ con. Bạch Hạo Trì cũng là người lăn lộn trên thương trường, sao có thể không nhận ra Phì Ngạo cố tình vạch trần lời nói của mình. Trước khi theo đuổi Hứa Nhan, anh đã âm thầm điều tra một chút, phát hiện cô thế nhưng là vợ trước của Phì Ngạo. Lúc này tình địch gặp nhau giống như kẻ thù diệt tộc từ kiếp trước, ánh mắt của hắn bắn ra từng tia nguy hiểm. Đối mặt với khí thế của Phì Ngạo, Bạch Hạo Trì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, cười cười nói. Không nghĩ là Phỉ thiếu gia lại quan tâm tới vấn đề vợ con của tôi như vậy. Không thừa nhận cũng không phủ nhận mối quan hệ cha con của mình với Tiểu Vũ, anh hơi cúi đầu, thấy Hứa Nhan sắc mặt không được tốt cho lắm, liền vội vàng vươn tay ôm Tiểu Vũ rồi chớp mắt nhìn cô. Anh đưa em vào cục cưng về. Hứa Nhan biết anh cố tình nói ra mấy lời này để dễ khiến người khác hiểu nhầm. Bình thường chắc là cô sẽ tốn công đi giải thích một phen,
nhưng hiện tại lại không nói gì, chỉ gật đầu cùng với anh sánh vai rời khỏi bữa tiệc. Vừa cất bước, cánh tay đột nhiên bị người ta kéo lại, bởi vì đang mang giày cao gót cùng với không có phòng bị. Hứa Nhan hơi lảo đảo một cái, tựa lưng vào ngực của người kia. Cô nhăn mày tránh thoát hơi ấm từ phía sau, muốn rút tay về, lại không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Trong giọng nói thoáng một cái lộ ra sự tức giận. Anh làm gì vậy chứ? Buông ra cho tôi. Bạch Hạo chỉ không nghĩ tới Phỉ Hạo sẽ làm ra hành động như vậy, định tới giúp Hứa Nhan mới sực nhớ tới trên tay vẫn còn đang ôm cục cưng, vội vàng nheo mắt nhìn anh ta. Phỉ Thiếu à, phiền anh buông tay. Phỉ Ngạo không hề lung lay, dùng lực nắm chặt cánh tay của Hứa Nhan. Đứa nhỏ này thực sự là con của Bạch Hạo chỉ. Anh không kiểm soát được sức mạnh, siết chặt tới nỗi cô đau lên mà kêu một tiếng. Như thế này mới được thả lỏng một chút. Sắc mặt của Hứa Nhan hơi biến trắng, cười yếu ớt mà nói. Nếu đúng là vậy thì sao? Nếu là của người khác thì thế nào? Phỉ Ngạo, anh và tôi đã không thân thiết tới mức đụng chạm tay chân, vẫn là nên buông ra trước, khi có người dị nghị thì hơn. Đúng là xung quanh đã bắt đầu có người nhìn qua phía này, biểu tình như đang xem kịch vui. Hai nam nhân xuất sắc như vậy cùng tranh giành một người phụ nữ, không vây xem thì là uổng tính tò mò của con người. Ngón tay thon dài của Phỉ Ngạo hơi run lên, lập tức thả tay của cô ra. Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng. Hứa Nhan đứng vững lại, cùng với Bạch Hạo Trì rời đi, thái độ thờ ơ lạnh nhạt vô cùng. Phỉ Ngạo nhìn bọn họ, nở nụ cười khinh miệt dành cho chính mình. Một khắc kia khi anh nhìn thấy Hứa Nhan xuất hiện và dắt theo đứa trẻ đáng yêu kia, anh gần như không thể tin nổi vào mắt mình. 4 năm qua, anh đã vất vả tìm cô 4 năm, ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều mị đó. Anh thậm chí đã cho người theo dõi phía Hứa Vân, em gái cô, hy vọng sẽ tìm được một chút thông tin, nhưng lại thực sự vô lực, bởi vì ngay cả em gái cô cũng không biết cô đi đâu. Anh điên cuồng điều động nhân lực của Phỉ gia, có một đoạn thời gian còn bị kiệt sức phải nằm trong bệnh viện truyền dịch. Đến lúc sắp tra được địa chỉ của cô thì lại phát hiện cô đang dây dưa cùng với Bạch Hạo Trì. Bởi vì vấn đề nhân lực ở Mỹ mỏng manh lại bị Bạch gia quấy phá, anh chỉ thu được một tấm ảnh khi Bạch Hạo Trì ra vào nhà cô. Lúc ấy anh cũng không ngờ được mối quan hệ của Hứa Nhan và Bạch Hạo Trì lại tốt như vậy, tiến triển nhanh tới mức đã ở chung một chỗ. Còn có một điều khiến cho anh khó chấp nhận nữa, đó là rối loạn nội tiết tố không hề dễ, cho dù dùng thuốc điều trị lâu dài và dưỡng thân thể thì tỷ lệ thụ thai cũng cực thấp, nhưng cuối cùng cô vẫn có thai, bây giờ còn mang theo con trai trở lại. Phỉ Ngạo lặng lặng đứng ở trong góc sảnh, quanh thân tản ra khí lạnh làm cho mọi người ái ngại không dám lại gần. Anh bóp chặt ly rượu trong tay, không ngừng nghĩ tới khuôn mặt lạnh nhạt của cô, cười tới tà bị. Hứa Nhan, em giỏi lắm. Dùng một tờ giấy khám vô sinh để đổi lấy 1.000.000 đô. Sau đó không chút nghĩ ngợi, rời bỏ tôi. Lẽ ra trước kia, tôi không nên để cho em bước chân ra khỏi biệt thự mới đúng. Khi nói những lời này, ánh mắt của Phỉ Ngạo dừng lại trên chiếc nhẫn cưới tinh xảo ở ngón áp út. Cô ký giấy ly hôn, ngay cả nhẫn cũng trả lại. Nhưng anh vẫn luôn luôn đeo nó bên mình, một tấc cũng không rời. Nếu như nói ra, chỉ sợ anh sẽ bị thiên hạ chê cười. Phỉ tổng lạnh lùng bá đạo, lại trở nên si tình ngu ngốc như vậy. Cho dù bị vợ đá, vẫn nhớ mãi không quên. Lần trước anh có thể quên được Giai Kỳ, nhưng lần này anh lại không thể buông được Hứa Nhan. Bạch Hạo Trì lái xe đưa Hứa Nhan trở về. Trên đường đi vẫn không ngừng dò thử thái độ của cô đối với chồng cũ. Nhưng cô chỉ cười một cách tự nhiên, không có một chút biểu hiện gì gọi là nhớ nhung hay quyến luyến. Càng như vậy, anh biết cô càng để tâm tới người kia. Mặc dù cô đã cố gắng che giấu, song ánh mắt phủ sương mù lại bán đứng nội tâm yếu ớt của cô. Hứa Nhan, em vẫn còn yêu anh ta có đúng hay không? Anh đột nhiên hỏi, khiến cho khuôn mặt trấn định của cô hơi hơi cứng lại. Anh nói đùa sao? Tôi đã không còn quan hệ gì với anh ta từ lâu rồi. Thấy cô mạnh miệng, Bạch Hạo Trì lắc đầu. Theo đuổi em lâu như vậy, lý nào anh lại không hiểu trong lòng của em đang nghĩ gì? Hứa Nhan ngồi ở ghế sau, cho nên không nhìn được biểu cảm của Bạch Hạo Trì, nhưng cũng biết chắc chắn lúc này anh ta đang rất nghiêm túc. Cô biết nếu như trở lại sẽ có ngày chạm mặt Phỉ Ngạo, nhưng sống ở bất kỳ đâu cũng không giống như ở quê nhà, vừa thân thuộc lại vừa thoải mái, cho nên vẫn là quyết định quay về. Hứa Nhan vốn đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vừa nãy khi nhìn thấy Phỉ Ngạo, cô vẫn không khống chế được mà nhớ về những kỷ niệm không vui trước đây. Không thể khiến cho anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí, không thể quên. Bạch Hạo Trì không tiếp tục hỏi, nhưng sau khi dừng xe lại, liền ôm Tiểu Vũ lên phòng ngủ. Hứa Vân há to miệng nhìn người đàn ông kia, lại nhìn chị cô, muốn nói lại thôi. Những người thích chị cô sao đều khủng như vậy chứ,
cái dáng vẻ cao quý kia so với Phỉ Ngạo cũng không kém chút nào. Vẻ mặt ngốc nghếch của Hứa Vân chọc cho dì Hứa Phỉ cười, sau đó vội vã lôi kéo cô nàng đi chỗ khác để chừa chỗ cho đôi trẻ. Hứa Nhàn biết dì cô hy vọng cô tái giá cho nên mới tỏ thái độ như vậy, cười méo sạch đưa cho Bạch Hạo Trì ra cổng. Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh vuốt ve bờ vai nõn nà của cô. Hứa Nhàn thân mình khẽ run lên. Bạch Hạo Trì vẫn chưa đi, đứng cách cô mấy bước chân, chậm rãi mà hỏi. Hứa Nhàn à, anh thấy em lâu như vậy rồi, cũng đã tỏ rõ là sẽ không thay lòng. Chúng ta hẹn hò được không? Đây không phải là lần đầu Hứa Nhàn nghe được lời tỏ tình từ trong miệng của Bạch Hạo Trì. Có điều lần này đặc biệt đơn giản và trực tiếp. Theo thường lệ, cô lại muốn từ chối. Anh sẽ chờ, 3 ngày sau. Hy vọng là em có thể cho anh một câu trả lời. Đừng vội, cứ suy nghĩ kỹ đi đã. Bạch Hạo Trì vội vàng ngăn chặn lại lời của cô. Anh xoay người mở cửa xe, sau đó sực nhớ ra một chuyện, áy náy và nói. Về chuyện của Tiểu Vũ, anh xin lỗi. Hứa Nhan thở dài một hơi, nhìn chiếc xe lao nhanh trên đường lớn mà tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. Cô trở về phòng, dùng khăn ấm lau qua cơ thể của bảo bối, sau đó hôn lên khuôn mặt của thằng bé. Thiên Vũ mơ mơ màng màng lại bị mama chọc tỉnh. Bàn tay nhỏ bé quơ quảo trong không khí tìm được ngón trỏ của Hứa Nam, liền nắm chặt lại. Mẹ, không muốn ba. Cụ cưng dường như là đang mơ ngủ, dáng vẻ 10 phần đáng yêu, lầm bà lầm bầm mấy câu đều gọi ba ba. Hứa Nhàn vuốt ve đầu nhỏ của con trai, sau đó ôm lấy đứa trẻ ở trong lòng thật chặt. Tiểu Vũ tuy luôn tỏ vẻ mình không bận tâm, nhưng con nít có đứa nào mà không thích có cả ba và mẹ cơ chứ. Cô cúi đầu khẽ nói. Bảo bối à, mẹ sẽ suy nghĩ. Hôm nay gặp lại Phỉ Ngạo khiến cho cô bị kích thích không nhỏ, lại thêm Bạch Hạo Trì hồi thúc và Tiểu Vũ mong muốn, rốt cục cũng không thể lạnh nhạt được nữa. Cô nghĩ so với việc bị Phỉ Hạo dây dưa thì để Bạch Hạo Trì ở bên cạnh vẫn là tốt hơn. Ngày hôm sau, Hứa Nhàn đưa Thiên Vũ ra ngoài mua thêm quần áo và đồ dùng, bởi vì lúc trở về không có mang theo nhiều lắm. Bạch Hạo Trì nhận được tin nhắn đồng ý hẹn hò của cô, tâm trạng rất tốt, còn hận không thể mở tiệc ăn mừng tuyên bố với thế giới, cả ngày treo lên nụ cười chói mắt. Cô đưa tay cầm lấy một bộ váy có vẻ hợp với em gái. Đang lúc ngắm nghía, một cánh tay khác bất ngờ vươn ra chụp lấy cái váy đó. Hứa Nhan ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đang cười khiêu khích của Triệu Thanh Liên. Cô ta là chó sao, đánh hơi giỏi như vậy cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô. Tôi thích cái váy này, có thể nhường cho tôi được không? Cô ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng để nói chuyện với cô. Lúc này Hứa Nhan không nhường, vậy không chừng sẽ bị người ta nói là hẹp hòi. Cô thả tay ra, không để ý lắm mà đáp. Cô thích thì cứ cầm lấy đi. Triệu Thanh Liên hơi không vui với thái độ lạnh nhạt này của Hứa Nhan, cứ như là dùng sức đánh vào trên bịch bông vậy, 10 phần khó chịu. Đang lúc Triệu Thanh Liên muốn mở miệng chửi người, một giọng nam ngả ngớn vang lên sau lưng của cô ta. Triệu tiểu thư à, không biết là tôi có vinh dự giúp cô mua số quần áo này hay không? Tô gì đó. Hứa Nhàn đứng đối diện với Triệu Thanh Liên nên nhìn thấy tên đàn ông kia trước, không khỏi bật thốt. Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mà kẻ thù cứ luôn xuất hiện gây rối cho cô vậy chứ? Khuôn mặt của cái tên họ Tô này mặc dù so với trước kia xấu hơn một chút, già hơn một chút, nhưng cô vẫn chưa quen. Mấy năm nay Tô ra làm ăn cũng khấm khá, anh ta lên báo không ít, bất quá tên cụ thể là gì thì cô không nhớ rõ cho lắm. Tô Thái Viễn đi tới bên người của Triệu Thanh Liên, thấy Hứa Nhàn không nhớ rõ tên mình thì lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hắn sẽ không bao giờ quên người đàn bà đã đổ trà sữa lên mặt mình. Qua nhiều năm như vậy, mối thù lại càng thêm sâu. Triệu Thanh Liên đầu tiên là ngây ngốc nhìn người vừa mới xuất hiện, sau đó mới miễn cưỡng nở nụ cười với Tô Thái Viễn. Được, vậy phiền anh. Nếu như có người muốn trả tiền giúp cô ta thì mắc mớ gì mà lại từ chối. Cô ta tự nhận mình vẫn rất nổi tiếng, xuất hiện vài người lấy lòng cô ta là chuyện bình thường. Cũng không biết Tô Thái Viễn đi tới bên này là vì muốn gây chuyện với Hứa Nhan. Tô Thái Viễn đưa tay lên ôm vai của Triệu Thanh Liên, mặc dù cô ta muốn tránh nhưng lại nhịn xuống cảm giác ghê tởm trong lòng. Tô Thái Viễn hận nhất là người đối diện. Trước đây hắn từng muốn khơi khó dễ cho cô ta, nhưng cuối cùng lại bị Phỉ Ngạo phát hiện. Chẳng những bị người ta đánh một trận mà lão cha cũng đã răn dạy hắn liên tục mấy ngày liền. Sau khi phát hiện cô không còn là người phụ nữ của Phỉ Ngạo thì đã lớn mật hơn rất nhiều, hớn hở chạy tới đuổi người. Ai để cho người đàn bà quê mùa này vào đây vậy? Sau này thấy cô ta thì phải nói quản lý đuổi ra ngoài. Nhân viên khó xử nhìn Tô Thái Viễn rồi lại nhìn thấy Hứa Nhan, run rẩy mà cúi đầu. Tô thiếu gia,
Tuy nơi này có 4/10 hàng hóa của Tô gia, nhưng mà ngài cũng không thể vô cớ đuổi khách đi được. Nói nhiều như vậy làm gì chứ? Không muốn làm việc ở đây nữa hay sao? Tô Thái Viễn thấy có người dám cãi mình, tức giận đưa chân đá cô nàng nhân viên một cái, khiến cô té ngã. Quần áo trên tay cũng rơi xuống sàn. Từ lúc người đàn ông này xuất hiện cho tới bây giờ, Hứa Nhàn chưa từng nói thêm câu nào. Cô đưa tay đỡ nhân viên kia lên, thấy người nọ đã khóc nức nở. Cô vỗ vỗ lên cánh tay của người nọ, sau đó nhét một tấm danh thiếp vào tay của cô nàn. Tinh thần làm việc của cô rất tốt, cũng rất có mắt nhìn người. Khi nào rời khỏi đây thì gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ giúp cô tìm một công việc khác. Cô gái nọ cầm danh thiếp nói cảm ơn, sau đó lui sang bên cạnh mà đứng. Hứa Nhàn chán ghét nhìn người đàn ông bất lịch sự kia, môi đỏ mọng hơi mím. Họ Tô, tôi không biết tại sao qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn hẹp hòi muốn gây chuyện với tôi. Nhưng mà tốt nhất, cậu nên nhìn lại bản thân xem có năng lực chọc vào tôi hay không chứ. Lúc cô nói tới đây, Bạch Hạo Trì đã mang theo Tiểu Vũ đi về phía bên này. Trên mặt tươi cười vẫn đang nở rộ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bên người Triệu Thanh Liên và Tô Thái Viễn lại là biểu thị anh rất không hài lòng trước thái độ của họ. Tô Thái Viễn tức muốn nổ phổi, chỉ tay vào một nhân viên khác mà nói. Còn không kêu quản lý của các người ra đây. Bạch Hạo Trì thấy nhân viên kia do dự thì phất phất tay. Đi gọi quản lý của các cô tới đây. Âm giọng trầm ấm dễ nghe lọt vào trong tai của mọi người. Cô nàng nhân viên cuối cùng cũng cắn răng chạy đi. Vừa nhìn thấy Bạch Hạo Trì xuất hiện, Triệu Thanh Liên liền cảm thấy tình hình không ổn. Nhưng cách người đàn ông bên cạnh lại như cũ phát điên muốn gọi quản lý tới. Cô ta méo mặt mà nói. Tôi có việc phải đi trước. Nói xong, liền hất cánh tay của Tô Thái Viễn rồi dẫm lên giày cao gót vội vàng rời đi. Ngày hôm trước bị kéo ra khỏi bữa tiệc, Bạch Hạo Trì đã cảnh cáo cô ta không được xuất hiện trước mặt của anh một lần nữa. Cho nên cô ta sợ hãi, ẩn sau cái vẻ mặt ôn nhu kia chính là một con ác quỷ tàn nhẫn không kém gì Phỉ Hạo, thậm chí lúc nổi giận càng không có tình người. Tô Thái Viễn nhăn mày nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là ai. Bất quá nơi này có 4/4 hàng hóa của Tô gia, hắn muốn đuổi một người phụ nữ ra ngoài chẳng nhẽ cũng không được hay sao? Quản lý hấp tấp chạy tới, trên đường đi có nghe nhân viên kể sơ qua sự tình, chỉ là thấy đau đầu muốn chết. Lúc tới nơi, gặp người đàn ông tóc vàng đứng ở nơi đó, Trần cũng muốn nhũn ra, hấp tấp mà cúi chào. Bạch thiếu. Nơi này có 4/4 hàng hóa của Tô gia. Bạch Hạo Trì không nhanh không chậm nói, nhìn sắc mặt khó coi của Tô Thái Viễn. Quản lý lau mồ hôi trên trán. Dạ, đúng vậy. Báo với Tô gia, hủy hợp đồng làm ăn, đem hàng hóa của bọn họ trả trở về. Bạch Hạo Trì nói dứt khoát, quản lý cũng không dám cãi lời, liếc mắt ra hiệu với Tô Thái Viễn xong lập tức chạy đi làm việc. Sự tình này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Hứa Nhan cũng hiểu được nơi này hẳn là sản nghiệp của Bạch gia. Tô Thái Viễn không có việc gì làm lại đâm đầu vào đá, thật đúng là tự mình hại mình. Tô Thái Viễn thấy thái độ của quản lý, lại nghe ông ta kêu một tiếng Bạch thiếu thì trong lòng đã hiểu rõ, chỉ thấy cổ họng đắng chát, ngoan ngoãn lui về phía sau. Nhưng là trước khi đi, ánh mắt oán hận vẫn liếc về phía Hứa Nhan. Anh làm như vậy không sợ những người khác dị nghị về Bạch gia hay sao? Hứa Nhan hỏi. Nếu như bọn họ không muốn hợp tác thì thôi, Bạch gia đâu có thiếu một chút tiền đó. Thấy anh nói như vậy, cô cũng đành nhún vai, quay lại chọn đồ cho Hứa Vân và dì chút đồ. Bởi vì có Bạch Hạo Trì ở đây, bọn họ cũng chẳng cần quẹt thẻ, trực tiếp dùng khuôn mặt đẹp trai của anh ta tới quét là được. Không phải lúc này em nên nói, tiền cứ để em trả, không cần thiếu nợ anh hay sao? Sao phải vậy chứ? Tôi thừa biết, dù mình có trả tiền thì anh cũng không thèm lấy cơ mà. Hứa Nhan là người sống rất thực tế, hơn nữa có hiểu biết nhất định về tính tình của Bạch Hạo Trì. Dù sao thì cũng là thiên tính của đàn ông, trước mặt phụ nữ, bọn họ luôn luôn muốn thể hiện một chút, vậy nên cô cũng thuận theo. Không trả tiền, nhưng mà cũng phải trả cái gì đó khác chứ. Bạch Hạo Trì thật vất vả mới có thể tiến thêm một bước với cô, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, mặt dày nhìn cô mà cười, sau đó chỉ lên gò má của mình. Anh muốn chết sao? Có trẻ con ở đây, anh không... Hứa Nhan vẫn còn chưa nói hết câu, gò má đã bị Bạch Hạo Trì in xuống một nụ hôn. Cánh môi mang theo hơi lạnh nhàn nhạt chạm vào da thịt của cô. Trên mặt của cô tức khắc đỏ ửng, gằn giọng bạn nói. Bạch Hạo Trì, anh dám. Thành công thực hiện âm mưu, người nào đó cười ha hả, dáng vẻ cực kỳ thèm đánh. Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Hứa Nhan, còn kéo kéo ống quần cô, sau đó chỉ lên gò má của mình, học cực kỳ nhanh. Mama, con cũng muốn. Trời ơi, cái đứa nhỏ này sớm muộn cũng đã bị anh ta dạy hư.
Phỉ Ngạo ngồi trong thư phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay. Chính là cảnh Bạch Hạo Chỉ đang hôn Hứa Nhan. Anh nhìn một lúc, sau đó đem tấm ảnh vỏ nát trong lòng bàn tay. Anh giận cô vì đã bỏ đi, nhưng càng nhiều là cảm giác nhớ nhung và muốn chiếm hữu. Hiện tại cô ở bên cạnh Bạch Hạo Chỉ vui vẻ như vậy, anh có thể làm gì chứ? Tiếp tục cưỡng ép cô sao? Dùng tiền để kéo cô trở về bên cạnh mình, uy hiếp sao? Nếu quả thật là như vậy, anh nghĩ Hứa Nhan sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Phỉ Ngạo đi tới bên cạnh cửa sổ, như thường lệ châm một điếu thuốc đặt trên môi. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen này, có lẽ là từ 4 năm trước. Liên tục mấy ngày liền, Phỉ Ngạo cho người theo dõi Hứa Nhan cùng với Bạch Hạo Trì, thu tới tay vô số hình ảnh trướng tai gai mắt, nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn má cũng có, khiến cho khí chàng quanh thân anh mỗi lúc một đáng sợ. Người đã phục vụ anh nhiều năm như Chu quản gia cũng không chịu nổi mà tránh ra chỗ khác, bởi vì chỉ cần lại gần anh một chút thôi sẽ liền cảm nhận được một loại hơi thở u ám lạnh lẽo làm cho người ta sợn gai ốc. Cậu chủ à, họ tôi lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Chu quản gia cúi thấp đầu báo cáo, không dám nâng mắt nhìn thẳng vào Phỉ Ngạo chút nào. Tính tình của cậu chủ dạo gần đây không được tốt cho lắm, nhân viên trong công ty cũng bị ép tăng ca liên tục nhiều ngày. Phỉ Ngạo khép hở hai mắt, bộ dạng yêu nhã, giọng nói tràn ngập nguy hiểm. Nếu như Tô gia không muốn có chỗ đứng ở trên thương trường, thì giúp bọn họ thu xếp một chút đi. Chu quản gia vâng lệnh đuôi xuống, thầm nghĩ cái tên Tô Thái Viễn kia tại sao lại không có đầu óc như vậy. Trước đây đã bị giáo huấn qua một lần, vẫn chưa biết rút kinh nghiệm. Bây giờ thì hay rồi, chọn ngay lúc tâm trạng của Phỉ Ngạo đang tệ hại mà chơi xấu công ty của Hứa Nhan. Lại nói, ông thực sự ngưỡng mộ người phụ nữ kia. Cho dù cô nàng rời bỏ Phỉ Ngạo là không đúng lúc, nhưng năng lực làm việc không sai. Trong vòng 3 năm, liền phát triển một công ty bất động sản vừa mới thành lập lên tới mức có sức ảnh hưởng tới những quái vật khác trong ngành. Cái này không chỉ cần năng lực, sự kiên nhẫn, mà cần cả một chút liều lĩnh cùng với may mắn. Ông nghe cấp dưới báo lại, biết rằng Hứa Nhan đang ra sức tìm người, nhưng cụ thể là ai thì lại không rõ ràng lắm. Hứa Nhan đúng là đang lên kế hoạch xử lý những kẻ đã từng tổn thương em gái cô. Trước kia bọn chúng được Phỉ Hoài che chở, cho nên cô không thể làm gì được. Nhưng bây giờ thì khác. Việc kiện đũ người này gần như là bất khả thi, bởi vì chúng làm việc rất cẩn thận, không để lại chút dấu vết. Hoặc nói Phỉ Hoài đã giúp chúng xử lý tốt những thứ đó. Lại nói khi phạm tội, chúng đang ở độ tuổi vị thành niên, có kiện cũng tốn công vô ích. Hứa Nhan suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng chọn ra phương án ra tay trong tối. Dùng tiền nguyến người xử lý, giết người sao, cô không làm được. Nhưng có những loại thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn việc cướp đi sinh mạng của chúng. Tỉ như cắt đi cái thứ hành nghề của chúng vậy. Đừng trách cô độc ác, mà hãy trách bọn chúng dám làm ra những chuyện tay chơi với em gái của cô trước. Hứa Nhan cười nhẹ, nắm chặt tờ giấy trên tay. Địa chỉ của ba kẻ kia đã thu được, hiện tại chỉ cần một thời điểm thích hợp để ra tay mà thôi. Cô đem tờ giấy nhét vào trong hộc tủ, sau đó khóa lại rồi cẩn thận đi ra ngoài. Lúc này vừa ra khỏi công ty, cô liền lái xe đi mua vài cái bánh ngọt mang về cho Hứa Vân và con trai. Riêng dì Hứa thì không thích ăn vặt lắm. Thời điểm vừa mới về tới nhà, Hứa Nhan nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc, không khỏi cười khổ. Bạch Hạo Trì đúng giờ lại tới nhà chơi với Tiểu Vũ, thực sự là một nam nhân kiên nhẫn. Nghĩ tới mấy năm nay, Bạch Hạo Trì thật tâm cố gắng, trong lòng không hiểu sao lại biến thành một mảng mềm mại. Cô đem bánh vào trong nhà, vừa lúc Bạch Hạo Trì đang ngồi trong phòng khách, ôm Tiểu Vũ dạy thằng bé đọc chữ. Hai người cười đùa vui vẻ, mười phần hài hòa. Về rồi sao? Mama, papa mua cho con xe cứu hỏa nhỏ. Nhìn thấy cô, cả hai con mắt lập tức mở to. Tiểu Vũ bị ngọng, đến giờ vẫn chưa phát âm rõ một số từ, nghe vào trong tai lại đặc biệt dễ thương. Hứa Nhan đặt thức ăn trên bàn, chớp chớp mắt nhìn con trai. Mua xe cứu hỏa cho con sao? Dạ, mama, chú chỉ nói con gọi chú là papa thì sẽ càng cho con thêm nhiều kẹo nữa. Hứa Thiên Vũ ngây thơ vô tội, ôm bịch kẹo chìa ra trước mặt mẹ mình. Hại người đàn ông nào đó ho lên khụ khụ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hứa Nhan. Anh lại dụ dỗ con nít bằng mấy chiêu trò này sao? Hứa Nhan rõ ràng có chút không vui trước hành động này của Bạch Hạo Trì. Anh cũng hiểu nên chỉ im lặng nhận lỗi, mắt long lanh chẳng khác gì con cuốn nhìn cô. Em đến công ty làm gì vậy chứ? Không phải nói là thời gian này sẽ nghỉ ngơi hay sao? Anh giả vờ lảng sang chuyện khác, chỉ thấy Hứa Nhan duỗi duỗi người nói. Ừ, thời gian này sẽ nghỉ ngơi một chút, chẳng qua là có việc gấp, cho nên em không thể không tới. Hứa Vân và gì đâu? Trong nhà vắng lặng quá mức, bình thường Hứa Vân chắc chắn sẽ không để cho Bạch Hạo Trì được yên tĩnh như vậy. À, bọn họ đi ăn cùng với Lâm Dương rồi.
Anh ở đây chờ em là để chúng ta cùng nhau ra ngoài. Bạch Hạo Trì mỉm cười, ngón tay thon dài duỗi ra đem mấy thứ Hứa Nhan mua về cầm tới tay, chuẩn bị mang vào trong bếp. Chỉ qua mấy ngày, anh đã quen thuộc với căn nhà này tới mức biết đồ đạc trong bếp nên sắp xếp như thế nào. Hứa Nhan cởi áo khoác ngoài ra cầm trên tay, sau đó lẩm bẩm: hôm nay ăn ở bên ngoài, về chờ một chút, tôi phải đi tắm. Bạch Hạo Trì cũng không nói gì thêm, ôm Tiểu Vũ rồi mang thức ăn vào trong bếp. Lát sau bên trong liền truyền ra tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ. Bạch Hạo Trì cứ nghĩ nữ nhân tắm rửa, chuẩn bị không mất một tiếng thì cũng phải nửa ngày. Nhưng sau khi tắm xong, Hứa Nhan chỉ mất có mấy phút để tô son mà thôi. Nhanh vậy sao? Bạch Hạo Trì lẩm bẩm, sau đó trở thành tài xế riêng, chở hai mẹ con tới nhà hàng kiểu Pháp trong thành phố để nếm thử món ăn mới. Hứa Nhan được anh kéo ghế cho, bởi vì mấy ngày nay chung đụng rất nhiều, cho nên tự nhiên mà ngồi xuống. Tiểu Vũ cũng được đái ngộ như mama nhà mình. Đợi cho bọn họ an vị xong, Bạch Hạo Trì mới phất tay, bảo người đem các món ăn đã đặt sẵn mang lên. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy người đối diện, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, anh khẽ thở dài một hơi. Đối với cô, anh dường như chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Cho dù cô đồng ý hẹn hò với anh, nhưng tâm của cô rõ ràng vẫn còn đặt trên người tên họ Phỉ kia. Bọn họ xứng đôi vừa lứa, vậy nhưng Hứa Nhan chỉ bị động thừa nhận anh gần gũi, chứ chưa một lần bày tỏ thái độ yêu thích với anh, cũng không hề làm đúng. Cô chấp nhận anh chẳng qua chỉ là vì Tiểu Vũ mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù là rất hèn hạ, Bạch Hạo Trì vẫn muốn dựa vào tiểu bảo bối này mà có được sự chú ý của cô. Anh yêu Hứa Nhan không phải từ cách nhìn đầu tiên, không phải là loại tình yêu sét đánh, mà là trải qua mưa dầm thấm lâu. Anh thích cô vì sự kiên cường trong cuộc sống, sự bình tĩnh và bản lĩnh trong công việc, còn cái dáng vẻ dịu dàng khi ở bên cạnh Tiểu Vũ. Hứa Nhan à, em ghét anh sao? Bạch Hạo Trì hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt, khiến trái tim nhỏ của Hứa Nhan đập nhanh hơn một chút. Cô đối với anh quá lạnh nhạt, quá vô tình, cho nên dần dà sinh ra áy náy. Không, tôi không ghét anh. Vậy là thích sao? Bạch Hạo Trì hỏi. Hứa Nhan nghe vậy, liền suy nghĩ một chút về cảm giác của mình đối với anh. Không ghét, cũng không hẳn là thích. Khi ở bên cạnh anh, tôi thấy thoải mái, cũng vui vẻ, nhưng không có rung động. Thật xin lỗi. Cô cũng không thể nói dối lòng mình. Mấy ngày qua, mặc dù ở chung một chỗ với Bạch Hạo Trì rất tốt, nhưng biết làm sao khi cô lại không có cảm giác ấy. Bạch Hạo Trì vẫn duy trì nụ cười trên môi. Không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng dần dần. Đang lúc nói tới đây, phục vụ đã bưng đồ ăn lên, mùi thơm nhẹ nhàng tản ra trong không khí, khiến cho Tiểu Vũ chảy cả nước miếng. Hứa Nhan đưa khăn giấy qua, lau cằm cho con trai, nháy mắt cười rộ lên. Không có tiền đồ, bảo bối, sao lại tham ăn như vậy chứ? Bạch Hạo Trì còn chưa kịp cười để trêu thằng bé, khóe mắt đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đi về phía bọn họ. Người đàn ông dừng lại sau lưng của Hứa Nhan, sau đó chuyển hướng sang bàn bên cạnh bà ngồi. Hứa Nhan nghe mùi hương cà phê thoang thoảng bên cạnh mình, không nhìn cũng biết đó là ai. Anh ta tới đây là do trùng hợp sao? Phỉ Ngạo bắt chéo hai chân, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ ra từng nhịp đều đặn. Mỗi lần anh xuất hiện, cô lại bắt đầu mất khống chế với thân thể của mình, tự sinh ra cảm giác giận dữ, lại có chút nhớ, một chút hỗn tạp như một mớ dây thừng bện loạn vào nhau. Cô chợt đứng lên, hướng Bạch Hạo Trì nói: tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong, không đợi cho anh trả lời mà đi thẳng, để lại hai người đàn ông nhìn nhau. Hai người đồng thời thả ra khí thế, ở nơi mà không ai nhìn thấy, bắt đầu điên cuồng giao tranh, ánh mắt đều lạnh tới cực điểm. Bạch Hạo Trì đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Tiểu Vũ, âm thầm mà ghim cho Phỉ Ngạo một dao. Đi ăn một mình thế này không buồn sao? Không cần Bạch thiếu quan tâm, Phỉ Ngạo nói, sau đó nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ, thấy nó cũng đang quan sát mình rất kỹ. Chỉ thấy Phỉ Ngạo âm trầm nói với Bạch Hạo Trì: ra ngoài đi. Giữa đàn ông với nhau giống như có một loại trực giác không thể nói rõ. Mặc dù Phỉ Ngạo không nói ra ngoài làm gì, nhưng Bạch Hạo Trì vẫn hiểu. Hứa Nhan quay trở lại bàn ăn đã không thấy Phỉ Ngạo đâu, thầm thở ra một hơi. Mà lúc này Bạch Hạo Trì đang chở cô, thấy cô ngồi xuống liền nói: anh ra ngoài một chút, em cho Tiểu Vũ ăn trước đi nha. Anh đứng lên, chân thon dài sải từng bước rời đi. Hứa Nhan không có hỏi nhiều, chỉ thấy ôn thần họ Phỉ đã đi, mà thức ăn trên bàn cũng toàn độ tốt, động đũa bắt đầu vỗ béo con trai cưng của mình. Cô cứ nghĩ Bạch Hạo Trì ra ngoài một lúc sẽ trở về ngay. Ai ngờ được nửa tiếng trôi qua vẫn không hề có động tĩnh. Hứa Nhan nhăn mày, ôm Tiểu Vũ đi ra cửa nhìn xem. Kết quả nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn đang không ngừng đấm đá nhau trong bãi đỗ xe. Cái này,
bọn họ có phải là con nít hay không vậy chứ? Cho dù động tác rất đẹp mắt, nhưng cô cũng chẳng có tâm tình mà xem. Cô tức giận mà hét lên. Dừng lại! Nghe được tiếng kêu, hai người mới sực khựng lại. Dưới ánh đèn, áo ngoài của hai người đều xốc xếch, tóc hơi rối một chút. Bên khóe môi của Bạch Hạo Trì còn vương vết máu chưa kịp khô. Hứa Nhan chạy nhanh đi tới bên cạnh Bạch Hạo Trì, lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có vết bầm của anh mạ mắng. Anh bị thần kinh sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau như vậy? Cô rút khăn giấy ở trong túi xách ra, muốn lau máu cho anh. Nhưng chiều cao chênh lệch lại ngược sáng, cho nên đành kéo đầu của anh xuống một chút. Động tác mềm nhẹ lau lên khóe môi bị rách của Bạch Hạo Trì. Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh lo lắng, ôm bắp đùi của anh. Phị Ngạo kéo lại cổ áo, nhìn một màn trước mắt mà cười khổ. Anh thật đúng là điên rồi, mới cùng với Bạch Hạo Trì động thủ. Bọn họ vốn có thể ở trên thương trường, đấu đá lẫn nhau phần cao thấp, nhưng lại trướng mắt, muốn đem đối phương đập trong một trận. Anh đánh rất sướng tay, lại quên mất, Hứa Nhan vẫn còn ở đây. Trái tim như có ai hùng hằng nhéo một cái, Phị Ngạo nhìn khuôn mặt đắc ý của Bạch Hạo Trì mà không hiểu sao lại muốn đánh thêm. Bất quá, anh vừa mới bước thêm một bước, Hứa Nhan đã xoay đầu nhìn qua, môi đỏ mọng khẽ mím nhẹ. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Phỉ Ngạo nhìn cô thật sâu, chậm rãi mở miệng, chỉ nói đúng hai chữ. Tìm em. Hứa Nhan nghe vậy, mặt cũng hơi đỏ giận lên, nghĩ tới những ngày một mình lê lết ở Mỹ, nhớ tới ký ức vẫn luôn luôn ám ảnh mình trong suốt thời gian qua, chợt cười lạnh một tiếng. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, anh còn định chạy tới trêu đùa tôi nữa sao? Anh cảm thấy tôi vẫn còn là người phụ nữ ngu ngốc, tin vào những lời anh hứa hẹn hay sao? Từ 4 năm trước, chúng ta đã là người xa lạ. Anh không cần tìm tôi nữa. Bạch Hạo Trì đã cho em bao nhiêu, tôi có thể trả gấp 10. Chỉ cần em quay về thôi. Phỉ Ngạo bị cảm giác nhớ nhung, tra tấn tinh thần tới phát điên. Nói ra lời này, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Cô ở ngay trước mặt anh, tưởng chừng đưa tay ra, liền có thể chạm tới, nhưng lại không thể. Đây là loại cảm giác khó chịu tới nhường nào chứ. Sắc mặt của Hứa Nhan hơi tái nhợt, run rẩy mà nói. Anh cũng giống như Triệu Thanh Liên, cho rằng tôi rất thích tiền sao? Rất đê tiện sao? Cô cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt, chỉ có thể thở ra mấy hơi khó nhọc, muốn bộc phát mà lại không thể. Nơi này còn có con trai của cô. Hứa Nhan nắm chặt mắt lại, cả người lung lay tựa vào trong lòng của Bạch Hạo Trì. Mỗi lần cô bị kích động thì đầu sẽ choáng váng, lúc này cũng không ngoại lệ. Tiểu Vũ thấy mẹ mình sắc mặt trắng xanh, sợ hãi mà kêu lên. Mẹ, mẹ ơi! Bạch Hạo Trì đưa tay cho Hứa Nhan vịn lấy. Cô chịu đựng cơn đau đầu đang kéo tới, liếc mắt nhìn người sau lưng. Chị, tôi mệt mỏi rồi. Anh hiểu ý cô, đỡ cô vào trong xe. Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh. Phỉ Ngạo siết chặt nắm tay, một đấm hạ xuống kính xe. Máu tươi lập tức bắn ra từ kẽ tay. Cô không phải là vì tiền mà rời bỏ anh sao? Anh vẫn còn nhớ rõ đoạn clip quay lại, cảnh cô đòi 1 triệu đô từ Phỉ Hoài. Sau đó không một chút nghĩ ngợi, ký giấy ly hôn với anh. Anh tuy thất vọng, phẫn nộ lại đau lòng, nhưng vẫn một mực tìm kiếm cô, sẵn sàng tha thứ cho cô. Cuối cùng chỉ bởi vì thấy cô vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác mà không nhịn được buông lời sỉ nhục cô. Phỉ Ngạo nhìn bàn tay nhuộm đầy máu tươi của mình, bản thân anh không cảm thấy đau đớn mà chỉ có chua xót. Bạch Hạo Trì vừa bị thương, Hứa Nhan liền lo lắng chạy tới bên cạnh hắn ta. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt về phía anh một lần, mở miệng đóng miệng đều là những lời muốn vạch rõ quan hệ giữa bọn họ. Cô vội vàng như vậy là vì sợ Bạch Hạo Trì hiểu nhầm hay sao? Vừa rồi sắc mặt của cô tái nhợt, rõ ràng đã bị lời nói của anh tổn thương. Cho dù cô luôn luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ, không cần người khác bảo vệ, nhưng nội tâm vẫn luôn yếu ớt, dễ bị đâm thủng như vậy. Anh thật không hiểu trước kia cô vì sao lại rời bỏ anh, lựa chọn số tiền mà Phỉ Hoại đưa. Tuy anh chỉ ở bên cạnh cô mấy tháng, thời gian cũng không lâu, nhưng anh có thể khẳng định cô không phải là kẻ ham tiền như mạng. Lý trí muốn đứng về phía cô, chỉ là những lời cô nói với Phỉ Hoài vẫn luôn luôn vang vọng trong đầu anh, bảo anh phải làm như thế nào mới tốt đây. Tôi muốn 1 triệu đô, ông có thể cho tôi sao? Trong lòng cô, anh chỉ đáng giá 1 triệu đô thôi sao? Chính là rẻ rúng như vậy. Thời điểm nghe được những lời này, Phỉ Ngạo cơ hồ đã giận tới nỗi bóp nát điện thoại. Nhưng như vậy cũng chẳng thể thay đổi được sự thật cô đã rời đi. Phỉ Ngạo nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh khiến cho người ta đau lòng đang không ngừng tràn vào đại não. Anh ngồi trong xe, nhấn ga rồi chạy đi, tùy tiện để cho máu chảy dọc theo bàn tay thấm xuống vô lăng. Xe dừng lại cách nhà của Hứa ra khoảng 10 mét, chỉ thấy Bạch Hạo Trì đang nói chuyện gì đó với dì Hứa. Thân ảnh mà anh đang muốn tìm kiếm lại không hề xuất hiện. Đợi Bạch Hạo Trì lái xe rời đi, Phỉ Ngạo mới tới bấm chuông.
Hôm nay anh nhất định phải đem Hứa Nhan trở về, cho dù là phải uy hiếp cô. Anh không thể chấp nhận việc cô cùng với một người đàn ông khác thân mật thêm một phút giây nào nữa. Dì Hứa nghĩ rằng Bạch Hạo Trì quên cái gì cho nên quay lại tìm bà. Khi ra mở cửa, nhìn thấy Phỉ Ngạo thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt hiền hòa chợt trở nên khó coi. Phỉ gia các người là tới đây làm gì chứ? Tuy không được chào đón, nhưng trên mặt Phỉ Ngạo vẫn bình tĩnh, không xuất hiện bất kỳ biểu tình gì, lạnh nhạt mà hỏi. Hứa Nhan đang ở đâu? Cậu hỏi làm gì chứ? Chúng tôi không chào đón Phỉ gia, mời đi cho. Dì Hứa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hận không thể khoét mấy lỗ trên gương mặt đẹp đẽ của người đối diện. Nếu như không phải tại người này, Hứa Vân sao có thể xảy ra chuyện? Còn nhớ, con bé đêm nào cũng nằm ngủ gặp ác mộng. Hứa Nhan cũng vì nhà họ Phỉ mà phải bỏ ra nước ngoài suốt mấy năm trời. Hiện tại, đứa trẻ này vừa trở về chưa được bao lâu, liền đã bị chọc tức, suýt chút nữa thì ngất xỉu, tâm trạng mới ổn hơn một chút. Phỉ gia đã tìm tới tận cửa. Ai biết nếu như để cho bọn họ gặp nhau, thì cháu gái của bà sẽ gặp phải những chuyện kinh khủng gì chứ? Phiền gì nói với Hứa Nhan, giấy ly hôn tôi vẫn chưa ký. Nếu như cô ấy từ chối gặp, vậy tôi sẽ rời đi. Phỉ Ngạo chậm rãi nói, âm giọng cũng không mang theo chút khí thế áp bức nào hết, nhưng lại làm cho dì Hứa giật nảy mình. Dì Hứa vội vàng trở lại vào trong nhà, lát sau đã thấy Hứa Nhan khoác áo khoác mỏng đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ kín băng sương và tức giận. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng với Phỉ Ngạo bắt đầu một lần nữa. Khi đó ly hôn liền không có vướng bận gì nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, vận mệnh của bản thân có lúc sẽ do mình quyết định hay sao? Ánh mắt sâu thẳm của Hứa Nhan trừng Phỉ Ngạo, chân mày nhíu lại. Anh nói mình chưa ký giấy ly hôn là có ý gì chứ? Phỉ Ngạo đứng cách cô một cách cổng sắt, nhìn khuôn mặt kiều mị của cô, nội tâm bắt đầu đấu tranh dữ dội. Hoặc là mặc kệ cô hận anh, mạnh mẽ giữ cô lại, hoặc là sẽ mất cô mãi mãi. Anh nghĩ có lẽ mình đã có quyết định kể từ khi nhìn thấy cô cùng với Bạch Hạo Trì. Hắn ta chậm trễ chưa kết hôn với Hứa Nhan, như vậy cũng tốt, anh có thể nhân cơ hội này mà chen chân vào. Anh biết bản thân mình ích kỷ và ngang ngược, nhưng anh có thể đánh đổi hết thảy, chỉ cần không để cho Hứa Nhan lọt vào tay kẻ khác. Anh cúi đầu nhìn cô, lời nói mang theo hàm ý. Nói như thế nào thì chính là như thế. Nếu như bây giờ ký giấy ly hôn, vậy Tiểu Vũ. Hứa Nhan vừa nghe thấy tên của con trai, mặt mũi lập tức trắng thêm mấy phần, run rẩy mà siết chặt nắm tay. Anh muốn làm gì chứ? Tiểu Vũ là con trai của tôi và Bạch Hạo Trì, anh lấy quyền gì mà cướp thằng bé? Mặc dù cô nói như vậy, nhưng vẫn hiểu rõ với tài lực của Phỉ Ngạo, muốn cướp một đứa trẻ trong tay cô hẳn là không khó. Huống chi anh nói giấy ly hôn anh vẫn còn chưa có ký. Nếu như để anh có cơ hội tiếp xúc với Thiên Vũ, vậy chỉ sợ việc thằng bé là con anh sẽ bị phát hiện. Tới lúc đó, cho dù là Bạch Hạo Trì cũng khó lòng cản được việc anh ta muốn giữ Thiên Vũ. Em và Bạch Hạo Trì vẫn chưa kết hôn, có đúng hay không? Vì sao đã có một đứa trẻ 3 tuổi lại còn chưa chịu kết hôn? Mặc kệ lý do là gì thì hiện tại cũng đã không kịp nữa. Hứa Nhan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, con người này quá nham hiểm, vậy mà lại dám uy hiếp cô. Rốt cuộc là anh muốn gì chứ? Phỉ Ngạo nhìn cô bày ra dáng vẻ phòng bị, giống như là một con nhím sủ lông thì không khỏi khó chịu. Anh đáng sợ như vậy sao? Tôi muốn em trở về bên cạnh tôi. Không được. Hứa Nhan theo bản năng lập tức mà kêu lên. Cô không muốn trở lại căn biệt thự đó nữa, nơi đó đã có quá nhiều kỷ niệm giữa hai người. Trái tim của cô chỉ sợ không chịu nổi đau đớn mà rách mất. Hiện tại nếu như quay về, nói trắng ra thì chính là một lần nữa bị anh giam lỏng. Nếu như em không muốn thì thôi. Phỉ Ngạo đột nhiên nói ra những lời này, không những khiến cô không yên lòng mà lại càng thêm bất an. Quả nhiên, chỉ thấy người đối diện nâng lên khóe môi, tà tướng mà cười. Không phải là còn có Tiểu Vũ nữa hay sao? Anh... Hứa Nhan cắn môi, giận tới run người, nhưng lại không biết nên mắng cái gì. Vạn nhất anh ta thực sự mang con trai của cô đi thì phải làm sao đây? Cô liếc mắt nhìn Phỉ Ngạo, trong mắt tràn ngập ghét bỏ cùng với xa khách, khiến cho nam nhân không nhịn được mà phát ra hơi thở lạnh lẽo. Âm thanh từ tính chậm rãi vang lên. Tôi không muốn phí thời gian. Ngày mai nếu như em không mang đứa trẻ kia tới nhà tôi thì tôi sẽ đem nó đi. Lồng ngực của Hứa Nhan phập phồng theo từng câu chữ của Phỉ Ngạo. Mái tóc màu rêu bị gió đêm thổi qua có chút toán loạn. Một đôi mắt đen sáng có thần nhìn thẳng vào anh, lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Phỉ Ngạo, anh nên biết mình đang làm cái gì. Nếu như anh dám động tới một sợi tóc của Tiểu Vũ thôi, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh. Nam nhân tuấn Mỹ cong khóe môi càng cao, nhưng đáy mắt lại không có một chút ý cười.
Em yên tâm, tôi sẽ xem thằng bé như con trai ruột của mình, sẽ không để cho nó chịu thiệt. Hứa Nhàn mệt mỏi khép mắt lại, không thèm nói lời tiễn khách, trực tiếp xoay người đi vào bên trong, chỉ để lại cho một nam nhân bóng lưng cô độc. Chẳng phải anh ta đã tìm thấy người phụ nữ khác để thỏa mãn bản thân rồi hay sao? Nhưng vì cái gì lại còn tiếp tục dây dưa với một nữ nhân gần 30 như cô? Tuy nói cô cũng có chút nhan sắc, nhưng những người mà anh ta tiếp xúc đâu có ai kém cỏi. Người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, mỹ nữ, loại nào mà không có. Cô có thể không quan tâm bản thân mình, nhưng liên quan tới con trai của cô thì cô không thể làm ngơ. Người như Phỉ Ngạo, lời đã nói ra thì tới 9 phần chắc chắn thực hiện được. Nếu như ngày mai cô thực sự không tới, anh ta chắc chắn sẽ có cách để cướp đi Tiểu Vũ. Cô lúc vào trong phòng bếp lấy nước, thấy dì Hứa và Hứa Vân đang lo lắng nhìn theo mình, đành cúi đầu nói. Không có việc gì đâu, dì và em đi ngủ trước đi. Ngày mai con sẽ đưa Tiểu Vũ tới nhà riêng một thời gian. Dì Hứa tuy không hiểu rõ về Phỉ Ngạo lắm, nhưng nếu như hắn ta đã tới, làm sao sẽ không có việc gì. Bà rũ mi mắt, khẽ thở dài một hơi. Hứa Nhàn à, con đừng có gạt dì nữa. Nếu như có chuyện gì thì phải nói cho dì và em con biết chứ. Hứa Vân cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Có phải là anh ta lại muốn kiếp Tiểu Vũ đi hay không? Anh ta biết nó là con của mình rồi sao? Anh ta vẫn chưa biết. Hứa Nhàn lắc đầu, dáng vẻ 10 phần mệt mỏi. Anh ta vẫn nghĩ Tiểu Vũ là con của chị và Bạch Hạo Trì. Nhưng mà anh ta đúng là muốn cướp thằng bé. Cô không thể để cho con trai của mình rơi vào tay cái tên ác lang kia được. Phỉ Ngạo có thể giữ lời hứa chăm sóc tốt cho thằng bé sao? Một lần thất tín, vạn lần bất tin, cô không còn tin tưởng người đàn ông kia nữa. Hứa Nhan trò chuyện với dì và em gái một lát, sau đó trở lại thu xếp một vài bộ đồ, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc tới đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường. Đôi môi nhỏ xinh chép chép vài cái rồi lại lật người bò dậy, cặp mắt to tròn mơ màng nhìn cô. Mama đánh thức con rồi sao? Xin lỗi bảo bối. Hứa Nhan dừng lại động tác trên tay, để vali vào trong góc rồi đi tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của con trai. Hứa Thiên Vũ cọ đầu vào ngực cô, lẩm bẩm mấy chữ không rõ ràng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, bàn tay gắt gao nắm lấy váy ngủ của cô không buông. Hứa Nhan thở dài một hơi, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé. Mặc dù là nằm cả đêm nhưng cũng không tài nào ngủ được, thấy bên ngoài ánh nắng đã bắt đầu chiếu rọi, trong lòng chậm xuống rất nhiều. Cô không biết phải nói với Bạch Hạo Chỉ như thế nào, mặc dù cũng nghĩ tới việc nhờ anh giúp đỡ, nhưng lại ngại phiền tới Bạch gia. Nếu như nói không có tình cảm với Bạch Hạo Trì thì chính là giả, bởi vì những năm qua anh đối xử với cô và Thiên Vũ cực kỳ tốt, lại còn luôn kiên nhẫn ở bên cạnh bọn họ suốt mấy năm trời, sự nghiệp cũng không màng tới. Trước kia anh đã từng dính vào scandal, dây dưa cùng với phụ nữ đã có con là cô, nhưng anh lại chẳng thèm đính chính, còn công khai đưa đón Tiểu Vũ. Mặc dù sau này scandal kia đã bị ép xuống, nhưng cô nhớ rõ, khoảng thời gian đó anh cũng bị dư luận phỉ nhổ rất nhiều. Bạch Hạo Chỉ có gia sản ở trong nước và cả nước ngoài, tất nhiên sẽ không thèm để ý tới miệng lưỡi của những người vô công dỗi nghề. Anh không quan tâm, nhưng không có nghĩa là cô cũng không quan tâm. Bạch Hạo Chỉ gần đây có ẩn ý muốn cùng với cô kết hôn. Cô cũng suy tính cho tương lai của Tiểu Vũ, nghĩ có nên đồng ý hay không. Bạch gia không giống như Phỉ gia, quan trọng vấn đề con cháu. Chỉ cần con trai của bọn họ cảm thấy hạnh phúc thì bọn họ sẽ ủng hộ tới cùng. Lúc cô vẫn còn đang do dự thì Phỉ Ngạo lại tìm tới. Chẳng nhẽ ý trời đã định, cô không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta, sao có thể trêu chọc người khác như vậy chứ? Hứa Nhàn vuốt nhẹ gò má trắng mềm của Thiên Vũ, cúi đầu hạ xuống cho con trai một nụ hôn chào buổi sáng. Bảo bối à, dậy thôi. Hứa Thiên Vũ nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đánh cái hắt xì, sau đó mới dùng giọng điệu ngái ngủ, nũng nịu mà ôm cổ cô. Mama, ôm con. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của con trai, Hứa Nhàn hận không thể cắn cho hắn một cái. Đưa tay ra ôm lấy thằng bé, bế vào trong nhà vệ sinh rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau khi thay cho cục cưng một cái yếm jean xong, Hứa Nhàn mới thu xếp quần áo cho vào vali. Đứa nhỏ thấy cô làm việc cũng mon men đi lại ướp quần áo của mình, chẳng khác gì một ông cụ non. Cánh tay ngắn ngủn khó lắm mới cuộn lại được, sau đó lại đem đưa cho cô. Hứa Nhàn xoa đầu con trai, quăng qua một ánh mắt tán thưởng. Cục cưng của mẹ giỏi lắm. Mama, chúng ta sẽ đi du lịch hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn, háo hức nhìn cô, nhìn Hứa Nhàn có chút khó xử. Không phải, bảo bối, chúng ta chuyển tới một nơi khác. Hứa Thiên Vũ gật gù đầu nhỏ, không nhõng nhẽo mà đòi ở lại đây, mà ánh mắt còn phát sáng hơn bởi vì được tới nhà mới. Tính tình chính là ngoan ngoãn như vậy, thật giống như khi cô còn bé. Hứa Nhàn tự khen bản thân một phen,
sau đó ôm con trai ra ăn sáng, sẵn tiện kéo vali ra tới cửa. Cô nhắn tin hẹn gặp Bạch Hạo Trì, nhưng anh lại có chút việc ở công ty, thế nên không tới được, đành gọi điện thoại cho anh. Hạo Trì, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Anh không tới được cũng không sao. Có chuyện gì thế? Sao em lại gấp như vậy? Đợi anh một lát có được hay không? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh dễ nghe của Bạch Hạo Trì, khiến khóe mắt của Hứa Nhan cũng hơi cay. Cô nên làm sao mới đúng? Cô không muốn Bạch Hạo Trì bị tổn thương, càng hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, con trai cô vẫn quan trọng hơn anh ấy. Thời gian qua, rất cảm ơn anh. Bạch Hạo Trì cảm giác như có gì đó không được đúng cho lắm. Nghe xong chỉ im lặng, chờ cô tiếp tục nói. Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại tại đây, có được không? Hứa Nhan cắn môi, tựa đầu vào trên cửa, nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài, ánh mắt không hề có tiêu cự. Nhưng em có thể nói cho anh lý do được hay không? Giọng của Bạch Hạo Trì nghe thật nhẹ, chỉ là cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh hiện giờ. Có lẽ rất khó để chịu, rất tuyệt vọng. Hứa Nhan không đành lòng khiến cho anh khổ sở, thành thật mà nói. Anh biết chuyện của tôi và Phi Ngạo. Vậy át hẳn anh cũng biết cha của Thiên Vũ là ai, phải không? Hôm qua anh ta có tới đây tìm tôi. Hứa Nhan nói tới đây lộ ra vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi, khiến cho tim của Bạch Hạo Trì như thắt lại. Anh có thể giúp em mà. Không giúp được đâu. Hạo Trì, tôi biết Bạch gia và Phỉ gia không hề thua kém nhau, nhưng Phỉ Ngạo chưa từng ký giấy ly hôn. Trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của anh ta. Hơn nữa Tiểu Vũ, chuyện này đối với Bạch Hạo Trì không công bằng. Thậm chí cô còn làm cho anh chịu khổ bên cạnh cô nhiều năm như vậy. Cô cảm thấy cực kỳ áy náy. Em đang ở đâu chứ? Anh sẽ tới. Bạch Hạo Trì chỉ đơn giản hỏi như vậy cũng khiến cho nước mắt của cô sắp tràn mi. Anh ấy có phải tên ngốc hay không chứ? Vẫn còn ở nhà gì? Chờ anh tới nha. Nói tới đây anh liền tắt máy. Hứa Nhan biết anh ấy đang ở trên đường tới. Đứng ở trước cửa nhà vẫn thẫn thờ một lúc lâu. Chỉ thấy từ ngoài cổng, một nam nhân tuấn tú, vận áo sơ mi đen bước vội về phía cô. Tóc mái trước trán hơi rối loạn. Cô đợi anh tới gần, đưa tay giúp anh chỉnh lại những sợi tóc vào nếp. Bạch Hạo Trì hiếm khi thấy được vẻ mặt dịu dàng này của cô. Sững người lại trong chốc lát, chợt cười khổ bắt lấy tay cô, ánh mắt vô cùng chân thành. Hứa Nhan à, nếu như anh cầu hôn em sẽ đồng ý sao? Hứa Nhan thở dài một hơi, cảm nhận được bàn tay có chút vết chai của anh mang theo hơi ấm. Nhưng trong lòng cũng mềm xuống. Có lẽ sẽ đồng ý. Bạch Hạo Trì vuốt ve lòng bàn tay trắng mềm của cô, môi mỏng hơi mím. Anh thực sự muốn biết là em có từng nảy sinh chút tình cảm nào với anh hay không? Hứa Nhan rũ mi mắt, thật lâu sau mới trả lời một chữ có. Bạch Hạo Trì nhìn cô, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong lòng của mình. Nam nhân cao khoảng 1m8 có hơn. Cho dù lúc này Hứa Nhan có đi giày cao gót cũng còn kém tới mười mấy phân. Vì vậy đầu tiên là tựa trên cổ anh, ngửi được mùi hương quen thuộc trên tóc cô, Bạch Hạo Trì khẽ nói. Như vậy là đủ rồi. Nếu như Phỉ Ngạo lại một lần nữa làm tổn thương em, anh nhất định sẽ không tha cho hắn. Khi lời này nói ra, ánh mắt của Bạch Hạo Trì cực kỳ ngoan độc và quyết tuyệt. Anh biết Hứa Nhan yêu thương Tiểu Vũ như thế nào. Anh cũng hiểu cô vẫn còn rất nhiều tình cảm với Phỉ Ngạo. Anh không muốn dễ dàng buông tay, lại không đành lòng để cho cô khó xử. Nếu như Phỉ Ngạo đã dùng cách này để giữ cô lại bên mình, thì tốt nhất đừng để anh phải thất vọng. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực, phả lên gò má xinh đẹp của Hứa Nhan. Đây xem như là lợi tức vì những năm qua. Dứt lời, Bạch Hạo Trì cúi đầu hôn xuống, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Hứa Nhan tiếp xúc thân mật với nam nhân này như vậy. Cái hôn của anh không bá đạo ngang ngược như Phỉ Ngạo, mà có thêm mấy phần ôn nhu, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô. Hứa Nhan cũng không phản kháng chút nào, cứ để vậy cho anh hôn. Bạch Hạo Trì quyến luyến ở cánh môi của cô, hôn nhẹ một cái, sau đó mới buông cô ra. Khuôn mặt của Hứa Nhan ửng hồng vì thở gấp, hơi thở thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi. Anh thực sự hy vọng có thể ôm cô như vậy vĩnh viễn không rời. Hứa Nhan nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim cũng nhảy liên hồi. Cô khó xử mà nói, xin lỗi anh. Không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện mà. Bạch Hạo Trì khẽ cong khóe môi, trên nụ cười còn có mấy phần nhu tình ngọt ngào, khiến cho người đối diện hơi thất thần một chút. Em phải chuyển tới chỗ ở của anh ta sao? Anh nhìn vali sau lưng cô, trong lòng hiểu rõ một chút. Không còn cách nào. Hứa Nhan hít sâu một hơi, lặng lẽ rút khỏi cái ôm của Bạch Hạo Trì. Để anh đưa em đi.
Bạch Hạo Trì không yên tâm khi để cho cô trở lại bên cạnh người kia. Nhưng nếu như Hứa Nhan đã quyết định thì anh sẽ tôn trọng cô. Chỉ cần Phỉ Ngạo dám làm ra những chuyện có lỗi với Hứa Nhan, anh nhất định sẽ không tiếc hy sinh nhiều thứ để cho hắn phải trả giá đắt. Những người Phỉ Ngạo phái ra theo dõi Hứa Nhan vẫn luôn túc trực gần đó, dùng máy ảnh chụp trộm, sau đó trực tiếp cắm vào máy tính gửi cho anh. Phỉ Ngạo nheo mắt lại, nghe thủ hạ báo cáo lại tình huống của cô xong, cả người liền tựa vào trên ghế mềm. Mặc dù biết lúc này cô đang ở trên đường tới chỗ của anh, nhưng trong lòng lại không vui xuống, ngược lại lại càng khó chịu và tức giận vô cùng. Cô đồng ý trở lại bên cạnh anh, lại vẫn cùng với người đàn ông khác thân mật như vậy, bảo anh phải bình tĩnh làm sao đây. Anh ném áo khoác xuống ghế, tự mình đi ra cửa đón cô. Hứa Nhan nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Phỉ Ngạo phủ kín băng xương, không khỏi nhíu mày một cái. Trước kia khi ở chung với anh cũng không giống như bây giờ, ngang ngược lại đáng ghét như vậy. Cô dắt tay Thiên Vũ, chỉ thấy thằng bé vẫy vẫy tay với Bạch Hạo Trì. Papa đi làm nhá, ngày mai nhớ tới đây, đón con cùng đi ăn với mama. Đứa nhỏ này vẫn chưa ý thức được lời nói của mình nói ra có bao nhiêu đả kích với người đàn ông đang đứng trước biệt thự đón họ. Hồn nhiên hôn gió với Bạch Hạo Trì, mà Bạch Hạo Trì tận mắt nhìn thấy đôi mắt âm lãnh của Phỉ Ngạo bắn qua chỗ mình, cười lại càng thêm sâu. Papa đã biết, con nhớ chăm sóc tốt cho mama. Có thể chọc tức Phỉ Ngạo, nhưng lại khiến cho hắn ta không thể nói lời nào. Bạch Hạo Trì cảm thấy bản thân mình quá sung sướng. Lúc ở trên xe, anh đã âm thầm báo hiệu cho Tiểu Vũ, khi xuống xe nhất định phải gọi anh là papa. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có thể bồi thêm một câu, ngày mai nhớ tới đón con. Như vậy là gián tiếp tạo cơ hội cho anh tiếp cận Hứa Nhan, không phải hay sao? Bạch Hạo Trì lái xe rời đi. Lúc này Thiên Vũ mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ kia, thấy ánh mắt đáng sợ của người ta liền sợ tới mức rụt cổ mà ôm đùi mama. Hứa Nhan không có nói gì, một tay kéo vali, một tay liền dẫn Thiên Vũ đi vào. Thậm chí là chủ nhà như Phỉ Ngạo cũng phải đi sau cô. Mấy lần anh muốn giúp cô kéo đồ lại bị cô từ chối khéo. Căn phòng trước kia cô ở vẫn không có chút thay đổi, cách bài trí, vật dụng trong phòng đều vẫn còn nguyên. Cô đưa tay chạm vào, thế nhưng lại không có một chút bụi bặm, giống như là có người thường xuyên lau dọn. Giường và tủ đều đã được đổi qua, nhưng vẫn là kiểu dáng cũ. Cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn Phỉ Ngạo, chợt nói: tôi muốn thay toàn bộ bài trí căn phòng này, không biết là có phiền Phỉ tổng hay không. Phỉ Ngạo đứng ở nơi đó, phất tay phân phó cho người làm. Những người kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như hiểu ra mà lui xuống. Trước kia ông chủ vẫn luôn luôn không cho những người khác xê dịch bất cứ thứ gì trong phòng, cho dù lúc thay cái mới cũng phải đặt đúng vị trí cũ, mỗi ngày còn cho người dọn dẹp kỹ lưỡng. Bọn họ luôn luôn suy đoán ông chủ hẳn là rất yêu bà chủ, sau này bà chủ trở về sẽ cảm động biết bao. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là bà chủ đã có vẻ thay đổi, còn dắt theo một đứa trẻ không biết là con ai. Chủ quản gia thở dài một hơi, dù sao thì cũng là chuyện của bọn trẻ, ông thực sự không tin Hứa Nhan lại nhẫn tâm như vậy, cứ để cho bọn họ giải quyết chuyện của mình đi thôi. Phỉ Ngạo nhìn thấy đứa trẻ vẫn luôn ôm bắp đùi của Hứa Nhan, chợt ngồi xuống vươn tay ra. Đến đây. Thiên Vũ giống như một chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, liều mạng bám lên người của Hứa Nhan, mắt mũi nhắm tịt lại, so với dáng vẻ tươi cười với Bạch Hạo Trì thì hoàn toàn đối lập. Còn người của Phỉ Ngạo co rút, âm điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, khí tức quanh thân cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Tiểu Vũ, mau tới đây, cho chú ôm một cái. Hứa Nhan chỉ thấy khóe mắt cay cay, mặc dù rất hận người này, nhưng dù sao, đứa nhỏ mà cô mang thai 9 tháng 10 ngày cũng là con của anh ta. Cô cúi đầu vuốt ve đỉnh đầu của Thiên Vũ, thằng bé lúc này mới rụt rè đi về phía Phỉ Ngạo, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt 10 phần giống với Hứa Nhan, khiến trong lòng của anh mềm mại. Phỉ Ngạo vươn tay đem Thiên Vũ ôm vào trong lòng, không hiểu vì sao lại sinh ra một loại cảm giác yêu thích khó hiểu, mà bảo bối vẫn như cũ rất sợ anh. Khi đầu ngón tay Phỉ Ngạo chạm tới gò má của thằng bé, cơ thể nhỏ lập tức hơi run lên. Đừng sợ, chú chỉ muốn ôm con một chút thôi. Lúc này Phỉ Ngạo trông chẳng khác gì một người đàn ông bình thường được ôm con nít, động tác vụng về bế thằng bé lên. Hứa Nhan ngăn nước mắt lại, không để cho mình tiếp tục xúc động, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chăm chú vào bọn họ. Thiên Vũ lúc đầu không thích ông chú này cho lắm, tại vì lần trước ông chú này làm cho mama buồn. Nhưng là huyết mạch tương liên, thằng bé rất nhanh đã thích ứng với hơi thở của Phỉ Ngạo. Bàn tay nhỏ nghịch ngợm vỗ bẹp một tiếng vào trên mặt của anh. Người làm đứng ở một bên thấy vậy cúi đầu hoảng sợ nhìn mũi giày của mình. Không khí trong nháy mắt giống như bị hạ xuống mấy độ. Hứa Nhan cũng sợ anh ta sẽ ra tay với đứa nhỏ, vội vàng muốn tiến lên ôm lấy con trai trở về.
Nhưng lúc này Phỉ Ngạo chợt bật cười khiến cho cô khựng lại. Chu quản gia đứng gần cửa đang ghi lại danh sách đồ cần thay cũng giật mình. Đã bao lâu rồi chứ cậu chủ không có cười qua, là cười thật sự, không phải là cười nhếch môi khinh thường hay tự diễu. Sau này muốn ăn cái gì chú sẽ liền đưa con đi, không cần phải phiền chú trì của con. Chú thật tốt quá đi. Tiểu Vũ nghe tới đồ ăn lập tức rạng rỡ, ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Phỉ Ngạo hôn chụt một cái. Tâm trạng đang căng thẳng, Hứa Nhan cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu như bọn họ có thể chung sống vui vẻ như vậy thì cũng tốt, đỡ cho anh ta mỗi ngày đều là dọa sợ thằng bé, lâu ngày sẽ sinh ra tâm lý bất ổn. Buổi chiều tôi sẽ đưa Thiên Vũ qua chỗ gì, sau đó đi làm. Nghe cô nói lời này, Phỉ Ngạo cũng không có phản ứng. Được, em có thể làm gì tùy thích, miễn là tránh xa Bạch Hạo chỉ ra một chút. Buổi chiều tôi không có việc, sẽ tự đưa Thiên Vũ đi chơi. Không cần đâu, thằng bé sẽ không thích người lạ. Hứa Nhan vừa mới dứt lời, Thiên Vũ lại nói. Mẹ ơi, con muốn đi chơi với chú. Người mẹ này quả thật là rất vô dụng. Hứa Nhan chừng con trai một cái, thậm chí nghĩ rốt cuộc ai mới là phụ huynh của thằng bé. Hiện tại cô phải xử lý đám người kia, thực sự không có thời gian để chăm sóc Tiểu Vũ, đưa tới nhà gì là yên tâm nhất. Nhưng khổ nỗi, nơi đó cũng chẳng có gì để thằng bé chơi. Cô đau đầu mà nói. Tôi không yên tâm, nếu nhân muốn ra ngoài, vậy thì để Bạch Hạo Trì hoặc là em gái của tôi đi cùng. So với Phỉ Ngạo thì cô còn tin tưởng Bạch Hạo Trì và em gái của mình hơn. Ít ra anh ta và Hứa Vân cũng yêu thương Tiểu Vũ thật lòng. Đối với lời nói có thiên vị của cô, Phỉ Ngạo có chút không vui, nhưng thấy cô kiên quyết cũng không tiếp tục dây dưa. Cô đồng ý để con trai ở bên cạnh Bạch Hạo Trì, lại không cho phép anh mang thằng bé đi ra ngoài là cũng có lý do. Dẫu sao thì Bạch Hạo Trì cũng là bố của đứa trẻ, không phải sao? Phỉ Ngạo lớn tới chừng này tuổi, vẫn hiếm khi tiếp xúc với con trẻ. Không hẳn là không thích, mà là do tính tình của hắn quá lạnh nhạt, cho nên không biết phải làm sao để cho chúng nó vui vẻ. Ai cũng bảo anh có chút lãnh đạm với mọi người, duy nhất chỉ có một ngoại lệ, chính là người phụ nữ kia. Anh có thể dịu dàng với cô, có thể cười nói với cô, thì tất nhiên cũng có thể cho cục cưng của cô một ưu đãi. Đám người làm lúc này đều trợn to mắt, quan sát một lớn một nhỏ ngồi trong phòng khách. Cả hai đều cầm bộ điều khiển xe đua, chơi tới quên trời quên đất. Tiểu Vũ không ngừng lái xe đâm vào chân bàn chân ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyên chú vô cùng, nhăn nhó như một ông cụ non, khiến cho Phỉ Ngạo thỉnh thoảng không nhịn được mà phát ra tiếng cười trầm thấp. Tập thể người làm choáng váng rồi, đây là ai chứ? Ông chủ của bọn họ bị một thế lực thần bí nào cháo đi mất hay sao? Rõ ràng là mặc quần tây và áo sơ mi cực kỳ nghiêm túc, tới cả một cái cúc áo trên cùng cũng được gài cẩn thận, bộ dáng mười phần lạnh lùng, vì cái gì mà lại hành động kỳ quái khác thường với hàng ngày như vậy? Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. À không, ảo giác. Bọn họ gần đây làm việc quá mệt mỏi đi, cho nên gặp phải ảo giác rồi. Chu quản gia tỏ vẻ mình thật bình tĩnh, nhưng lại lúc này nhìn thấy đứa nhỏ kia túm tóc của Phỉ Ngạo rồi cười hắc hắc. Ông cũng không nhịn được, lặng lẽ phút mồ hôi. Cậu chủ hy sinh vì Hứa Nhan quá nhiều. Phỉ Ngạo bế Thiên Vũ trên tay, mặc kệ cho tóc của mình bị giật tới rối, chỉ chăm chú mà hỏi. Bảo bối à, chú và ba ba của con, ai tốt hơn? Cục bột nhỏ mím môi suy ngẫm, một lát sau vẫn chưa có mở miệng trả lời. Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại liên tục. Trong suy nghĩ của thằng bé, hai người ai cũng tốt. Chỉ cần cho thằng bé kẹo và bánh và chơi cùng nó thì đều được. À ma, còn phải dễ nhìn và tốt với mama nữa. Người nào đó IQ rất cao, lúc này cũng đã mau chóng học được cách lấy lòng đứa nhỏ trước mắt, vội vàng nói. Một lát nữa, chú dẫn con đi công viên chơi, có thích hay không hả? Anh cũng không để ý rằng, khi ở bên cạnh Thiên Vũ, cái vẻ thâm trầm đáng sợ của mình tự nhiên lại tiêu biến mất. Vì muốn dụ dỗ đứa nhỏ này mà anh đã bỏ ra không ít công sức, mặt mũi cũng bị mất hết, bị chu quản gia cười trộm tới mấy lần. Thích, thích chưa ạ? Tiểu bảo bối thân thiết ôm cổ Phỉ Ngạo, cảm giác được cưng chiều thật thích, thật ấm áp, giống như khi ở bên cạnh mama vậy. Vậy con thích chú, hay là thích ba ba của con hơn? Vừa hỏi tới đây, khuôn mặt tròn tròn của Thiên Vũ lại nghệch ra và bắt đầu suy tư. Biết đứa nhỏ này là con trai của Bạch Hạo Trì, nhưng vẫn muốn khó chịu hỏi một câu như vậy. Anh tin sau này mình có thể làm cho thằng bé thích anh hơn. Thời gian vẫn còn rất dài, anh yêu thương đưa tay bóp gò má của thằng bé một cái. Đầu ngón tay liền truyền tới cảm xúc mềm mại, giống như sờ vào một cái bánh pudding có độ đàn hồi cao. Chẳng trách mọi người lại thích trẻ con như vậy. Anh sửa sang lại đầu óc một chút rồi ôm Thiên Vũ ra ngoài, tự mình lái xe đưa thằng bé tới công viên chơi. Nếu như Hứa Nhan để ý đứa nhỏ này như vậy thì biết đâu anh có thể thông qua thằng bé này một lần nữa khiến cho cô mở lòng với mình,
Dù cách mà anh ép cô trở lại bên cạnh anh rất đáng giận, nhưng nếu như cho anh quay ngược lại thời gian về đêm hôm qua, anh vẫn sẽ làm như vậy, tuyệt đối là không hối hận. Chú ơi, con muốn chơi cái kia. Thiên Vũ chỉ tay vào một cây cầu trượt hình chim cánh cụt trong công viên, vui sướng mà kêu lên. Được, cẩn thận một chút nha. Phi Ngạo cẩn thận dắt tay thằng bé tới gần, phát hiện nơi này có rất nhiều trẻ nhỏ đang ngồi xây lâu đài cát hoặc là chơi đuổi bắt, mà phần lớn phụ huynh của bọn chúng đều là phụ nữ. Anh vừa mới tới, lập tức khiến cho mấy người xung quanh ánh mắt sang, có kinh ngạc, có tò mò, cũng có yêu thích. Thời đại này, muốn tìm một người đàn ông chịu giúp vợ trông con đâu có dễ dàng gì chứ. Muốn đàn ông vừa tốt tính, vừa đẹp trai thì lại càng khó như lên trời. Nhưng lúc này trong mắt của bọn họ, Phỉ Ngạo rõ ràng thuộc dạng đàn ông hiếm có. Chào cậu chỉ đi chơi với con trai thôi sao? Có người phụ nữ trung niên ôm con gái tới gần chỗ cầu trượt, tò mò mà hỏi. Phỉ Ngạo nháy mắt chuyển sang chế độ xa cách ngàn năm, lạnh nhạt ừ một tiếng. Người kia thấy vậy cũng không tránh xa, hơn nữa nhiệt tình mà hỏi. Chàng trai à, chắc là vợ của cậu phải hạnh phúc lắm. Tôi mấy lần bảo chồng trông con, ông ta đều một hai tìm cớ để từ chối. Khuôn mặt của người nào đó lại hơi giãn ra, dường như lời nói của bà dì này khiến cho anh vui vẻ hơn một chút. Anh ôm thân thể nhỏ bé của Thiên Vũ thả lên trên cầu trượt, sau đó dặn dò. Nhớ cẩn thận đó. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, gò má phiếm hồng vì hưng phấn. Sau đó nhân lúc Phỉ Ngạo vừa buông tay, liền trượt vù xuống phía dưới. Cầu trượt không cao lắm, lại rất ngắn và an toàn, là loại dành riêng cho trẻ nhỏ. Hai chân của Tiểu Vũ đặt xuống đất, sau đó lạch bạch chạy về phía Phỉ Ngạo, cười toe toét. Một lần nữa, còn muốn chơi thêm lần nữa. Phỉ Ngạo lại ôm đứa trẻ lên, cho nó tiếp tục trượt xuống. Bà dì đứng ở bên cạnh, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn anh. Ai, đúng là một ông chồng tốt, không biết là vợ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hôm nay cô ấy bận sao? Nam nhân được khen, ngoài mặt thì không biểu hiện gì, nhưng trong giọng nói đã có thêm một phần thân thiện. À, cô ấy có việc nên tôi đưa con trai ra ngoài chơi. Vậy sao? Cậu đúng là chịu khó đó. Nói đôi ba câu xong, bà dì liền cắp nách con gái, chạy trở về bởi vì đã tới giờ nấu cơm. Cùng lúc đó, điện thoại của Phỉ Ngạo cũng reo vang. Anh nhìn màn hình, lắc lắc tay với Tiểu Vũ. Là mama con gọi. Bảo bối đang định trượt thêm một vòng nữa, nghe tới mama, vội chạy ù qua, chờ mong nhìn điện thoại. Anh đang ở đâu? Trong giọng nói có một chút lo lắng cùng với gấp gáp. Phỉ Ngạo không trả lời điện thoại mà đưa điện thoại tới trước mặt của bảo bối. Hai cánh tay nhỏ đưa ra ôm lấy di động, cười hì hì mà nói. Mẹ ạ, con đang ở công viên chờ mấy chú. Mẹ mau mau tới đây trượt cùng với con đi. Chú sẽ bế mẹ lên, chú rất khỏe đó nha. Vừa nói vừa nhìn Phỉ Ngạo bằng ánh mắt hâm mộ. Sau này lớn lên, Tiểu Vũ cũng sẽ khỏe như chú, có thể bảo vệ được mẹ. Bảo bối à, là công viên gần quảng trường thành phố sao? Đợi mẹ một chút, mẹ sẽ tới ngay. Hứa Nhan nói tới ngay, cũng phải mất tới gần 10 phút lái xe. Trong lúc đó, Tiểu Vũ đã chơi được rất nhiều trò, hiện tại đang buồn ngủ, được Phỉ Ngạo ôm ở trong ngực. Lúc cô nhìn thấy hình ảnh nam nhân cao lớn ngồi ở trên ghế đá an tĩnh ôm con trai, tim không hiểu sao lại đập thình thịch. Dưới bóng cây, Phỉ Ngạo đã rút đi biểu tình nghiêm khắc cứng ngắc thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ ôn nhu vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Vũ. Cô bước nhanh tới nhìn con trai đang lim dim, lại nhìn anh thật sâu. Anh đi ra ngoài sao không gọi cho Hứa Vân? Chỉ là đi chơi một chút thôi. Em nghĩ rằng tôi sẽ để thằng bé xảy ra chuyện hay sao? Phỉ Ngạo hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, trong lòng ẩn ẩn không vui. Chẳng nhẽ anh không đáng tin như vậy? Được rồi, anh cho thằng bé ăn cái gì chưa? Anh nghe cô nói như vậy mới sực nhớ ra, cả buổi chưa đưa bảo bối đi ăn. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên chăm trẻ, tất nhiên sẽ có xuất hiện một chút thiếu sót. Nhìn gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt có chút cứng lại, Hứa Nhan liền biết anh quên mất việc quan trọng này. Nhưng cô cũng không trách anh được. Việc nam nhân cao ngạo này hạ mình đưa con trai cô tới công viên chơi đã phần nào xóa bỏ ác cảm của cô. Được Phỉ Gia yêu ái như vậy, đây không biết có được gọi là một loại thành tựu hay không. Cô chớp mắt nhìn anh, không nhanh không chậm mà nói. Nên đưa con trai tôi về, thằng bé đang tuổi phát triển, cần phải ăn uống đầy đủ. Tôi không muốn bảo bối của tôi bị đau dạ dày như anh. Mặc dù là đang bị trách móc, thế nhưng Phỉ Ngạo cũng không có chút khó chịu. Cố tình chỉ nghe thấy mấy chữ cuối cùng cô nói. Thì ra cô vẫn nhớ anh bị đau dạ dày. Phỉ Ngạo cong khóe môi ôm Tiểu Vũ lên, theo chân Hứa Nhan trở lại biệt thự, sau đó mặt dày đi theo cô về tận phòng. Anh có thể đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Hứa Nhan trực tiếp đuổi người, may mắn là anh không còn ngang ngạnh như trước kia.
Mỗi lần cô thay đồ đều đứng nhìn chằm chằm. Lúc này anh chỉ xoa đầu cục cưng một cái rồi lập tức đi ra ngoài. Hứa Nhan tắm rửa sơ qua rồi xuống phòng bếp làm mấy món đơn giản cho con trai. Trước kia cô đã có sở thích nấu ăn, về sau khi sinh Tiểu Vũ lại càng chú trọng tới vấn đề cơm nước. Đợi làm xong hết thảy, Hứa Nhan mới lên đánh thức Bảo Bối dậy, dẫn thằng bé xuống phòng ăn. Cuộc sống ở trong biệt thự này cũng không khác gì ở nhà dì cô nhiều cho lắm, miễn là không bị giam lỏng vẫn rất thoải mái. Đang lúc hai mẹ con ăn cơm, Phi Ngạo lười biếng từ bên ngoài đi vào, rồi tự mình múc một chén cơm nhảy vào bàn ăn. Không có phần của anh. Hứa Nhan lập tức hạ giọng. Đáng tiếc, Phi Ngạo ngay cả nháy mắt một cái cũng chẳng thèm làm, tùy tiện đưa đũa vào trong đĩa rau xào. Cạch một cái, nữ nhân xinh đẹp cau mày đặt chén xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn Phi Ngạo. Không phải bình thường anh có đầu bếp riêng nấu ăn cho hay sao? Tại sao lại chạy tới đây dành ăn với mẹ con cô chứ? Nguyên liệu nấu mấy món này là lấy trong tủ lạnh của tôi, vì sao lại không cho tôi động vào? Anh chống cằm, ngón tay thon dài nâng đũa lên, gắp một miếng thịt vào trong chén của mình rồi bắt đầu ăn. Tiểu Vũ mặc kệ ông chú, vừa ăn vừa vụng về gắp rau cho mama của mình, giữa đường còn bị rơi xuống bàn một ít. Hứa Nhan không nói nữa, im lặng mà ăn cơm. Cứ xem như trong lúc dùng bữa có một con ruồi đậu lên bàn là được, sao phải nhiều lời cơ chứ? Một nhà ba người thực sự yên tĩnh và hòa hợp, khiến cho Chu quản gia vui thay bọn họ. Mặc dù hơi tiếc nuối vì đứa nhỏ kia không phải là con của cậu chủ, nhưng thằng bé lại rất đáng yêu, cũng rất lễ phép hiểu chuyện. Ông chính là cực kỳ yêu thích. Bình thường ở độ tuổi này, trẻ con hay nhõng nhẽo và bám mẹ, nhưng Tiểu Vũ không giống như vậy, càng ngày vui vẻ tươi tắn như mặt trời nhỏ, không ngừng truyền sinh khí cho lão già sắp xuống lỗ như ông. Trong phòng VIP của khách sạn, một người phụ nữ quyến rũ lười biếng ngồi vắt chéo chân trên ghế mềm, đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của ba thanh niên. Sau lưng của cô có 5 người đàn ông mặc vest đen đang đứng, thân thể đều cao trên 1m8, hơn nữa cơ bắp cuồn cuộn, khí thế 10 phần đáng sợ. Cho các người một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao thứ đó ra, hoặc là chào tạm biệt với thằng nhỏ của mình. Âm giọng ngọt ngào từ 3 người phụ nữ này vừa mới cất lên đã khiến thân thể của 3 người đang quỵ trên sàn run rẩy. Chân tay bị trói chặt, khiến cho bọn họ muốn cựa quậy cũng không được, chỉ có thể liều mạng khép chặt hai chân để giảm bớt cảm giác đau xót mà lời nói kia mang lại. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi còn có vợ và con gái nhỏ. Nếu như tôi có chuyện gì, tương lai bọn họ phải sống sao đây? Một người vội vã hô lên với hy vọng nhận được cảm thông phần nào. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ trước sau như một vẫn chỉ có một mảng bình tĩnh. Cô cười nhạt nhìn hắn. Tương lai của bọn họ như thế nào? Có liên quan gì tới tôi sao? Khi các người làm ra những tội ác tày trời kia, các người có nghĩ tới tương lai của em gái tôi hay không? Có từng nghĩ tới một cô gái sẽ sống ra sao sau khi bị các người nhục nhã như vậy? Hứa Nhan càng nói càng lạnh lùng, khiến cho người kia tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn giống như sắp tan rã. Nếu như bọn họ đều muốn giữ bí mật thì không cần phải tiếp tục tra hỏi nữa. Cô rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ cơm trưa của Bảo Bối thì mất kiên nhẫn mà phất phất tay. Đem bọn họ xuống đi, làm sạch sẽ một chút. Cô nói xong liền đứng lên. Đối mặt với những kẻ cần bã như vậy, cô thực sự không có một chút thương cảm. Cho dù bọn họ có vợ con thì thế nào chứ, cắt đi thứ kia cũng không thể khiến cho bọn họ chết được. Làm ơn đi mà, khoan đã. Một tên cao gầy trong số đó hét lên, sắc mặt tái mét trống rỗng. Nỗi sợ hãi bị cắt thứ kia đi nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ. Người phụ nữ này không hề nói đùa với bọn họ. Hứa Nhan hơi hơi nâng tay lên ra hiệu, hai gã vệ sĩ vừa tiến lên lôi người đàn ông kia ra, liền thả tay ra. Thân thể bị trói như một cái bánh tét, ngã phịch xuống đất không thể đứng dậy nổi. Hắn nhanh chóng nói. Bọn tôi không hề quay clip sách, cũng chưa từng đụng vào em gái cô. Hứa Nhan nhíu mày, có chút khó tin nhìn hắn. Cái tin tức này khiến cho cô chấn động không nhẹ, nhưng vẻ mặt ngoài vẫn giữ vững biểu cảm lạnh nhạt mà nói. Nói rõ xem nào, ý của các người là gì chứ? Tôi... Người nọ cắn răng, cuối cùng đành phản bội lời thề trước đó. Trước kia có người cho bọn tôi tiền, bảo chúng tôi kéo cô em gái đó vào trong nhà kho của trường, sau đó lột hết quần áo ra, rồi đánh thuốc mê gây ảo giác cho cô ấy. Thật ra thì lúc đó chúng tôi không có làm gì cả. Hứa Nhan nghe xong lời này không biết phải phản ứng như thế nào. Trái tim đập kịch liệt một trận, nhưng vẫn có chút khó tin. Tốt nhất là các người không nên nói dối, nếu không kết cục tự mình gánh chịu. Nhớ chúng lại. Cô vội vàng rời khỏi, phóng xe thẳng tới nhà dì tìm Hứa Vân. Trước tiên cô không nói cho em gái biết những gì mà mình nghe được và bóng gió hỏi về chuyện của em cô và Lâm Dương một chút. Kết quả Hứa Vân ngượng ngùng nói bọn họ vẫn còn chưa có làm chuyện kia.
Chẳng trách mà suốt mấy năm nay em gái cô vẫn luôn luôn không biết sự thật. Khoảng thời gian đó do bị sốc nặng cho nên Hứa Vân không để cho người khác chạm vào thân thể của mình, vẫn chưa có cơ hội để đi tới bệnh viện kiểm tra đàng hoàng. Tại sao cô lại không để ý tới chứ? Nếu như con bé bị ba tên kia cưỡng hiếp, khi đó cơ thể sẽ xuất hiện một chút vết thương mới đúng. Em đi với chị đi, chúng ta tới bệnh viện một chút. Chị có chuyện quan trọng cần xác nhận. Nhưng mà để làm gì chứ? Buổi chiều em còn có tiết trên trường. Hứa Vân không hiểu lắm tại sao chị gái mình lại đột nhiên muốn đưa cô tới bệnh viện. Vậy thì chiều nay nghỉ học một buổi đi. Hứa Nhan không nói nhiều, trực tiếp kéo em gái tới bệnh viện kiểm tra. Cô ngồi bên ngoài, mỗi phút chờ đợi đều phảng phất như kéo dài vô tận. Mồ hôi lặng lẽ thấm ra lòng bàn tay mềm mại. Cô liên tục hít khí sâu để bản thân bớt đi căng thẳng, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Bác sĩ cũng rất nhanh đã hoàn tất công việc của mình. Hứa Vân từ bên trong phòng đi ra, vẻ mặt ngơ ngác, từng bước chậm rãi tới gần cô. Chị, chuyện này, em... Cô gái nhỏ nhận được tin tức tốt, không biết phải phản ứng như thế nào. Lắp bắp nhìn chị gái, sau đó đột nhiên bật khóc nức nở. Nhìn biểu cảm rối rắm của Hứa Vân, cô liền biết những người kia đã nói thật. Như vậy thì tốt rồi, ít nhất chướng ngại tâm lý của con bé sẽ không còn nữa. Hứa Nhàn vươn tay ôm con bé vào trong lòng. Một tay vuốt về mái tóc dài của cô nàng, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Hứa Vân cảm thấy bản thân thiếu kiến thức sinh học thật là khổ sở. Ngay cả việc mình đã quan hệ hay chưa cũng không biết. Khi đó mơ mơ màng màng, thấy mình bị người ta đè xuống, làm đủ chuyện đồi bại, rồi tỉnh dậy trong tình trạng trần truồng cùng với ba thiếu niên khác. Cô liền nghĩ mình đã bị cưỡng bức, cả người thất hồn lạc phách trở về. Mấy năm qua cùng với Lâm Dương qua lại, cũng dừng lại ở mức hôn môi, cho nên ngốc nghếch cho rằng mình không hề xứng đáng với anh, lúc nào cũng lo lắng đủ điều. Em phải tự mình báo cho anh ấy biết tin này. Thấy em gái vừa khóc vừa cười gọi điện thoại cho Lâm Dương, Hứa Nhàn không nhịn được thở ra một hơi. Mấy năm nay cô điên cuồng làm việc chỉ vì muốn trả thù cho em gái, lúc này phát hiện ra sự thật không giống như trong tưởng tượng, cho nên cũng có chút luống cuống. Phỉ Hoài, nếu như bỏ qua chuyện này, ông ta thật ra cũng chỉ là một người đàn ông muốn tốt cho con trai của mình. Lúc trước cô đột nhiên bị phán vô sinh, cho nên mới khiến ông ta làm ra những hành động ép buộc ly hôn kia. Bất quá cô ký giấy ly hôn không phải bởi vì uy hiếp, mà là bởi vì Phỉ Ngạo cùng với người phụ nữ khác lăn lộn trên giường trong khi cô đang gặp khó khăn. Người phụ nữ những lúc đối mặt với chồng gai luôn luôn yếu ớt và dễ bị tổn thương. Cô cũng là phụ nữ cho nên cảm thấy tủi thân trước hành động của anh. Tới tận lúc này, Hứa Nhan vẫn cảm thấy rất hận Phỉ Ngạo và Phỉ Gia. Cho dù em gái cô không thực sự bị người khác xâm hại, nhưng khoảng thời gian u ám trước đây cũng là do một tay Phỉ Hoài tặng cho. Bị ác mộng hành hạ mỗi ngày là điều kinh khủng như thế nào chứ? Cô không muốn tưởng tượng tới nữa, vì như vậy sẽ khiến cho cô đau lòng nhiều hơn. Cô đợi cho em gái của mình bình tĩnh xong mới đưa con bé về nhà, sau đó lại lái xe trở về biệt thự. Tiểu Vũ cùng với người đàn ông tuấn tú kia đang nằm trên sofa xem siêu nhân. Từ sau khi đón cô về đây, số giờ đi làm của anh gần như bằng không, lúc nào cũng lượn lờ bên cạnh con trai cô. Hình ảnh một lớn một nhỏ nằm bên cạnh nhau, đưa vào trong mắt của Hứa Nhan thực sự rất tốt đẹp. Nếu như lúc trước Phỉ Ngạo không phá vỡ lời hứa với cô, có lẽ cô sẽ một lần nữa chấp nhận anh. Nghe được tiếng mở cửa, Thiên Vũ ngẩng đầu lên, rồi chu mọ nói. Mẹ về trễ, con với chú đói quá đi mất. Chú không cho con ăn gì sao? Hứa Nhan liếc mắt nhìn Phỉ Ngạo, trong lòng vì chuyện của Hứa Vân mà thoải mái hơn không ít, cũng bỏ xuống lớp mặt nạ giả trang lạnh nhạt của mình. Nam nhân chậm chạp ngồi thẳng dậy, quần lửng cùng với áo thun đơn giản trên người, thế nhưng càng tôn thêm dáng vẻ đẹp trai của anh ta. Thằng bé đan một chút cháo rồi, nhưng mà nó không thích mấy món do đầu bếp nấu, nhất định là muốn chờ em về. Cô tùy tiện gật đầu một cái, hoàn toàn không quan tâm anh ta có đói hay không, tiến lên sờ đầu vào của bảo bối rồi nói. Mẹ xin lỗi vì đã về trễ. Cục cưng muốn ăn gì, mẹ sẽ đổ cho con bây giờ. Con thích cháo gà và canh ngao nấu kim châm. Đầu nhỏ hơi nghiêng người nhìn qua Phỉ Ngạo, sau đó mới cười cười bổ sung. Bảo bối à, chỉ nên chọn một món thôi, nếu không thì sẽ nấu rất lâu. Mẹ ơi, mẹ nấu canh ngao và nấm cho chú nữa, chú rất tốt với con mà. Tiểu Vũ nhào vào trong lòng của Phỉ Ngạo, mới có hai ngày ngắn ngủi thôi, đã trở thành thói quen bám dính trên người của anh ta. Hơn nữa lúc này còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn mama của mình. Giống như hiện tại, cô dám nói không, thằng bé sẽ khóc òa lên cho cô xem. Hứa Nhàn vuốt vuốt chán, đành phẩy phẩy tay. Được rồi, mẹ sẽ làm, được chưa? Cô bỏ qua tiếng reo hò vui mừng của con trai,
dùng khóe mắt cảnh cáo nhìn nam nhân đang cong khóe môi trên sofa. Cô bắt đầu nấu cái món bộ thận tráng dương kia là có ý gì cô còn không biết hay sao? Môi mỏng của Phỉ Ngạo hơi run, dáng vẻ nhịn cười nói. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Là vừa rồi Tiểu Vũ hỏi tôi thích ăn cái gì. Đáng chết, Hứa Nhan không tin anh ta lại đang nói thật. Bất quá hôm nay tâm trạng của cô cực kỳ tốt, cho nên sẽ không so đo cùng với người khác. Dường như nhận ra cô đang vui vẻ, Phỉ Ngạo để cho Tiểu Vũ tiếp tục xem phim siêu nhân, còn mình thì đi theo cô vào trong nhà bếp. Nhìn chiếc váy bó sát trên người cô, ánh mắt giống như lang sói, không chút che giấu, quét đi quét lại trên cặp mông đầy đặn. Không phải nói, sau khi sinh con, cô càng trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều. Vòng eo con kiến dưới chiếc váy bó càng hiện ra dáng vẻ thon gọn, hấp dẫn ánh mắt người khác. Những thứ này đều khiến cho con người đã cấm dục 4 năm nay, liên tục như anh trong nháy mắt nổi lên phản ứng. Hứa Nhàn đang rửa rau, nhưng cũng không quên chú ý tới người này. Thấy ánh mắt của anh ta tràn ngập lửa dục, thì cầm dao lên cảnh cáo. Phỉ Ngạo, anh nên biết chừng mực. Anh hò khẽ một tiếng, không còn cách nào, đành ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đợi Hứa Nhan làm xong bữa cơm thì đã là một tiếng sau. Lúc này Phỉ Ngạo vừa đặt mông xuống, được ăn mấy đũa thì bên ngoài có người tìm tới. Cũng không phải là ai xa lạ, mà bác sĩ riêng của anh, Trần Thụy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng vẻ ngoài cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Hứa Nhan là khuôn mặt khẽ nghịch ra. Sau đó không giống như trước kia mở miệng cười đùa mà là xị mặt xuống, giống như cô đã làm gì có lỗi với hắn vậy. Phỉ Ngạo cho Trần Thụy một ánh mắt, hắn liền nhăn mày mà đi ra ngoài trước. Hứa Nhan không nhịn được mà tò mò hỏi. Anh bị bệnh sao? Theo như hiểu biết của cô thì người này sẽ không gọi Trần Thụy tới nếu như không có việc gì nghiêm trọng. Trước kia có một đoạn thời gian cô cùng với Trần Thụy tiếp xúc, hắn nói cho cô biết khá nhiều điều về anh. Mặc dù thân là bác sĩ riêng của Phỉ Ngạo, kiêm bạn từ hồi đại học, nhưng hắn không có quyền tự tiện ra vào căn biệt thự này. Muốn tới phải báo trước một tiếng. Trong vòng mấy năm qua, số lần Phỉ Ngạo gọi hắn qua xem bệnh thực sự rất ít. Chỉ có duy nhất một lần khi đó cô bị thương và mỗi ngày hắn đều phải chạy qua chạy lại mà thôi. Phỉ Ngạo không muốn nói rõ, chỉ gật gật đầu xem như là thừa nhận mình bị bệnh. Người ta đã như vậy, Hứa Nhan cũng không mặt dày mà hỏi tiếp. Đợi bọn họ ăn cơm xong, cô liền ôm bảo bối trở về phòng. Trần Thụy ở trên tầng 2, chờ khoảng nửa tiếng mới thấy Phỉ Ngạo đi vào. Hắn không vui nói. Tại sao cô ta lại trở về? Muốn moi thêm tiền từ cậu hay sao? Nam nhân đi tới trước mặt Trần Thụy, sau khi ngồi xuống mới thở dài một hơi. Nếu như cô ấy thực sự muốn trở về, cho dù là thích tiền của tôi cũng sẽ sẵn lòng đưa ra. Cái gì chứ? Cậu điên sao? Nữ nhân kia có cái gì tốt mà cậu lại phải cố chấp như vậy? Trước kia Trần Thụy rất có hảo cảm với Hứa Nhan. Thậm chí còn có lúc trò chuyện cảm thấy vô cùng hợp nhau, tưởng chừng như là bạn thân từ thuở nào. Bất quá sau sự kiện 4 năm trước, Phỉ Ngạo vì sự rời đi của cô suy sụp một đoạn thời gian dài, ăn uống không điều độ, dẫn tới việc viêm loét dạ dày. Hắn lại không thích cô nổi nữa. Một giai kỳ đã đủ để làm cho Phỉ Ngạo đau khổ. Hứa Nhàn càng khiến con người đầy kiêu ngạo như anh ta thay đổi hoàn toàn, thê thảm tới nỗi không thể nhìn nổi. Lúc ấy nếu như hắn chậm thêm vài ngày, nói không chừng Phỉ Ngạo đã trực tiếp quy tiên. Phỉ Ngạo ngửa đầu lên nhìn trần nhà, chợt có cảm giác mệt mỏi. Nữ nhân độc ác kia, nói đi liền đi, sao tôi lại yêu cô ta được chứ? Tôi cũng không biết. Cảm giác rung động tới một cách lặng lẽ. Anh như một con ông mật đói khát, cô là một đóa hoa diễm lệ đầy hấp dẫn. Chỉ cần anh nhìn thấy cô, liền không tự chủ được mà bị thu hút. Mặc dù biết đóa hoa này là hoa ăn thịt, nhưng anh vẫn ngu ngốc mà đâm đầu vào. Trần Thụy nhìn dáng vẻ của anh như vậy, đành thở dài một hơi. Bắt đầu đem dụng cụ kiểm tra. Tốt lắm, không có vấn đề gì, thân thể khỏe mạnh. Về phần dạ dày của cậu, gần đây chú ý ăn uống một chút là sẽ không bị đau nữa. Cảm ơn cậu. Phỉ Ngạo gật đầu nói, anh đứng lên, tự mình đưa Trần Thụy đi ra ngoài cửa rồi nói. Sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, không cần cách tuần lại phải kiểm tra nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Cậu còn dám nói là cậu khỏe sao? Có ai làm việc tới mức bị suy nhược cơ thể rồi ngất xỉu khi đang lái xe như cậu hay không? Khi đó không chết là may mắn lắm rồi đó. Trần Thụy bực mình nói, cũng không muốn nhớ lại, liền hừ một tiếng rồi đi. Người này mấy năm nay có vợ xong, tính tình dường như thay đổi không ít. Phỉ Ngạo chợt nghĩ, sau đó xoay người trở lại phòng ngủ của mình. Chần chờ một lúc, vẫn là đi qua phòng của Hứa Nhan nhìn xem. Anh đứng trước cửa phòng, thực sự muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn thấy cô. Cạnh một cái, anh vừa nghĩ vậy, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hứa Nhan chớp chớp mắt nhìn anh. Phỉ Ngạo không nghĩ tới cô lại xuất hiện, cho nên có chút lúng túng, ra vợ hỏi. Tiểu Vũ có ở trong phòng hay không?
Có, thằng bé đang học chữ, anh muốn vào sao? Hứa Nhan lùi lại một bước nhường đường cho anh, nhưng Phỉ Ngạo không có đi vào, mắt chỉ lo dán chặt vào khuôn mặt của cô. Người nào đó bị anh nhìn chằm chằm, ngại ngùng nói. Nếu như anh không vào, vậy thì tôi xin phép. Cô nói xong liền đóng cửa lại, vốn dĩ định xuống bếp pha trà uống, nhưng bây giờ đã không cần nữa. Cách một cánh cửa, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Phỉ Ngạo. Bàn tay thon dài cùng với cái trán tựa lên cửa gỗ, khẽ thở dài một hơi. Đối với người đàn ông này, cô thực sự không còn cách nào khác. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường, không hy vọng bản thân một lần nữa vướng vào rắc rối của giới thượng lưu. Nhưng hết thảy suy nghĩ đều sẽ thay đổi khi nhìn thấy anh. Chỉ cần ở bên cạnh Phỉ Ngạo, tim của cô lại bất chấp sự ngăn cản và lý trí mà gia tốc, đập vội tới mức máu trong người cũng sôi lên. Hứa Nhan thật muốn hỏi, rốt cuộc cô đối với anh là gì? Nếu như là yêu, vì sao còn phá vỡ lời hứa của bọn họ mà đi tìm người khác? Chẳng nhẽ đàn ông chính là như vậy sao? Dù đã có vợ, nhưng vẫn sẽ không chống cự được cám dỗ. Cuộc sống của Hứa Nhan cứ tiếp diễn một cách bình thường. Khi chung sống cùng với Phỉ Ngạo cũng không hề xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa lại cực kỳ thoải mái. Anh dành nhiều thời gian ở bên cạnh Tiểu Vũ chơi đùa, còn dạy cho thằng bé học, thực sự chẳng khác gì một người bố chuẩn mực. Sau khi biết Phỉ Hoài lừa cô đã thả ba người thanh niên phạm tội kia ra, cũng không còn ý định trả thù nữa. Bất quá trước khi cho bọn họ đi, cũng dặn người của mình giáo huấn qua một trận để hạ dạ. Cô ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình máy tính hiển thị vô số dữ liệu, trong lòng không khỏi trùng xuống. Phó giám đốc dường như không thành thực cho lắm, bắt đầu dục dịch bòn rút tiền quỹ của công ty rồi đây. Chủ tịch, có một người phụ nữ họ Triệu muốn tìm cô, hiện giờ đang chờ ở quán cà phê đối diện. Trợ lý từ bên ngoài đi vào, hướng về phía cô mà chi thông một tiếng. Hứa Nhan nhăn mày, họ Triệu sao? Vậy chắc hẳn là Triệu Thanh Liên, không biết cô ta tới đây làm gì. Còn nửa tiếng nữa mới tan làm, nhưng cô hôm nay có hẹn ra ngoài ăn cơm cùng với Phỉ Ngạo và Bảo Bối. Vì vậy, quyết định về sớm hơn một chút, xem Triệu Thanh Liên muốn nói gì. Cô đứng lên, đem áo khoác bên ngoài mặc vào, dẫm lên giày cao gót xuống tầng trệt của công ty. Nắng chiều nhẹ nhàng phủ xuống thành phố sầm uất, tiếng còi xe inh ỏi khiến tâm trạng của cô không được thoải mái, ồn ào và hỗn loạn vô cùng. Đang lúc cô đứng chờ đèn xanh để qua đường, lồng tờ chợt dựng đứng lên, tim đập thình thịch. Một chiếc xe tải từ cánh trái lao vụt về phía trước, giống như đứt thắng mà tông mạnh vào vô số chiếc xe, khiến cho những người khác hét lên ầm ĩ. Bởi vì vụ va chạm liên hoàn này xảy ra quá bất ngờ, cho nên người bị quẹt trúng không hề ít. Một chiếc xe mô tô ở ngã tư đường cũng mất lái lao về phía Hứa Nhan. Còn người của cô chợt co rút lại, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng khóe mắt vừa vặn bắt gặp một đứa nhỏ đứng bên cạnh mình. Cô không chút nghĩ ngợi, liền vươn tay đẩy đứa trẻ kia tới trước, chính mình lại tránh không kịp. Dầm một cái, Hứa Nhan chỉ thấy cả người đau nhức, bị một lực cực lớn tông trúng rồi ngã xuống đường, mùi máu tươi nhanh chóng xộc vào trong mũi của cô. Đầu của cô thật sự quá đau, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Trước khi mất đi ý thức, cô loáng thoáng nghe được có người gọi tên của mình. Phỉ Ngạo run rẩy ôm cô vào trong lòng, máu tươi theo trán chảy dọc xuống gò má và cần cổ trắng mịn. Màu sắc có chút tương phản, đâm vào trong ánh mắt của anh, vừa đau xót. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, sợ cô sẽ nhắm mắt lại, không còn tỉnh dậy nữa. Vì vậy không ngừng mà gọi tên cô. Hứa Nhan, Hứa Nhan, không có việc gì đâu, em sẽ không sao, em nhất định sẽ không sao đâu, Hứa Nhan. Phỉ Ngạo vừa nói, vừa cẩn thận giúp bác sĩ nâng cô lên cán. Cũng chẳng biết anh đang an ủi cô, hay là an ủi chính mình nữa. Anh ôm Tiểu Vũ đang ở trong tình trạng hóa đá, lên xe cấp cứu. Đứa trẻ này cứ ngây ngốc nhìn mẹ của mình như vậy, khóc cũng không khóc. Cơ thể của Hứa Nhan bị chảy xước không ít, nhưng đều là vết thương ngoài da, chỉ riêng phần đầu bị va đập mạnh là nguy hiểm nhất. Phỉ Ngạo một tay nắm tay cô, một tay ôm Tiểu Vũ, trái tim không ngừng nhảy lên từng hồi dồn dập. Anh cảm thấy có chút khó thở, nhìn sắc mặt ngày một tái đi của cô mà lo lắng không thôi. Vừa mới đi tới nơi, nhìn thấy cô nằm bất động trên vũng máu mà không khỏi kinh hãi, sau đó thì chết lặng. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Vụ tai nạn liên hoàn vừa rồi khiến cho người bị thương không ít. Lúc vào trong làm thủ tục rất náo loạn. Áo ngoài của Phỉ Ngạo đều là bị máu tươi nhuốm bẩn, bộ dạng xốc xếch vô cùng. Trong lúc làm giấy tờ, một tay của anh vẫn luôn luôn giữ tay của Tiểu Vũ, chỉ sợ thằng bé xảy ra chuyện gì bất chắc. Qua nửa tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng. Dì Hứa và Hứa Vân nhận được tin tức cũng chạy tới đây. Bên cạnh đó còn có Bạch Hạo Trì và Lâm Dương. Năm người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Hứa Vân đem Thiên Vũ ôm lên đùi rồi dỗ thằng bé ngủ. Nhưng dỗ một lúc lâu cũng chẳng có tác động gì. Thằng bé cứ trở ra như khúc gỗ, một lúc lâu sau mới nói.
Dì ơi, mẹ của con chảy rất nhiều máu. Không sao đâu, con đừng lo, con ngủ một giấc đi, ngủ dậy là mẹ của con sẽ không sao. Hứa Vân nén nước mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Vũ. Phỉ Ngạo nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dính máu, đang run rẩy của mình. Đây chính là máu của Hứa Nhan. Rất nhiều, cô thực sự sẽ không có việc gì, có đúng hay không? Cô rất mạnh mẽ, sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn cả thôi. Anh không ngừng lẩm bẩm nói trong lòng, nói rằng Hứa Nhan sẽ bình an vô sự. Nhưng nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu vẫn xông lên não, khiến cho anh không ngừng phát run. Chiếc nhẫn cưới mà anh luôn đeo trên tay cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí đã có vết khô lại, dính nhớp đáng sợ. Mỗi một giây phút trôi qua đều khiến cho Phỉ Ngạo cảm thấy hoảng loạn thêm một phần. Nhìn dáng vẻ của anh như vậy, Hứa Vân cũng không còn ý trách móc gì nữa. Chuyện của cô trước đây cũng không liên quan tới người đàn ông này. Anh ta mặc dù đã từng làm chị gái của cô đau khổ, nhưng có lẽ anh thực sự yêu chị cô. Mặc dù không hiểu rõ Phỉ Ngạo cho lắm, nhưng cô cũng biết anh khá lâu, chưa từng nghĩ anh sẽ lộ ra vẻ thất hồn lạc phách như vậy. Bạch Hạo Trì so với Phỉ Ngạo cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Trên khuôn mặt phủ kín sương mù, không biết là đang giận dữ hay là đang đau lòng, nhưng trùng thủy vẫn khiến cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu như nơi này không phải là bệnh viện, có lẽ anh đã xông lên cho tên đàn ông kia một trận. Anh ngẩng đầu nhìn Phỉ Ngạo, chỉ thấy trong ngực như có một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Hứa Nhan đang sống rất yên ổn, vừa mới trở về bên cạnh nam nhân này đã liền xảy ra chuyện. Hứa Vân chờ đợi sốt ruột, cuối cùng im lặng mà rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lời này vừa mới nói ra, Phỉ Ngạo và Bạch Hạo Trì đều có chút giận mình. Vụ tai nạn đó thực sự là trùng hợp sao? Chồng thì có vẻ như vậy, nhưng bọn họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng về chiếc xe mô tô đã đụng trúng Hứa Nhan. Nếu thực sự bị lực đẩy từ chiếc ô tô đứt thắng kia làm cho mất tay lái, vì sao vẫn còn khả năng chạy từ ngã tư rồi lao lên vỉa hè, xuyên qua vô số người để tông vào cô cơ chứ? Ngã tư đó không hề nhỏ, chỉ riêng một làn đường đã đủ cho 4 chiếc xe hơi chạy song song. Là có người cố ý sao? Phỉ Ngạo tỉnh táo lại một chút, vội vàng rút điện thoại phân phó cho người đi điều tra. Lại qua thêm 20 phút, cửa phòng cấp cứu rốt cục cũng được mở ra. Bác sĩ nhìn một lượt những người trước mắt, rồi không chờ bọn họ hỏi đã lên tiếng. Bệnh nhân bị va đập mạnh phần đầu cho nên xuất huyết não. Rất may là được đưa tới bệnh viện kịp lúc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà bệnh nhân vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê sâu. Nghe bác sĩ nói, nắm tay của Bạch Hạo Trì bất giác siết chặt. Anh dùng sức rất mạnh, khiến cho gân xanh trên mặt cũng hiện rõ lên. Vậy bao giờ thì cô ấy tỉnh lại? Sắc mặt của Phỉ Ngạo âm trầm, trong mắt của anh tràn đầy lo lắng, nhìn vào phòng cấp cứu. Dì Hứa sợ hãi, nắm chặt tay của cháu gái, một tay khác lại được Lâm Dương nâng, chỉ thiếu chút nữa thôi là ngã quỵ. Con bé sẽ phải sống đợi thực vật sao? Bác sĩ vội vàng hắng giọng. Người nhà không cần quá lo lắng, tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng tới mức đó. Nếu như nhanh thì 2 ngày, chậm thì 5 ngày. Khi tỉnh dậy, phải nằm lại bệnh viện ít nhất 10 ngày nữa để theo dõi. Hai nam nhân quan tâm cô nhất khẽ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều cùng có một ý nghĩ sẽ đưa cô lên phòng bệnh VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố. Phỉ Ngạo không chần chừ, lập tức đi làm thủ tục. Còn Bạch Hạo Trì thì gọi mọi người sắp xếp chỗ trống ở bệnh viện bên kia. Bởi vì lúc Hứa Nhan gặp tai nạn thì được đưa tới bệnh viện gần nhất để chữa trị kịp thời, cho nên nơi này thực sự là không được tốt cho lắm. Nhân viên vốn không cho phép người bệnh đang ở trong tình trạng bất ổn di chuyển, nhưng đúng lúc đó một y tá hớt hải chạy tới nói nhỏ vào tai của cô nàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô ta liền kinh hãi, vội vàng lấy lòng nhìn Phỉ Ngạo. Hứa Nhan được chuyển đi trong đêm, mọi người bận rộn một lúc chỉ thấy có mệt mỏi. Phỉ Ngạo thì không biểu hiện ra, nói là muốn lưu lại bệnh viện chăm sóc Hứa Nhan. Bạch Hạo Trì thì càng trực tiếp hơn, tự mình kéo ghế ngồi bên giường bệnh. Trong phòng liền bị hai nam nhân khí thế ngút trời này chiếm đóng. Thấy vậy, Hứa Vân bất đắc dĩ nói: "Hai người về nhà nghỉ ngơi đi, có em ở đây là được rồi. Tiểu Vũ còn nhỏ, không nên tiện ở lại bệnh viện." Họ ở đây chỉ khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt hơn mà thôi. Hiện tại chị gái cô cần nhất là không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, chứ không cần hai cái tên hắc bạch vô thường này trông chừng. Phỉ Ngạo nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Nhan, ngón cái chạm vào gò má mềm mại của cô khẽ vuốt ve. Thật lâu sau đó, anh mới không cam tâm tình nguyện ôm Tiểu Vũ trở về. Đứa nhỏ này đã chịu không nổi cho nên ngủ từ lúc nào, cho dù anh không muốn nhưng vẫn phải chăm sóc tốt cho thằng bé. Bạch Hạo Trì mặt dày không chịu đi, Hứa Vân cũng chẳng dám mở miệng đuổi nữa. Cô quay sang nói với Lâm Dương vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh. Anh đưa dì về giúp em đi, sức khỏe của dì không được tốt cho lắm, có thời gian thì lại tới. Được rồi, em cứ yên tâm ở lại đây đi, ngày mai sẽ quay lại. Lâm Dương dìu dì Hứa đi.
cho người yêu một cái gật đầu rồi mới chuyển ánh mắt lên người nằm trên giường. Mái tóc màu rêu có chút toán loạn trên trán, đôi môi tái nhợt không có chút sức sống, da thịt huyết trắng, lúc ở bệnh viện liền trở nên xanh xao như người chết. Nếu như không phải bác sĩ đã một mực khẳng định tình trạng của Hứa Nhan không quá nghi kịch, hắn thực sự cho rằng cô sắp rời khỏi thế gian. Dù sao thì cũng từng là bạn thân, sau đó còn từng đơn phương cô khá lâu, thấy cô như vậy, trong lòng của hắn tất nhiên là rất khó chịu. Hắn thở dài một hơi, xoay người đưa dì Hứa rời đi. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Bạch Hạo chỉ cho thủ hạ mang tới hai chiếc giường, đặt cách giường của Hứa Nhan 2 mét. Phòng VIP của bệnh viện thành phố tương đối rộng lớn, cho dù đặt thêm hai cái giường như vậy cũng chẳng có chút nào chật vật. Thật ra nơi này xây lên là để chuyên phục vụ cho giới thượng lưu, có tiền chưa chắc đã vào được. Hứa Vân quan sát căn phòng một lượt, thấy đầy đủ tiện nghi thì khẽ thở ra một hơi cảm thán. Quả nhiên, bệnh viện là nơi cứu người, thế nhưng cũng phải làm ăn thì mới có kinh phí mà duy trì hoạt động. Cô rót cho mình một ly nước, rồi nhìn thoáng qua Bạch Hạo chỉ nói. Anh không cần phải ở lại đâu, khi nào chị em tỉnh lại, em sẽ thông báo cho anh. Nam nhân đặc biệt trụ lại là vì muốn ở bên cạnh Hứa Nhan thêm một chút, cho nên chị lắc đầu nói. Không sao đâu, em cứ nghỉ trước đi, anh sẽ trông chừng cô ấy. Bạch Hạo chỉ nói xong, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay có vô số vết xước của cô. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô, dáng vẻ giống như đang nâng niu chân bảo, sợ là dùng một chút sức thôi sẽ khiến cô bị thương tổn nặng. Anh vừa mới rời khỏi cô một chút, người khác liền nhân cơ hội đó để ra tay với cô. Thật không biết là tên nào to gan như vậy. Mặc dù anh rất ghét cái tên phỉ ngạo kia, nhưng lại tin tưởng vào năng lực của anh ta. Rất nhanh, bọn họ sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu. Phỉ ngài điều Trần Thụy tới bệnh viện một chuyến, sau đó tự mình kiểm tra hình ảnh ở camera trên đường lớn. Quan sát rất nhiều lần, phóng to hình ảnh và liên tục dừng lại để nhìn xem. Anh rốt cục xác nhận được người nọ cố tình. Chu quản gia ở bên ngoài gõ cửa, chờ anh ừ một tiếng liền đi vào. Cậu chủ à, người hẹn gặp là Thiệu Thanh Liên. Đằng sau cô ta còn có một người đàn ông khác là Tô Thái Viễn. Người chạy mô tô kia đã bị bắt về, có cần tra khảo thêm hay không? Phỉ ngạo nhăn mày, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Không cần đâu, cô ta thật đúng là không biết điều. Đã tha cho bọn họ một lần, lại ngu ngốc thêm một lần nữa phạm lỗi. Ánh mắt của anh không chút tình cảm nào, giống như đã mất hết kiên nhẫn đối với những người kia. Chu quản gia mặc dù không còn giống như trước kia, xem Hứa Nhan như con cháu của mình, nhưng dù gì nữ nhân này cũng là người của cậu chủ, đụng tới cô nàng chẳng khác gì tát vào mặt của cậu chủ. Vì vậy ông rất không hài lòng, bọn họ hiện tại phải trả giá cho hành động của mình. Tô chủ tịch vừa nhận điện thoại xong, cả người chợt như già thêm chục tuổi, trên khuôn mặt đầy thịt là vẻ bất lực. Sao vậy ông? Nửa đêm còn có ai gọi điện thoại vậy chứ? Tô phu nhân cũng bị đánh thức, vội vàng hỏi. Bây giờ đã không còn sớm nữa, nếu như là người bình thường gọi cho chồng, ắt hẳn là sẽ không bắt máy. Nhưng lúc nãy vội vàng nghe máy xong, cả người liền thẫn thờ như gặp phải đả kích lớn. Trong lòng của bà cũng vì vậy mà dấy lên từng trận lo lắng. Bà mau hỏi xem, thằng con trai của bà lại làm ra chuyện gì tốt? Tô chủ tịch giận dữ mà giống lên, đem điện thoại ném mạnh vào trên tường. Âm thanh va chạm làm cho Tô phu nhân giật cả mình. Sau đó bà mới gấp gáp hỏi. Thái Viễn làm sao chứ? Thằng bé như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Cũng là do bà cưng chiều nó quá. Giờ thì hay rồi. Tại sao cứ luôn luôn nhằm vào cái người phụ nữ tên Hứa Nhan kia chứ? Lần đó suýt chút nữa thì phá sản. Không phải là tôi đã bảo bà dạy dỗ lại nó hay sao? Cũng chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi. Thái Viễn coi trọng cô ta là phước mấy đời của cô ta. Nó là con trai của ông đó. Tô phu nhân thấy thái độ của chồng, vội vàng khóc hô. Tô chủ tịch giống như hóa điên, chỉ vào mặt vợ mình mà hét lên. Trời ơi, bà không biết người phụ nữ đó là vợ của Phỉ Ngạo hay sao? Cổ phiếu của công ty đột nhiên rớt giá không phanh. Hiện tại không phải là có nguy cơ phá sản nữa, mà ngay trong ngày mai thôi, sẽ phá sản. Đều là do con trai của bà gây nên. Chết tiệt. Lồng ngực của ông phập phồng dữ dội, bởi vì tức giận mà ho khan không ngừng. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ửng lên. Sắc mặt của Tô phu nhân cũng tái đi, run lẩy bẩy mà nói. Cái gì? Ông nói cái gì chứ? Phá sản sao? Người phụ nữ kia là vợ của Phỉ Ngạo? Nói cái tên Phỉ Ngạo, cơ thể của bà cũng trở nên lạnh ngắt. Người kia là quỷ thần trong giới thượng lưu, dù cho bà 1 tỷ cũng không dám ở trước mặt của hắn nói ra những lời khó nghe. Mấy năm nay hắn ta thu liễm rất nhiều, cứ ngỡ sẽ không còn trở lại nữa, vì cái gì bây giờ đột nhiên lại ra tay? Phá sản chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là Thái Viễn, con trai của bà, sẽ phải đối mặt với sự trả thù như thế nào. Bà thực sự không dám nghĩ tới.
Thế Thái Viễn đang ở đâu? Nó ở đâu? Tôi phải gọi cho nó ngay. Bà hoảng loạn cầm điện thoại lên, lại bị chồng đánh rớt. Không cần phải gọi nữa. Mười phần là đã bị Phỉ Ngạo bắt được rồi. Bắt được rồi sao? Nếu như con trai của bà rơi vào trong tay người đàn ông kia, thì kết cục không phải là chết đơn giản như thế nào? Bà hoảng loạn nhìn chồng của mình, sau đó run rẩy bắt lấy tay của ông. Ông mau nghĩ cách đi. Ông mau nghĩ cách cầu xin người đàn ông kia đi. Không, không được. Thái Viễn à? Ở bên này Tô Gia cũng loạn thành một đống. Triệu Gia cũng đang ở trong tình trạng rối tung lên. Trời vừa mới sáng, bọn họ liền phát hiện trước cửa nhà có một đống lớn phóng viên đang tụ tập, trong miệng liên tục gọi Triệu Thanh Liên. Bây giờ muốn ra khỏi cửa cũng không thể ra được, nửa bước khó đi. Chỉ cần vừa xuất hiện bóng người, bên ngoài lại vang lên âm thanh tra hỏi của phóng viên. Đây là làm cái gì chứ? Muốn phạm pháp sao? Bọn họ tức giận vô cùng, trực tiếp gọi điện thoại tới cục cảnh sát, nhưng chỉ nhận được một câu: tự làm thì tự chịu. Triệu Hữu ngồi đối diện với em gái, thấy ánh mắt bất an cùng với chột dạ của nó mà đau đầu hỏi: chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Triệu phu nhân ngồi bên cạnh Triệu Hữu hừ lạnh một tiếng: mày lại làm ra cái chuyện gì đôi bại rồi chứ? Bây giờ phim đóng, rating thấp tới thảm, hợp đồng quảng cáo đều bị hủy hết, còn làm được gì ngoài cái việc khiến cho thanh danh của Triệu gia ta trở nên u uế thêm nữa? Cũng không biết người này có thực sự là mẹ của Triệu Thanh Liên hay không. Trước kia khi cô ta được Phỉ Hoài coi trọng thì mồm miệng dẻo vô cùng, một câu khen con gái xinh đẹp, hai câu nịnh bợ con gái tài hoa. Hiện tại cô ta bị rơi xuống vực, bà ta đã lập tức trở mặt. Thanh Liên à, con mau nói đi. Triệu chủ tịch nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù không giận mà uy, ngay cả Triệu phu nhân đang muốn nói thêm mấy câu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thân thể của Triệu Thanh Liên run lên bần bật, vội vàng lắc đầu nói: Con thực sự không biết. Phỉ Ngạo không thể phát hiện ra được, nhất định là không thể. Cô ta và Tô Thái Viễn đã bàn bạc rất kỹ. Hắn ta cũng nói sau khi chuyện xong sẽ xử lý người lái mô tô kia. Vậy làm sao thì Phỉ Ngạo có thể biết được cơ chứ? Dáng vẻ của cô ta làm sao có thể qua đôi mắt của Triệu chủ tịch. Ông vỗ mạnh tay lên bàn, phát ra âm thanh vang dội, khiến cho người đối diện co rụt cổ lại. Con... bố à, nhất định là có người hại con. Con không hề làm gì cả, con không động tới người phụ nữ của anh ta. Triệu Thanh Liên bị bố mình dọa, lời nói ra khỏi miệng cũng không kịp thu lại nữa rồi. Em không phải là lại đi gây chuyện với Phỉ Ngạo đó chứ? Triệu Hữu có chút sợ hãi nhìn em gái của mình. Ba người ngồi đối diện với Triệu Thanh Liên đều bị dọa tới nỗi không bình tĩnh nổi nữa rồi. Phỉ Ngạo mặc dù bá đạo lại tàn nhẫn, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ động tới bọn họ. Nếu như ngay cả cục cảnh sát cũng bị anh hạ lệnh không được nhúng mũi vào, vậy thì chuyện này... Triệu Thanh Liên bị cả nhà nhìn chằm chằm, rốt cuộc hối hận, trong nháy mắt bật khóc, dung nhan xinh đẹp đều bị nước mắt làm cho lem luốc. Chủ tịch Triệu thấy con gái khóc nức nở, lại nghe con trai hỏi, cũng phần nào đoán ra được sự tình. Ông phất tay, hướng Triệu Thanh Liên nói: thôi được rồi, đừng khóc nữa, con trở về phòng trước đi, tạm thời đừng có đi ra ngoài. Ở bên cạnh, Triệu phu nhân vô cùng tức giận trước dáng vẻ khóc lóc của con gái, nhưng vì chồng đã nói sẽ giải quyết, cho nên bà cũng không tiện phát tác. Trước kia bà yêu thương nâng niu Triệu Thanh Liên bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy ghét bỏ nó bấy nhiêu. Cái mà bà quan tâm nhất chỉ có tiền tài và danh vọng mà thôi. Nếu như đứa con này đã không nổi tiếng nữa, vậy thì bà sao phải quan tâm? Chỉ thấy Triệu phu nhân đứng lên, hùng hăng trừng mắt nhìn Triệu Thanh Liên một cái rồi mới cất bước trở về phòng. Triệu Thanh Liên cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống, dáng vẻ nhu nhược yếu ớt khiến cho Triệu Hữu không đành lòng. Em trở về phòng đi, anh sẽ nghĩ cách. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của Triệu Hữu hiểu rõ, muốn giải quyết vấn đề do Phỉ Ngạo gây nên không hề dễ dàng một chút nào, thậm chí là có chút lực bất tòng tâm. Đợi con gái đi rồi, chủ tịch Triệu mới nhấc điện thoại lên gọi cho Phỉ Hoài, hy vọng ông ta có thể giúp một chút, nhưng lại chỉ nghe ông ta nói: ngay cả tôi cũng không có cách nào. Hy vọng của bọn họ đơn giản bị một câu này dập tắt hoàn toàn. Đang trong lúc rối rắm, ngoài cửa đột nhiên có một bóng người lao nhanh tới. Ông chủ à, không xong rồi, mau lên mạng tìm xem. Người làm vội vàng chạy tới nói với Triệu chủ tịch. Ông nhăn mày bảo Triệu Hữu mở máy tính lên. Không ngờ nhìn thấy trên mạng xã hội đột nhiên lan tràn tin tức về Triệu Thanh Liên, toàn bộ đều là scandal. Có tin tức nói cô nàng hống hách bắt nạt người mới, có thỏa mã nhân viên trong đoạn phim, thậm chí là dùng tiền để mua vai diễn, mà nặng nhất chính là việc thuê người hãm hại đồng nghiệp tới mức phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những vụ lùm xùm này đều được công ty chủ quản ém xuống từ lâu, giống như đem một nắm đá quăng xuống ao vậy.
nhưng vẫn bị Phỉ Ngạo cho người đào lên toàn bộ. Danh tiếng của Triệu Thanh Liên trong nháy mắt đã rớt xuống đáy vực, sự nghiệp xem như hoàn toàn bị hủy. Hơn nữa, một số người trở mặt với cô tăng theo cấp số nhân. Những fan cuồng luôn miệng bao che cho cô cũng không nhịn được mà biến thành anti-fan, đang hăng hái ở trên mạng xã hội bình luận chửi người. Cùng lúc đó, việc Triệu gia hối lộ lãnh đạo nhà nước cũng bị điều tra ra. Cái này quả thật là muốn dìm chết bọn họ, một con đường lui cũng đều không cho. Từ xưa tới nay, mọi công ty sau khi thành lập và phát triển tới mức độ nhất định đều sẽ bắt đầu dùng thủ đoạn để trốn thuế hoặc là kiếm tiền một cách bất chính. Phía trên sẽ nhận tiền, sau đó bao che cho bọn họ, hình thành một mối quan hệ hợp tác. Có công ty nào muốn vươn cao mà không dùng tiền để đút lót lãnh đạo nhà nước cơ chứ? Đúng là có rất nhiều công ty dùng tiền để hối lộ lãnh đạo nhà nước, nhưng ai bảo Triệu gia làm không sạch sẽ để cho người ta bắt thóp? Ai bảo Triệu Thanh Liên làm ra chuyện khiến cho nam nhân kia tức giận cơ chứ? Chuyện hối lộ vừa được đem ra ánh sáng, những vị đã nhận tiền từ Triệu gia cũng không trốn thoát được trách nhiệm. Chỉ trong vòng 2 ngày, bên ngoài gà bay chó sủa, loạn không thể loạn hơn. Sau khi Triệu gia và Tô gia vớt đài, những người khác bắt đầu lo lắng không yên, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ tới lượt bọn họ bị đạp xuống. Nhưng may mắn là ngoài hai nhà kia ra, không còn bất cứ thế gia nào xảy ra chuyện gì nữa. Triệu Hữu vất vả chạy đôn chạy đáo 2 ngày liền, ngay cả chợp mắt cũng không dám, nhưng không thể làm gì được, hắn hoàn toàn bất lực. Tuy nói Triệu gia không tới mức đi tù, nhưng gia sản xem như cũng xong rồi. Chỉ còn lại mấy căn nhà nhỏ của hắn là chưa bị người ta tới ủi phẳng mà thôi. Hắn thực sự không hiểu, rốt cuộc em gái của mình đã làm gì để cho Phỉ Ngạo tức giận tới mức rối tung cả thành phố lên như vậy. Trong phòng, Triệu Thanh Liên giống như phát điên, đầu tóc rối bù, cầm lấy chăn gối ném lung tung. Không những vậy, chỉ cần là những thứ mà cô ta chạm vào đều biến thành vật để cô ta trút giận. Âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên, khiến cho Triệu Hữu mệt mỏi khép mắt lại. Nếu như không phải mấy năm qua hắn chăm chỉ làm ăn, sau đó dùng tiền mua vài căn hộ ở bên ngoài, chỉ sợ lúc này Triệu gia ngay cả nhà để ở cũng không có. Triệu phu nhân cùng một dạng với Triệu Thanh Liên, từ lúc bị kéo ra khỏi biệt thự đã bắt đầu la hét om sòm. Tại bệnh viện thành phố, phòng bệnh VIP, đã qua 2 ngày, Hứa Nhan vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bạch Hạo Trì ở lại tới nửa ngày thứ nhất thì rốt cục phải về nhà một chuyến, phần là muốn đi trợ giúp Phỉ Ngạo đạp ngã Triệu gia trong thời gian sớm nhất. Phần là bị Hứa Vân nhìn chằm chằm cũng không thể chịu nổi. Cô nhóc này không thích anh ở bên cạnh Hứa Nhan quá lâu, cứ như vậy anh phải đi đi về về liên tục. Trong phòng, Tiểu Vũ cuộn người nằm trên giường của Hứa Nhan, đôi mắt đỏ hoe. Giường bệnh mặc dù rất lớn nhưng Tiểu Vũ cũng không nhỏ chút nào. Hứa Vân sợ thằng bé không cẩn thận bị chị mình đụng trúng, lại vội vàng tiến lên dụ dỗ. Tiểu Vũ à, dì con nói con nên nằm ở giường bên cạnh mà, sao lại trèo lên giường của mẹ rồi? Nếu như con đụng trúng mẹ, làm mẹ đau thì phải làm sao đây? Thiện Vũ nghe vậy cũng không lập tức đi xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc chăn trên người của Hứa Nhan, sau đó mới khóc nấc lên. Nhưng mà con muốn ở bên cạnh mẹ. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa con nít 3 tuổi, thấy mẹ cứ nằm yên một chỗ, không hề nhúc nhích như vậy, làm sao mà nó bình tĩnh nổi cơ chứ? Từ lúc tỉnh dậy, thấy mình đang ở biệt thự, Tiểu Vũ liền nói muốn gặp mẹ. Phỉ Ngạo không thể làm gì khác hơn là đành đưa thằng bé tới bệnh viện để cho Hứa Vân chăm sóc. Suốt 2 ngày nay, thằng bé cứ lờn vờn bên cạnh mẹ, không hề khóc một chút nào. Bất quá bác sĩ nói có thể 2 ngày nữa Hứa Nhan sẽ tỉnh lại. Tiểu Vũ cũng tin răm rắp, kết quả là mắt của cô vẫn luôn luôn nắm chặt, không hề có động tĩnh, khiến cho thằng bé sợ hãi. Lúc này liền thút thít. Hứa Vân thấy cháu trai khóc thì cũng muốn khóc theo. Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên từ bên ngoài cửa. Tiểu Vũ à? Chú chị! Tiểu Vũ thấy người tới là Bạch Hạo Trì thì rất vui mừng, từ trên giường cẩn thận tụt xuống, động tác rất nhẹ nhàng như sợ Hứa Nhan bị đụng trúng. Hai gò má phúng phính theo bước chân của Thiên Vũ mà hơi hơi run lên. Bạch Hạo Trì vươn tay ôm lấy thằng bé vào trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhan. Hôm nay anh lại tới thăm cô. Tiểu Vũ mếu máo nhìn anh. Chú chị, mẹ không tỉnh, mẹ không thương Tiểu Vũ nữa. Không phải đâu, mẹ rất thương Tiểu Vũ, chỉ là mẹ của con đang mệt nên cần ngủ nhiều một chút thôi, con đừng lo lắng nha. Bạch Hạo Trì vừa an ủi Thiên Vũ, vừa nắm chặt tay của Hứa Nhan. Da thịt mềm mại 2 ngày nay càng trở nên mịn màng. Những vết thương trên người cô đang dần dần chuyển biến tốt, chỉ là cô vẫn mê man như cũ. Hứa Vân thấy Bạch Hạo Trì tới thì tranh thủ thời gian ra ngoài ăn cơm một chút. Lúc đi ra tới hành lang thì bắt gặp Phỉ Ngạo đang hướng về phía này. Anh ta mặc một chiếc áo thun đơn giản, bao lên nửa trên cường tráng, dáng vẻ tuấn mỹ dễ gần, không hề giống như trước kia, mặc vét vào liền lạnh đụng thấy đáng sợ.
tay trái của anh cầm một giỏ trái cây, tay kia thì ôm một bó hoa ly tươi. Thấy cô, anh hơi gật gật đầu. Hứa Vân cũng gật đầu chào anh. Cảm ơn anh đã đưa chị tới bệnh viện này. Khuôn mặt tuấn mỹ của Phỉ Ngạo hiện lên nụ cười miễn cưỡng. Đây là việc anh nên làm à? Nếu như không phải anh nhất quyết muốn kéo Hứa Nhan trở lại bên mình, thì lúc này cô đâu phải khó chịu như vậy, cả ngày phải nằm một chỗ để truyền dịch. Hứa Vân cũng không tiếp tục dây dưa, lướt qua người của anh rồi đi thẳng. Trên hành lang dài rộng, dáng vẻ của Phỉ Ngạo có chút đơn bạc. Anh đi tới phòng bệnh, khẽ đẩy cửa ra. Đập vào mắt của anh là hình ảnh Bạch Hạo Trì đang ôm Tiểu Vũ, rồi nắm chặt tay của Hứa Nhan. Nghe tiếng động, Bạch Hạo Trì quay đầu lại, khẽ gật đầu với anh xem như chào hỏi. Phỉ Ngạo không nói gì, tự mình đem hoa tới cắm vào bình, giỏ trái cây thì đặt trên bàn. Hai ngày rồi anh mới có thời gian tới thăm cô, còn cố tình mua hoa ly, mang theo để căn phòng không bị nhũng mùi thuốc. Mặc dù thật ra phòng VIP vốn sạch sẽ và thoáng mát, không có bất kỳ mùi hương gì khó ngửi. Bạch Hạo Trì thích cảm giác được nắm tay của Hứa Nhan, rất muốn chạm vào cô, nhưng có Phỉ Ngạo ở đây thì anh chỉ có thể ngồi an phận bên cạnh cô mà thôi. Âm thanh sột soạt vang lên một lúc rồi ngừng lại. Phỉ Ngạo thay xong bó hoa mới, đột nhiên nhìn về phía Bạch Hạo Trì và Tiểu Vũ. Hai người đã có Tiểu Vũ, vì sao lại không kết hôn? Anh thắc mắc điều này từ rất lâu rồi, nhưng chưa kịp để hỏi. Khoảng thời gian qua anh quan sát, anh có thể khẳng định Bạch Hạo Trì thực sự là yêu Hứa Nhan, cũng đã cùng với cô sinh một đứa nhỏ đáng yêu, vì sao vẫn chưa kết hôn? Bạch Hạo Trì đầu tiên là hơi nâng chân mày, sau đó nhận ra nam nhân trước mặt hiểu nhầm bọn họ. Uổng cho Phỉ Ngạo thông minh tài giỏi, khi xa vào lưới tình lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Sao anh ta không nghĩ tới vấn đề Tiểu Vũ là con trai của mình cơ chứ? Bạch Hạo Trì cũng không nhớ rằng mỗi lần anh xuất hiện trước mặt Phỉ Ngạo thì Tiểu Vũ luôn gọi anh là papa. Cứ như vậy, không hiểu lầm cũng không được. Tôi vốn định lần này trở về nước là sẽ cầu hôn cô ấy. Bạch Hạo Trì suy nghĩ một lúc, ăn ngay nói thật. Phỉ Hạo nghe xong liền ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một chút không vui. Sau đó nhanh chóng bình thường trở lại. Anh nói mà như hạ lệnh đuổi khách. Vậy sao? Nhưng đáng tiếc không còn cơ hội nữa rồi. Hiện tại cậu có thể đi. Bạch Hạo Trì cũng chỉ muốn tới thăm Hứa Nhan một chút, vì vậy cười cười xoa đầu Tiểu Vũ rồi nói. Ba ba về trước, buổi tối lại tới thăm con và mama. Vâng ạ. Tiểu Vũ lau nước mắt, gật gật đầu với anh, thân thiết nắm tay anh đưa ra tới tận cửa. Phỉ Ngạo ở bên trong vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của Bạch Hạo Trì. Nếu như bọn họ định về nước kết hôn, vậy chẳng phải chính anh là người đã nhảy vào cướp Hứa Nhan hay sao? Đây xem như là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nếu như anh không uy hiếp cô, vậy hiện tại có lẽ cô cũng đã sắp tổ chức đám cưới cùng với Bạch Hạo Trì. Anh bỗng cảm thấy thật may mắn vì mình đã làm ra những hành động điên rồ kia, cùng với Tiểu Vũ ép buộc cô trở lại bên mình. Cho dù hèn hạ, nhưng anh vẫn không hối hận chút nào. Bóng người cao lớn đi tới bên giường ngồi xuống, Tiểu Vũ liền chạy qua ngồi lên đùi của anh. Thằng bé đối xử với hai nam nhân đều là cùng một dạng, không ghét bỏ ai cả. Phỉ Ngạo một tay ôm lấy Tiểu Vũ, nhìn cô gái mình yêu nằm bất động trên giường mà đáy lòng như bị người nào đó cạo cấu, vô cùng không thoải mái. Hứa Nhan, người hại em đều đã bị trả giá rồi. Bây giờ bên ngoài rất náo nhiệt, em có muốn đi xem thử một chút hay không? Anh vươn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mỏng của cô, đầu ngón tay trượt qua từng đường nét trên khuôn mặt, phác họa ra dung nhan xinh đẹp. Lông mi của cô rất dài và dày, mũi nhỏ cao thẳng, làn da lại trắng mịn không tì vết. 4 năm vất vả khiến cô thu lại dáng vẻ ngây ngô của năm đó, trở nên vô cùng quyến rũ và thành thục. Lúc này mặc dù đang nhắm mắt nằm an tĩnh trên giường bệnh, nhưng vẫn có một loại sức hút khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhìn nhiều thêm một chút. Chúng ta còn có cuộc hẹn ăn cơm tối, em quên rồi sao? Căn phòng rộng lớn chỉ có âm thanh trầm thấp của nam nhân không ngừng vang lên, mùi hương li li nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Tiểu Vũ cũng học theo anh mà ngây ngô nói. Mẹ ơi, Tiểu Vũ muốn ăn cơm với mẹ, muốn ăn những món mẹ nấu cơ. Cho dù Phỉ Ngạo biết cô sẽ sớm tỉnh lại, nhưng vẫn không thể khống chế được tâm tình phức tạp của mình. Càng nói thì càng trở nên ôn nhu, ngón cái vuốt ve xương gò má của cô chậm rãi vạ nói. Em chẳng phải rất thích những nơi yên tĩnh hay sao? Em muốn đi đâu, anh sẽ đều đưa em đi. Một tay của Phỉ Ngạo che lại mắt của Tiểu Vũ, thân thể hơi cúi, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Đôi môi chuyển tới, cảm giác ấm nóng mềm mại khiến cho anh luyến tiếc vô cùng. Lồng ngực khẽ chấn động, nhưng cũng chỉ dám lén hôn cô một cái như vậy rồi nhanh chóng tách ra. Hứa Nhan giống như nghe được nguyện vọng của Phỉ Ngạo, lồng mí khẽ run lên. Cô mơ màng khẽ hé mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh giường.
hình ảnh nhòe nhòe như một thước phim bị cũ. Đầu của cô vừa nặng vừa đau, hoàn toàn không thể phân biệt rõ nơi này là nơi nào. Vì sao thân thể lại không có một chút sức lực? Đúng rồi, cô bị tai nạn, hẳn là đang nằm ở bệnh viện. Mấy hôm nay mặc dù cô mê man, nhưng vẫn liên tục nghe được giọng nói của Bạch Hạo Trì. Lúc này thấy có người bên cạnh, thì theo bản năng khẽ hé môi. Trì. Giọng của cô hơi khàn khàn, lại rất nhỏ yếu, giống như có như không. Nếu không phải là Phỉ Ngạo đang áp sát cô, anh có thể đã bỏ qua một chữ này. Thế nhưng, anh tình nguyện không nghe thấy cô gọi tên người đàn ông kia ngay khi vừa tỉnh dậy.